chỉ cần không phải là huyền tiên đỉnh phong thì hắn đều có thể ứng phó. Mấy ngày lặng lẽ trôi qua. Khi hắn dừng chân lại một lần nữa thì hắn đang đứng trên một đỉnh núi nhỏ để thu thập các nhiệm vụ vào trong khối ngọc bài nhỏ, vì muốn kiếm nhiều tiền hắn thật sự rất chuyên tâm làm việc, nhiệm vụ to nhỏ đều đã hoàn thành không ít, nhưng chỉ chừng này thì còn lâu mới đủ để mua tài nguyên tu luyện và mượn dùng trận tinh không. Chuyện gì cũng cần có rất nhiều tiền. Tự mình làm việc, cơm no áo ấm, uống hết nửa bầu rượu, Triệu Bân lại ẩn thân vào trong bóng tối. Đêm. Những tiếng gầm giống thảm thiết vang lên không dứt. Triệu Bân cầm kiếm Long Uyên chạy tới chạy lui làm nhiệm vụ vô cùng chuyên nghiệp. Trong núi vẫn còn có rất nhiều người khác giống như hắn. Tất nhiên cũng có rất nhiều tổ đội chạy vào trong rừng kiếm thêm thu nhập. Thứ gọi là kiếm thêm thu nhập chính là cướp của, vào đêm không trăng không sao thế này chính là thời cơ tốt nhất để giết người cướp của. Người đến làm nhiệm vụ không chỉ phải đề phòng yêu thú mà còn phải đề phòng những nhóm người chặn đường cướp của. Đêm nay ở phàm giới có rất nhiều người ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Trên dải ngân hà dường như còn đang cất giấu một đoạn thần thoại vô cùng mỹ lệ. Càn khôn lại đại biến. Đã có hy vọng tràn ra trên khắp nhân gian. Đăng tiên lộ đứt đoạn bao nhiêu năm tháng cuối cùng đã bắt đầu diễn biến trong đêm nay. Không người nào biết thông thiên lộ sẽ có một ngày được tái tạo trở lại. Bọn họ chỉ biết có một con đường sáng chói dường như đã xuất hiện trên giới siêu phàm, cũng chính là tiên giới mệnh mông trong truyền thuyết. Triệu Bân xuất hiện trở lại trong một sơn cốc. Toàn thân hắn đẫm máu, còn bị mất một cánh tay, máu chảy ròng ròng. Tiên cũng có phân chia cao thấp, yêu thú cũng có phân chia mạnh yếu, trùng hợp làm sao hắn lại gặp một yêu thú rất cường hãn, đó chính là một con chăn máu, chính xác mà nói thì nó là một con chăn máu biến dị toàn thân đầy vải cứng, nguyên thần cường đại dị thường, với chiến lực của hắn thì hoàn toàn không thể phá vỡ lớp phòng ngự của nó. Xuất sư bất lợi, Triệu Bân không ngừng hộc máu. Thân thể bị thương cũng không có gì đáng ngại, nhưng nguyên thần bị thương thì sẽ rất khó hồi phục. Cũng may hắn không phải là tiên nhân bình thường, nguyên thần cũng đủ tinh túy, chưa tổn thương đến căn cơ. Đạo hữu, người bi thương không nghe đâu. Một tiếng cười âm trầm vang lên trong bóng đêm. Sau đó lại có một thanh niên áo đen bước tới. Trong tay hắn ta còn đang cầm một thanh huyết kiếm. Kẻ cướp, Triệu Bân lau vết máu nơi khóe miệng khẽ lẩm bẩm. Hắn không thèm nhìn thanh niên áo đen. Thậm chí còn tiện tay lấy ra một bầu rượu súc miệng. Thanh niên áo đen nở nụ cười gian ác nói, giao tất cả những thứ trên người ngươi ra đây thì ta sẽ cho ngươi chết một cách nhẹ nhàng. Keng! Nhưng đáp lại hắn ta chỉ là một tiếng kiếm ngân chói tai. Triệu Bân trong nháy mắt đã thi triển thuấn thân tuyệt sát, khi thanh kiếm chém tới thì thanh niên áo đen vẫn còn đang mỉm cười nhưng chớp mắt sau đó đã đầu lìa khỏi xác, ở nơi cái đầu vừa rơi xuống máu đã tung ra như thác đổ. Thuấn thân! Thanh niên áo đen kinh ngạc, thân ảnh không đầu bay về phía sau. Mất đầu cũng không thành vấn đề, chỉ cần nguyên thần không bị tiêu diệt thì sẽ không mất mạng. Hắn ta đã quá bất cẩn, không ngờ một tiểu tiên nhân đã có thể thi triển thuấn thân khiến cho hắn ta trở tay không kịp. Đi đâu mà vội mà vàng. Triệu Bân theo sát không buông, dự ấn đường lóe ra ánh sáng màu vàng kim. Thiên diệt nguyên thần kiếm mạnh mẽ phóng ra, không đánh vào da thịt mà chém thẳng vào nguyên thần của đối phương. Ngươi muốn chết. Nguyên thần của thanh niên áo đen bay lên trời, tung ra một chưởng từ trên trời giáng xuống. Triệu Bân lại càng bá đạo hơn, ngay lập tức triển khai thiên cang hộ thể đánh diệt chưởng ấn. Hự! Thanh niên áo đen kêu rên, hắn ta đã bị trấn trở mình. Hắn ta còn chưa kịp ổn định thân thể thì Triệu Bân đã giết tới, một kiếm bổ đôi nguyên thần. Trận chiến đến nhanh mà đi cũng nhanh. Chỉ sợ rằng cho đến tận lúc chết đi thì thanh niên áo đen cũng không thể ngờ mình lại bị tiêu diệt một cách dễ dàng như vậy. Người ta thường nói đi đêm thì có ngày gặp ma, hôm nay đúng là vận xui của hắn ta, đã cướp không được còn bị tiêu diệt. Phụt! Triệu Bân lại hộc máu, thương thế nặng đến mức không thể động võ, vừa động võ liền bị phản phệ. Cũng may huyền tiên này không chịu đòn giỏi, hắn ta yếu hơn thanh niên áo tím lúc trước rất nhiều. Lão có bệnh sao? Trước khi thu dọn chiến trường thì hắn lại nghe thấy tiếng mắng non nớt của trẻ con. Triệu Bân ngước mắt nhìn thì liền nhìn thấy một đứa nhóc mập mạp tầm 2-3 tuổi mặc một cái khố nhỏ, tuy rằng không cao lắm nhưng lại vác theo một đoạn thiết côn, vừa chạy vừa té. Rõ ràng là nó đang bị đuổi giết. Kẻ đuổi giết là một lão già mặc mãng bào. Đó là một huyền tiên đỉnh phong. Vèo! Đứa trẻ 2-3 tuổi lướt qua bầu trời giống như một tia sáng. Lão già mặc mãng bào đuổi sát không buông. Lúc lướt qua bầu trời còn liếc mắt nhìn xuống Triệu Bân.
nơi đây không nên ở lâu. Triệu Bân thu lại chiến lợi phẩm, xoay người liền biến mất. Đi rất xa vẫn có thể nghe được tiếng mắng to của đứa nhóc 2-3 tuổi kia, sau đó lại có một tiếng gầm giống vang lên. Hắn thấy chỉ sợ đứa nhóc đó giữ nhiều lành ít. Huyền Tiên Đỉnh Phong không phải là nhân vật mà Huyền Tiên tầng 1 có thể so sánh được. Lợi dụng ánh trăng, Triệu Bân ẩn thân vào trong một hang động. Hắn tái tạo lại cánh tay của mình bằng cách vận hành vạn pháp trường sinh quyết, nhân tiện cũng ra sức tiêu trừ sát khí trong cơ thể. Tất cả vết thương bên ngoài đều chỉ là vết thương tầm thường, vết thương khó giải quyết nhất đang nằm trên nguyên thần bản mệnh của hắn. Trước đó khi hắn chiến đấu với chăn máu thì nguyên thần đã bị chém ra một vết thương sâu, đến tận bây giờ vẫn không khép lại được. Lão đại! Nó là của ngươi! Triệu Bân ném thanh huyết kiếm của thanh niên áo đen cho Long Uyên. Hắn mở túi trữ vật của thanh niên áo đen ra thì thấy thu hoạch không nhỏ, chỉ tính riêng tiên thạch đã có 2-3 ngàn viên, ngoài ra còn có một viên đan dược cùng mấy lá bùa. Từ khi đến tiên giới hắn đã giết 3 người, tên này là kẻ giàu có nhất trong số đó. Hửm! Hắn đột nhiên nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng sột soạt. Đã có người đặt chân đến nơi này. Cẩn thận nhìn kỹ thì mới thấy đó chính là lão già mặc mãng bào. Tiểu bối nhà ngươi khiến cho lão phu tìm thật cực khổ. Lão già mặc mãng bào lạnh lùng nói một câu rồi chém ra một luồng kiếm khí bổ đôi hang động. Trong lúc đất đá đang văng tung tóe thì Triệu Bân đã giống như một con dao long phóng lên trời bỏ chạy. Chạy đi đâu? Lão già mặt mãng bào ngay lập tức tung ra một chưởng đánh lên trời, hóa ra một chưởng ấn hư ảo khổng lồ. Triệu Bân không nói lời nào, ngay lập tức thi triển thiên cang hộ thể đánh diệt chưởng ấn khổng lồ. Dù vậy hắn vẫn không quay đầu lại, trạng thái của hắn lúc này đang cực kỳ không ổn, hắn không thể đánh lại Huyền Tiên đỉnh phong. Hắn cũng có thể động thiên kiếp nhưng trường hợp này không lớn đến mức hắn phải làm như vậy. Hửm! Lão già mặc mãng bào nhíu mày. Đạo hạnh của tên tiểu tiên nhân này cũng sâu lắm. Hai mắt của lão ta trở nên nóng rực, lão ta vừa giết tới thì đã biến ra tiên hải bao phủ muốn nhấn chìm Triệu Bân. Tiên hải của lão ta vô cùng quỷ dị, tiềm tàng lực lượng thần bí khiến cho Triệu Bân còn không thể đứng vững. Mở! Triệu Bân hừ lạnh một tiếng, mạnh mẽ bổ đôi tiên hải. Khi hắn nhảy ra ngoài thì đã có một màn xương chắn trước mặt hắn ta. Không gian. Triệu Bân cau mày, hắn chắc chắn mình đã bị cuốn vào một không gian khác. Chưa suy nghĩ nhiều, hắn đã vung tay chém một kiếm, nhưng kiếm uy của hắn lại bị một nguồn năng lượng vô hình hóa diệt, đừng nói là phá vỡ được không gian, ngay cả một chút lửa cũng không tạc ra được. Hắn ta không chịu thua, lại liên tục chém vào không gian. Nhưng tất cả mọi đòn công phạt của hắn đều không có tác dụng. Ngươi đừng uổng phí sức lực nữa. Phía dưới lại đột nhiên truyền đến một giọng nói trẻ con. Triệu Bân nhìn xuống thì mới thấy có một người đang ngồi khoanh chân ở bên kia, đó chính là đứa trẻ 3 tuổi lúc trước. Đây là tử phủ của lão ta, có thể phá được từ bên ngoài nhưng từ bên trong thì không thể phá được. Tên nhóc 3 tuổi chống cằm nói, thần sắc của nó vô cùng uể oải, hiển nhiên là nó đã bỏ cuộc. Đây là tử phủ sao? Triệu Bân từ trên trời nhìn xuống. Tò mò quan sát xung quanh. Tử phủ này tiến hóa từ đan hải, trở thành một tiểu thế giới bên trong cơ thể, chỉ có những huyền tiên tài năng mới có thể tu luyện được đến bậc này, như vậy cũng có thể tự xưng là tử phủ huyền tiên. Huyền tiên cấp bậc càng cao thì tiểu thế giới này lại càng hoàn thiện, tất nhiên hoàn thiện bao nhiêu thì còn phải phụ thuộc vào thiên phú tự thân, nội tình căn cơ cùng những hiểu biết của huyền tiên đó về không gian. Đúng là không ngờ. Lão già mặc mãng bào vừa mới ra tay thì đã cuốn hắn vào tử phủ. Tử phủ bình thường hắn chỉ cần một kích là có thể phá vỡ nhưng tử phủ này thì khác, lão ta đã bước được nửa chân vào cảnh giới động hư cho nên tiểu thế giới bên trong cơ thể cũng không bình thường, đúng là không dễ phá trừ phi hắn mở ra tiên nhân kiếp. Khí huyết thật là tinh thuần. Thảo nào lão già đó lại muốn bắt ngươi. Đứa trẻ 3 tuổi đứng dậy rồi bắt đầu giống như một con chó con ghé sát vào người Triệu Bân người tới người lui, đôi bàn tay nhỏ bé của nó cũng rất không an phận. Có lúc thì chọc chọc Triệu Bân, có lúc thì nắn bóp Triệu Bân. Cái gì đây? Triệu Bân không quan sát xung quanh nữa mà quay lại nhìn đứa trẻ 3 tuổi. Tên nhóc này có vẻ rất thú vị, trong người mang huyết mạch đặc biệt còn tiềm tàng nguồn năng lượng khủng bố, sở dĩ nó có hình thái trẻ con là bởi vì huyết mạch đặc biệt của nó khiến cho tốc độ phát triển của nó chậm hơn người bình thường rất nhiều. Lão ta là ai? Tại sao lại bắt chúng ta? Triệu Bân tóm lấy đứa trẻ 3 tuổi rồi đặt nó ngồi trên mặt đất. Lão ta là lão đạo Vu Sơn, đứa trẻ 3 tuổi lại tiến lên ôm lấy chân của Triệu Bân, vừa ngửi ngửi vừa nói,
lão ta muốn bắt chúng ta để luyện hóa bên trong tử phủ của lão ta. Lão ta thường xuyên làm chuyện này, chỉ cần bị lão ta đánh bại thì đều bị lão ta nhốt vào trong tử phủ để luyện hóa. Trên đời còn có chuyện thất đức vậy sao? Triệu Bân nói xong rồi lại tóm lấy đứa trẻ 3 tuổi đặt sang một bên. Hắn lại bước đi xung quanh giống như một du khách vừa đi vừa chăm chú quan sát, đây là lần đầu tiên hắn bước vào trong một tử phủ cho nên nhìn thấy thứ gì cũng mới lạ. Ở trong tiểu thế giới này không thể nhìn ra được bên ngoài, chỉ nhìn thấy sương mù dày đặc. Người ta gọi ta là kẻ phá rối, còn ngươi, đứa trẻ 3 tuổi chạy theo hắn hỏi. Kẻ phá rối, Triệu Bân quay đầu nhìn lại, vừa nghe đến cái tên liền biết tên nhóc này rất không an phận. Triệu Tử Long. Sau khi quan sát một lúc thì Triệu Bân mới cho nó câu trả lời. Gặp nhau tức là có duyên, kết nghĩa huynh đệ không, kẻ phá rối tỏ ra nghiêm túc nói bằng cái giọng trẻ con của mình, cho dù không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm nhưng nguyện. Hắt xì, chết cùng ngày cùng tháng cùng năm. Ta còn chưa muốn chết đâu. Đừng tốn sức nữa, chúng ta không thể ra ngoài đâu. Chuyện đó cũng khó nói lắm. Triệu Bân vẫn đang quan sát xung quanh. Nếu như không phải hắn còn đang tò mò về tử phủ nên muốn xem kỹ thêm vài lần thì hắn đã cho lão đạo Vu Sơn này bị thiên lôi đánh rồi. Lão già giỏi lắm, lão còn dám nuốt chửng ông đây sao? Đáng tiếc huynh đệ tốt của ta không có ở đây, kẻ phá rối thở dài nói. Tử phủ này rộng lớn vô hạn sao? Triệu Bân khó hiểu hỏi, hắn đã đi lâu như vậy mà vẫn chưa từng nhìn thấy giới hạn của tử phủ, cho dù là một tiểu thế giới thì cũng phải có phạm vi nhất định chứ. Tử phủ của lão ta có cấm chế cho nên không nhìn thấy được càn khôn đâu. Thú vị lắm, Triệu Bân lấy kiếm Long Uyên ra rồi gõ mạnh xuống dưới chân. Dù sao cũng nhàn rỗi, hay là hai ta so chiêu đi. Ta có một tuyệt chiêu rất lợi hại. Lợi hại cỡ nào, Triệu Bân thuận miệng hỏi một tiếng. Hôm nay ta sẽ cho ngươi mở rộng tầm mắt, kẻ phá rối như một tia sáng phóng đến sau đó lấy ra thanh thiết côn của mình, nó chỉ đứng bằng phân nửa thanh thiết côn, trông vô cùng buồn cười. Phút phút, kẻ phá rối ngay lập tức múa một bộ côn pháp trước mặt Triệu Bân. Bộ côn pháp này thật sự huyền ảo nhưng tư thế không được đẹp mắt cho lắm. Xem chiêu, kẻ phá rối nhanh như chớp, thiết côn phóng ra như rồng chọc vào ngực Triệu Bân. Ngươi đang muốn gãi ngứa cho ta đấy à? Triệu Bân liếc mắt nhìn nó, thế này mà cũng gọi là tuyệt chiêu. Hắn khinh thường giơ ra hai ngón tay thoải mái kẹp lấy thiết côn của đối phương. Nhưng lúc đó thiết côn của kẻ phá rối lại đột ngột chuyển hướng đánh thẳng vào đũng quần của hắn. Á, con mợ nó, Triệu Bân ngay lập tức ôm lấy chỗ đau, nước mắt lưng tròng. Tưởng có gì giật biệt hóa ra lại là thủ pháp lừa người. Tử phủ, Triệu Bân như du khách, vừa đi vừa ngắm suốt dọc đường. Còn về phần nhân vật gây náo loạn, đương nhiên là bị đập rồi. Triệu công tử sẽ không tùy tiện đánh trẻ con, trừ khi không kiềm chế được nữa. Vì tâm trạng quá bực bội nên hàng này quật 3 phát liên tục, đối phương ngất ngay tại trò, lúc này đang bị Triệu Bân túm một chân kéo đi tới, nhìn từ phía xa, người không biết còn tưởng rằng hắn đang xách một con thỏ. Đùng! Bất chợt, tử phú vọng ra âm thanh lớn. Sau đó là lửa lớn bốc lên trong tiểu thế giới. Lửa nguyên thần. Triệu Bân thuận tay tóm lấy một đốm, đặt trong lòng bàn tay quan sát. Đúng là ngọn lửa nguyên thần. Xem ra lão đạo Vu Sơn muốn dùng phương pháp này để luyện hóa bọn họ. Đạo lý rất đơn giản, hắn và kẻ phá rối đều sẽ trở thành mồi cho đối phương. Nhắc đến kẻ phá rối, cuối cùng nó cũng tỉnh, khuôn mặt nhỏ bầu bính, đen như than, nó là tiên nhân đỉnh cao mà lại bị một tiểu tiên đánh, tên này còn ra tay nặng như thế. Cho ngươi đập này, Triệu Bân thù dai, búng một cái thật đau vào cậu nhỏ của nhóc phá rối. Lúc này, cậu ta ứa nước mắt. Trước giờ đều là nhóc danh này chọc phá người khác, hôm nay là lần đầu tiên nó bị người ta đụng đến cậu nhỏ, cảm giác thốn không thể tả, đúng là sung sướng như tiên. Tiểu bối, chơi đùa vui quá nhỉ. Tiếng cười nham hiếm của lão đạo Vu Sơn vang lên trong tử phủ. Triệu Bân chẳng thèm quan tâm, hắn đang nhìn lén càn khôn của tử phủ. Nhưng kẻ phá rối lại buông lời mắng nhiếc, có ngon thì thả bọn ta ra đi. Ồn ào. Lão đạo Vu Sơn chẳng buồn quan tâm. Dùng sức mạnh thần bí ngăn cách. Nhưng ngọn lửa nguyên thần trong thiếu thế giới lại càng lúc càng cháy mạnh hơn. Triệu Bân nhìn quanh thân, khí huyết của hắn đã bị luyện hóa không ít. Cứ tiếp tục thế này, nếu như không phản kháng thì sớm muộn gì cũng bị luyện hóa thành tro. Cái lão già sống dai như đỉa. Ta có thành ma cũng sẽ không tha cho ngươi. Kẻ phá rối nhảy lên cao 3 trượng, mắng rất nhiệt tình.
Mắng thì mắng vậy thôi chứ trạng thái của tên này chẳng tốt chút nào, khí huyết đã bị luyện hóa sói mòn rất nhiều rồi. Ta còn chưa cưới vợ mà. Lâu dần, cậu ta cũng im lặng. Triệu Bân khá bình tĩnh, hắn ngồi thiền như một vị tăng khổ hạnh, không biết đang lĩnh hội điều gì. Trước đó không lâu, hắn còn nghĩ làm sao để ra ngoài. Nhưng hiện tại, tạm thời không muốn đi nữa. Tử phủ của lão đạo Vu Sơn kỳ lạ, mà nguyên thần của lão ta lại càng kỳ dị hơn. Lửa nguyên thần của lão ta không chỉ có thể mượn dùng để tôi luyện nguyên thần, mà thậm chí nó còn có thể chữa lành vết thương trên nguyên thần của hắn. Vậy cứ tôi luyện một lần thử xem. Đợi vết thương lành rồi lại mở thiên kiếp. Chúng ta đã sắp chết đến nơi rồi, hay cho ta nuốt hắc thiết côn của ngươi đi. Triệu Bân im lặng nhưng Long Uyên làm gì chịu ngoan ngoãn, tự nó chui ra khỏi nhẫn ma, lơ lửng trước mặt kẻ phá rối, rung rung lắc lắc. Ngươi nói chuyện được sao? Kẻ phá rối vuốt cằm, nhìn nó với ánh mắt đầy tò mò. Mặc dù dáng người không cao, nhưng hiểu biết lại rộng lắm nha, cậu ta biết thanh kiếm này không tầm thường. Đang hỏi ngươi đấy, Long Uyên chọt nhẹ kẻ phá rối. Cút, kẻ phá rối lớn tiếng mắng, còn muốn nuốt binh khí của ta sao? Ban ngày ban mặt mà ngủ mơ à? Vù! Lúc hai bên đang đấu khẩu thì đột nhiên thấy thê phách Triệu Bân rung lên. Long Uyên lập tức quay lại, bay quanh chủ nhân của mình một vòng. Kẻ phá rối nhướng mày, chân cũng sáp lại gần. Triệu Bân nhíu mi, thể phách cực kỳ không ổn định. Nói đúng hơn là căn nguyên của hắn đang rung động, sóng không ngừng trỗi dậy bên trong. Hắn nhìn vào đan hải, tận mắt thấy sức mạnh hồng trần bị huyết mạch của mình đồng hóa, hòa vào trong. Căn nguyên bỗng chốc cuồn cuộn, năng lượng sinh mệnh tràn đầy. Chuyện gì thế kia? Triệu Bân thắc mắc, không ngờ căn nguyên lại nuốt. Sức mạnh hồng trần. Hơn nữa, dường như căn nguyên sau khi dung nạp sức mạnh hồng trần thì đã trở nên tinh túy hơn. Là nhờ ngọn lửa nguyên thần này sao? Triệu Bân thầm nhủ rồi từ từ mở mắt ra. Tử phủ của lão đạo Vu Sơn tràn đầy lửa nguyên thần của lão ta, hắn dùng loại lửa này tôi luyện nguyên thần. Bởi vậy mới có thể trợ giúp căn nguyên nuốt chửng sức mạnh hồng trần. Hắn biết, chuyện này không đơn giản như vậy. Nếu Nguyệt Thần ở đây, cô ta sẽ cho hắn một lời giải thích hợp lý. Nếu Tú Nhi còn ở đây thì chắc cũng phải suýt xoa vì cảnh tượng này. Đúng là thần xui quỷ khiến mà giúp Triệu Bân có được tạo hóa nghịch thiên. Mặc dù căn nguyên vĩnh hằng của hắn mỏng manh đến mức gần như không thể nhìn thấy nhưng không có nghĩa là căn nguyên sẽ không hồi phục. Mà nếu muốn hồi phục thì đương nhiên là phải cần có sức mạnh đắp vào. Sức mạnh hồng trần của hắn vừa hay lại là thứ cực kỳ phù hợp, nó không chỉ là một loại năng lượng mà còn là một kiểu chìa khóa có thể khởi động cánh cửa lớn phục hồi căn nguyên. Đương nhiên không thể thiếu phần công lao lửa nguyên thần của lão đạo Vu Sơn. Đó không phải là nguyên thần bình thường, nên lửa cũng chẳng là ngọn lửa nguyên thần bình thường, nó vốn đi có một loại năng lực thúc đẩy huyết mạch biến đổi, đương nhiên, không phải có tác dụng với tất cả các loại huyết mạch. Vừa hay tiên thế vĩnh hằng lại nằm trong số đó. E là đến bản thân lão đạo Vu Sơn cũng không biết rằng lửa nguyên thần của mình còn có khả năng thần kỳ này. Triệu Bân rên lên một tiếng, căn nguyên va vào khiến cơ thể hắn đau đớn. Ngọn lửa nguyên thần của lão đạo Vu Sơn ngày càng mãnh liệt hơn, nhấn chìm hắn hết lần này đến lần khác, phân ra thành từng luồng nhỏ, chui vào trong cơ thể hắn thông qua các huyệt vị trên khắp cơ thể. Cháy rồi! Kẻ phá rối thốt lên, bất giác lùi về sau. Nhìn từ chỗ này, Triệu Bân đã không còn là một con người nữa, hắn đang bùng cháy, biến thành ngọn. Lửa rồi. Bù. Âm thanh đó chỉ có mình Triệu Bân nghe thấy. Không ngờ hắn lại thăng cấp, đột phá lên tiên nhân tầng 2. Thông thường những người chưa vượt qua thiên kiếp thì sẽ không thể nào tăng cấp, nhưng hắn lại là ngoại lệ, lúc ở Đại Hạ đã từng xảy ra một lần, chưa vượt qua thiên kiếp mà đã đột phá rồi. Sao đột phá được thế? Kẻ phá rối thấy vậy thì hai mắt tròn xoe, khóe miệng giật giật. Vẫn chưa hết. Sau khi đột phá một cấp thì căn nguyên của hắn lại một lần nữa cuộn trào. Lần này, thứ bị huyết mạch đồng hóa là tiên quang vô lượng, nó đã hòa vào trong căn nguyên. Vù! Âm thanh đó lại vang lên giữa thế giới bao la. Cảnh giới tiên nhân tầng 2 của Triệu Bân lại một lần nữa thăng cấp. Sao lạ lùng dữ vậy? Kẻ phá rối hoàn toàn mờ mịt. Diễn tiến trở nên tùy hứng như vậy từ bao giờ? Cậu ta liếc mắt nhìn bản thân mình, không hề thấy dấu hiệu thoát biến, chẳng lẽ cậu ta gây rối nhiều quá nên nhân phẩm có vấn đề? Quỳnh! Quá trình thoát biến của Triệu Bân vẫn đang tiếp. Tục! Ánh sáng tiên vô lực tan rồi, sức mạnh minh hồn cũng bị hấp thu.
sau đó tới lượt chân khí Thái Âm và khí Huyền Hoàng cũng bị căn nguyên đồng hóa. Mà chỉ trong vài ba khoảnh khắc, tu vi của Triệu Bân vẫn liên tục lao vào tới tầng 6. Vẫn chưa kết thúc, căn nguyên dồi dào của hắn khiến thiên lôi cũng bị kéo đi. Thế nhưng, ngay sau đó, thiên lôi bị nhả trả về. Thao tác này dường như đang thay những lời muốn bày tỏ, ăn thịt ngươi không ngon. Chuyện gì thế này? Kẻ gây rối có chút mờ mịt, vò dầu bứt tai. Tân cấp tu vi thì cậu ta thấy nhiều rồi, nhưng liên tục tăng nhanh như người này thì đúng là lần đầu được chứng kiến. Triệu Bân cũng đần cả người. Nhiều sức mạnh như thế này mà bị căn nguyên hấp thụ hết. Căn nguyên của hắn dung hòa những luồng sức mạnh này, dường như sở hữu một thứ thần lực. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng rằng huyết mạch đang biến đổi như thể có một hạt giống đang bén rễ nảy mầm. Trước đó thế phách của hắn nghèo nàn, không thể nào nuôi dưỡng được, bây giờ như được thần lực tưới bón. Tầng thứ 6. Triệu Bân chậm rãi mở mắt ra, sức mạnh huyết mạch điên cuồng bay lượn. Đến tận lúc này hắn vẫn không biết tại sao căn nguyên có được thay đổi kỳ dị như vậy, nhưng nếu đã thoát biến thì đó chính là vận may nghịch thiên. Nếu căn nguyên cứ phục hồi với đà này thì sớm muộn gì cũng có một ngày hắn niết bàn thành tiên thể vĩnh hằng hoàn chỉnh, à không đúng, nói cho chính xác hơn là thể vĩnh hằng hoàn chỉnh, vì tiên thể vĩnh hằng cũng chỉ là phân nhánh của thể vĩnh hằng, còn có cả đạo thể vĩnh hằng, thiên thể vĩnh hằng, thần thể vĩnh hằng. Nguyệt Thần từng nói, bất kỳ huyết mạch của dòng nào cũng có khả năng phục cổ về huyết mạch nguyên thúy. Triệu Bân siết chặt nắm đấm, giữa những cái tay có sấm chớp giằng xé, toàn thân tràn trề nguồn sức mạnh dồi dào. Căn nguyên huyết mạch không còn im lìm như trước mà trở nên bừng bừng sức sống, đã vậy còn ẩn chứa một nguồn sức mạnh thần bí. Thay đổi như vậy, làm sao lão đạo Vu Sơn không cảm nhận được chứ? Hay nói cách khác, từ đầu đến cuối lão ta đóng vai một khán giả, chính bởi vì trông thấy nên ánh mắt mới càng thêm cháy bỏng. Lão ta không ngờ rằng bắt bừa một tiên nhân hóa ra lại là một yêu nghiệt, huyết mạch bá đạo dị thường. Người có hiếu biết sâu rộng như lão ta mà còn không nhìn ra đây là dòng truyền thừa nào, chỉ biết tên tiểu tử này sở hữu huyết mạch dị loài. Bảo vật. Lão ta nhát nước bảo vật rồi. Luyện hóa tên tiểu tiên này thì tất cả mọi thứ của hắn, bao gồm huyết mạch, căn nguyên, cảm ngộ, sẽ thuộc về lão ta. Nghĩ đến đây, lão ta lại một lần nữa hiến tế ngọn lửa nguyên thần, khiến nó giống như một biển lửa nhấn chìm Triệu Bân. Răng rắc. Kẻ gây rối đang ở gần Triệu Bân nhanh chóng lùi ra rất xa. Rõ ràng tên thiếu tử này đã bị lão đạo Vu Sơn chăm sóc đặc biệt rồi. Tới đây. Cứ việc tới đây. Triệu Bân vững vàng như núi Thái Sơn, mặc cho ngọn lửa nguyên thần nuốt chửng mình. Hẳn không đứng dậy, vẫn như một lão tăng ngồi thiền. Tu vi đột phá không có nghĩa là thương thế cũng hồi phục, hắn còn cần nhờ đến ngọn lửa nguyên thần. Để tẩy luyện xác thịt của mình. Tiện thể hồi phục vết thương của nguyên thần bản mệnh. Tiểu Triệu Tử. Cách đó không xa, kẻ gây rối hô lên một tiếng. Cậu ta hô lên cũng không sao, nhưng một biển lửa nguyên thần khác tấn công cậu ta, tiêu diệt khí huyết của cậu ta, cũng thiêu cháy luôn chiếc quần cộc của cậu ta. Dáng vẻ mập mạp mũm mĩm kia, nhìn thế nào cũng thấy đáng yêu. Lão già chết tiệt kia, có giỏi thì thả bọn ta ra ngoài. Kẻ gây rối chạy loạn khắp tử phủ, người đi đến đâu? Tiếng chửi theo đến đó. Cũng giống như lúc trước, lão đạo Vu Sơn thẳng thừng ngó lơ cậu ta, chỉ dồn hết sự chăm chú vào Triệu Bân. Tên tiểu tiên nhân rất kiên cường đấy. Ngọn lửa nguyên hỏa đạt đỉnh huyền tiên của lão ta cháy hết nửa canh giờ mà không luyện hóa nối hắn. Cũng không sao. Tiểu tử này không chạy nổi, việc hắn bị luyện hóa chỉ là vấn đề thời gian thôi. Lão ta thu hồi ánh mắt khỏi thiếu thế giới, lao vào một hồ nước màu đen. Hồ nước này có càn khôn. Ấn dấu một tòa địa cung, bên trong địa cung là trận pháp truyền tống không hề nhỏ. Lão ta tiến vào đó, niệm quyết khôi phục trận pháp truyền tống bằng một tay, đến khi hiện thân đã ở trong thông đạo truyền tống hư ảo rồi. Sắp rồi. Bên trong ngọn lửa nguyên thần, Triệu Bân lầm bầm như vậy. Những vết nứt trên nguyên thần của hắn về cơ bản đã khép lại. Nhưng hắn thực sự không nỡ bỏ đi, bởi vì lửa nguyên thần của lão đạo Vu Sơn thực sự rất kỳ dị. Bất kể là tẩy luyện xác thịt hay là tẩy luyện nguyên thần đều mang lại hiệu quả thần kỳ không thể nào hiểu được, luyện ra được rất nhiều tạp chất trong cơ thể. Hắn, hiếm khi có được chuyện tốt như vậy, dù phải ngồi thêm vài ba ngày cũng không sao. Lão già kia, nhận lấy một chưởng của ta. Cách đó không xa là tiếng chửi mắng của kẻ gây rối. Cậu ta vừa dứt lời, một tiếng nổ ầm ĩ vang vọng khắp bầu trời. Triệu công tử nghe vậy mà lập tức mở mắt, sững sờ nhìn lên bầu trời.
có thể trông thấy mây đen vần vũ, cũng có thể trông thấy sấm chớp đi đùng, một luồng ý chí như hủy thiên diệt địa đồng thời xuất hiện. Mẹ kiếp, đây là thiên kiếp phải không? Đúng vậy, là thiên kiếp. Thiên kiếp huyền tiên của kẻ gây rối. Cậu bạn nhỏ kia cũng là kẻ có thiên phú dị bẩm, khi bị ép đến đường cùng thì tấn cấp rất nghịch thiên. Cậu ta sở hữu huyết mạch đặc thù, căn cơ cũng không yếu, đâu thể thiếu được một trận thiên kiếp chứ. Triệu Bân hít một hơi thật sâu. Hắn vốn định dùng thiên kiếp phá vỡ cục diện này. Không ngờ rằng tên phá rối đã đi trước một bước. Như thế cũng tốt. Gặp phải chuyện nhỏ nhặt như thế này mà hắn dùng thiên kiếp thì lãng phí quá. Bất kể là ai trong số hai người họ mở thiên kiếp cũng đều có thể phá được cục diện khó khăn hiện tại. Ngươi! Lão đạo Vu Sơn lập tức biến sắc, hiển nhiên không ngờ rằng tên gây rối sẽ tấn cấp lên huyền tiên. Lão ta vội vàng thi triển bí pháp, định quăng cậu ta ra khỏi tử phủ, lão ta không muốn bị sét đánh cùng cậu ta đâu. Không đi nữa nhá, kẻ gây rối chửi mâng, âm ý, không những có thể phá rôn mà khả năng trốn chạy của cậu ta cũng rất được. Giống như một luồng sáng lưu chuyến tránh né được sự truy bắt của lão đạo Vu Sơn, định dùng thiên kiếp đục lỗ tử phủ của lão ta. Đùng! Á! Tiếng gào thê thảm của lão đạo Vu Sơn vô cùng chói lói. Kẻ gây rối thừa thắng truy kích, thiên kiếp vẫn tiếp tục giáng xuống. Người độ kiếp bị sét đánh thì dĩ nhiên kẻ độ kiếp bị động như Triệu Công Tử và lão đạo Vu Sơn cũng bị sét đánh không trượt lần nào. Triệu Bân vẫn ốn, coi như tẩy luyện thế phách thôi, còn lão đạo Vu Sơn thê thảm lắm. Có kẻ không yên phận nào đó độ kiếp trong cơ thể lão ta, cảm giác sướng khó tả. Đủ rồi đấy. Kẻ gây rối xách theo hắc thiết côn của cậu ta, nhảy ra khỏi lỗ hổng trên tử phủ. Á! Tiếng gào thê thảm của lão đạo Vu Sơn vô cùng chói lói. Kẻ gây rối thừa thắng truy kích, thiên kiếp vẫn tiếp tục giáng xuống. Người độ kiếp bị sét đánh thì dĩ nhiên kẻ độ kiếp bị động như Triệu Công Tử và lão đạo Vu Sơn cũng bị sét đánh không trượt lần nào. Triệu Bân vần ốn. Coi như tới luyện thế phách thôi, còn lão đạo Vu Sơn thê thảm lắm. Có kẻ không yên phận nào đó độ kiếp trong cơ thể lão ta, cảm giác sướng khó tả. Đủ rồi đấy. Kẻ gây rối xách theo hắc thiết côn của cậu ta, nhảy ra khỏi lỗ hổng trên tử phủ. Vừa mới ra ngoài, chưa kịp đứng vững, cậu ta suýt chút nữa đã cắm đầu xuống đất, bởi vì nơi này không còn là Bắc Đấu Tinh nữa mà là bầu trời sao bên ngoài Bắc Đấu Tinh. Cậu ta mờ mịt, sao lại chạy ra bên ngoài bầu trời rồi? Soạt, không hề thua kém, Triệu Bân cũng trốn ra khỏi tử phủ của lão đạo Vu Sơn. Cũng giống như kẻ gây rối, hắn chưa kịp đứng vững, thấy cảnh tượng xung quanh mà đầu óc đờ đẫn. Mẹ kiếp, đây là bầu trời sao mênh mông đó à? Cố tinh to đùng cách đó không xa là Bắc Đầu Tinh ư? Hai người mờ mịt, nhưng lão đạo Vu Sơn biết rất rõ. Ban nãy khi bị sét đánh, lão ta đang ở trong thông đạo truyền tống. Thông đạo đứt vỡ, không gian lệch vị trí. Trong lúc lơ đễnh, lão ta ra khỏi Bắc Đầu Tinh, bị di chuyển tới bầu trời sao. Bởi vờ lờ còn hứng chịu nhiều vết nứt từ không gian nên toàn thân lão ta đâm đìa máu tươi, có trời mới biết đã dính phải bao nhiêu vết cắt. Ghê rợn nhất là vùng bụng của lão ta, tử phủ bị thủng một lỗ lớn, sức mạnh tràn ra, máu tươi cũng chảy ròng ròng. Ngươi đáng chết! Luồng kiếm quang mà lão đạo Vu Sơn vung ra nhắm chuẩn vào kẻ gây rối. Triệu Bân ra tay chém bay kiếm quang. Coi như bảo vệ kẻ gây rối. Khó khăn lắm mới có một trận thiên kiếp, khó khăn lắm mới có thể dùng thiên kiếp để tôi luyện thân xác và nguyên thần nên hắn không muốn thiên kiếp tan nhanh đến vậy. Còn nữa, thiên kiếp là vũ khí lợi hại, dùng nó để xử lý lão đạo Vu Sơn vô cùng phù hợp. Nói thẳng ra, hắn muốn bắt tay cùng kẻ gây rối, tiêu diệt lão già này. Đánh hay lắm, kẻ gây rối lại đâm thẳng vào lão đạo Vu Sơn như một luồng sáng. Hắn lao vào cũng không sao. Quan trọng là thiên kiếp trên đầu cậu ta cũng theo sát như hình với bóng, đánh cho toàn thân cậu ta bốc khói, cũng đánh cho lão đạo Vu Sơn xương cốt tung bay. Cao thủ đạt đỉnh huyền tiên thì đã sao, lão ta cũng sợ bị sét đánh chứ. Chu Tiên Quyết. Triệu Bân chụm hai ngón tay, một đòn Chu Tiên Quyết chọc thủng lồng ngực của lão ta. Tiểu tử, người khá đấy, kẻ gây rối liếc sang nhìn Triệu Bân bằng ánh mắt kỳ lạ. Đứng dưới thiên kiếp mà vẫn tung tăng hoạt bát như vậy sao? Nhưng nghĩ lại thì cậu ta cũng hiểu ngay thôi, tên này là một yêu nghiệt, huyết mạch mạnh hơn cậu ta, thiên phú cũng kinh khủng hơn cậu ta, tất nhiên có thể đỡ được thiên kiếp của cậu ta. Á! Lão đạo Vu Sơn lại giận dữ gào lên, bị hai tên nhãi danh này đánh cho chật vật. Lão ta không hề ngốc, cũng biết nẻ tránh chứ không dám bất chấp đối đầu với sấm chớp của thiên phạt. Đi đâu hả?
Triệu công tử dùng di thiên hoán địa, thay đổi vị trí với lão ta. Lão đạo Vu Sơn không kịp trở tay nên bị lôi về, chưa kịp đứng vững đã bị thiên kiếp bao trùm. Sấm sét bá đạo không cần biết người đứng bên dưới nó là ai, chỉ cần ở trong phạm vi của thiên kiếp thì ai cũng bị sét đánh hết. Nhận lấy một gậy của ta đây. Kẻ gây rối vung gậy như cầu vồng, dùng hết 10 phần lực đạo. Hai quả trứng mỏng manh của lão đạo Vu Sơn bị cậu ta đánh cho nát bét. Cảnh tượng này lọt vào mắt Triệu Bân khiến hắn vô cùng mất tự nhiên, nhất là bộ vị nào đó cứ lạnh toát cả đi. Tuyệt chiêu của kẻ gây rối hình như hữu dụng hơn bất kỳ bí pháp nào, chỉ một gậy đã khiến lão đạo Vu Sơn phải hoài nghi cuộc đời. Thế nhưng, lão già này chịu đòn rất giỏi, bất chấp sấm sét trên đầu mà nhảy ra khỏi thiên kiếp. Triệu Bân tất nhiên sẽ không chịu, lập tức giơ bàn tay đánh cho lão ta quay trở về. Sấm sét nhắm rất chuẩn, đánh cho lão đạo Vu Sơn đứng không vững, tới khi vừa mới đứng vững đã gặp ngay kiếm nguyên thần của Triệu Bân chém tới từ chính diện, chém cho. Nguyên thần của lão ta văng khỏi thân xác của lão ta bị sét đánh, lập tức nổ tung thành xương khói đỏ rực. Nguyên thần huyền diệu quá. Triệu Bân lấm bẩm, đôi mắt khẽ nheo lại nhìn chằm chằm vào lão đạo Vu Sơn. Không còn căn cơ của thân xác, hắn có thể trông thấy rất rõ thế nguyên thần của đối phương. Toàn bộ tỏa ra ánh sáng màu vàng, đồng thời có ngọn lửa nóng bỏng luôn cháy hừng hực. Rõ ràng là một con người, nhưng lúc mới nhìn qua rất giống vầng mặt trời. Không chịu nối nữa. Kẻ gây rối bị sét đánh cho không còn hình người, chỉ có thế chuyên tâm đối đầu với thiên kiếp. Chỉ một thoáng lơ là của cậu ta đã trao cơ hội cho lão đạo Vu Sơn, lão ta cũng không cần dùng bí pháp gì cả, chỉ cần dùng bước nhảy không gian, một lần nữa rời khỏi phạm vi của thiên kiếp, mặc cho thể nguyên thần chẳng chịt vết thương. Gạch dưới 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 mở. Triệu Bân nhanh chóng mở tuyệt cảnh, đuổi theo lão ta mãi không thôi. Hiện giờ căn nguyên huyết mạch của hắn đã khôi phục, lại còn thoát biến nên mạnh hơn, khủng khiếp hơn nên trạng thái tuyệt cảnh cũng cực kỳ bá đạo, cộng thêm sát khí hồng trần trăm năm, đến cả lão đạo Vu Sơn trông thấy cũng phải sững sờ. Tiểu tiên này sở hữu năng lực chiến đấu đáng sợ đến vậy sao, mạnh hơn bất kỳ tiên nhân nào mà lão ta từng gặp. Định không chết thì không thôi đấy à, lão đạo Vu Sơn phẫn nộ thét lên. Giữ ngươi lại để đón năm mới chắc, Triệu Bân điềm tĩnh đáp, dùng hai nắm đấm hất bay lão ta. Giết, lão đạo Vu Sơn mặt mày vặn vẹo khó coi, một luồng ánh sáng tiên rực rỡ bắn ra từ mi tâm, nhìn kỹ lại mới biết là một chiếc lư đồng tỏa ra ánh sáng màu vàng, chắc hẳn là pháp khí bản mệnh của lão ta. Triệu Bân đâm trúng vào nó, bị chèn ép cho lảo đảo. Kiếm Long Uyên rung lên bần bật, tung mình hất. Bay lư đồng màu vàng. Lão đạo Vu Sơn cũng phải rên rỉ, chịu phản vệ từ pháp khí bản mệnh. Triệu Bân cuốn theo sát khí ập tới, vung nắm đấm suýt chút nữa là đánh nát nguyên thần của lão ta, thiên lôi cũng ra khỏi cơ thể ngay lúc đó, biến thành một luồng kiếm mang, tháo luôn một cánh tay của lão đạo Vu Sơn. Kiếm Long Uyên cũng nhân cơ hội này phá hủy căn cơ của lão ta. Á! Tiếng hét thảm thiết của lão đạo Vu Sơn còn thê thảm hơn cả tiếng gào của lệ quỷ. Không có thân xác, nguyên thần liên tục bị thương, sức chiến đấu của một cao thủ đạt đỉnh huyền tiên như lão ta đã không còn đủ nữa, không chịu nối đòn tấn công của Triệu Bân, liên tục bị hắn đuối đánh cho tan tác, sức mạnh nguyên thần tinh túy cũng cạn kiệt khá nhiều. Keng! Tiếng kiếm ngân lại vang lên, kiếm nguyên thần của Triệu Bân mạnh mẽ tấn công. Lão đạo Vu Sơn vừa đứng vững đã bị chém bay mất nửa nguyên thần, sinh cơ rệu rã khó lòng ngăn nối, nguyên thần màu vàng rực rỡ bắt đều bị vỡ ra từng tấc một, mặc cho lão ta thi triển tiên thuật thế nào cũng không thể đắp nặn lại được nữa. Kết thúc rồi. Triệu Bân dùng căn nguyên làm chiến mâu, phóng ra qua tầng không. Chiến mâu màu vàng như một vệt sáng lấp lánh xẹt qua, tặng cho bầu trời chút sặc màu sán lạn, trông có vẻ không bắt mắt lắm, uy lực của nó lại không gì ngăn cản được, đúng chuẩn một đòn tuyệt sát. Phụt. Lão đạo Vu Sơn bị chiến mâu ghim vào bầu trời sao, nguyên thần bị tiêu diệt ngay tại chỗ. Thần thái trước khi chết của lão ta có thể nói là ngũ vị tạp trần, không biết là phẫn hận hay oán trách, cũng không biết là buồn bực hay u sầu. Bao nhiêu năm nay không cần tuân thủ võ đức, hôm nay gặp được hai kẻ tàn nhẫn, một kẻ có thiên kiếp, một kẻ giỏi đánh đấm. Lão ta đào bao nhiêu cái hố, cuối cùng lại tự chôn sống bản thân. Soạt. Triệu Bân sải bước qua bầu trời sao. Lao tới trước mặt lão đạo Vu Sơn. Nguyên thần của lão ta rất kỳ dị, tất nhiên hân không thể lãng phí. Hắn vận hành công pháp,
nguyên thần bắt đầu cắn nuốt. Bao nhiêu sức mạnh nguyên thần còn sót lại của lão đạo Vu Sơn bị hắn hấp thu hết, biến thành chất dinh dưỡng cho nguyên thần của hắn. Tộc hồn ư, Triệu Bân khẽ lầm bầm. Sức mạnh nguyên thần của lão đạo Vu Sơn tinh túy hơn hắn tưởng rất nhiều. Mà người của tộc hồn sở hữu nguyên thần khác với người bình thường, bẩm sinh đã ẩn chứa một thứ sức mạnh thần bí, tiếc rằng lão đạo Vu Sơn đã chết, căn cơ tan biến nên sức mạnh thần bí cũng hao kiệt hết. Chạy! Chạy đi đâu hả? Kiếm Long Uyên hô lên ầm ĩ, chém nát pháp khí bản mệnh của lão đạo Vu Sơn. Hắn cũng cảm thấy phải gạn đục khơi trong, thế nên cưỡng ép cắn nuốt Lư Đông. Đi thôi! Triệu Bân thu dọn chiến lợi phẩm, chạy về phía kẻ gây rối. Hắn vừa đi vừa xem xét, đây là lần đầu tiên hắn thực sự đứng trên bầu trời sao, nói ra thì cảm giác này rất kỳ diệu. Bầu trời đêm rộng lớn vô cùng, có cảm giác sâu thẳm và tĩnh mịch khiến người ta không khỏi thấy kính nể. Đùng! Đùng uỳnh uỳnh! Khi hắn chạy tới thì kẻ gây rối đang xách hắc thiết côn của cậu ta điên cuồng múa may trong thiên kiếp. Trông cậu ta nhỏ nhắn vậy thôi nhưng khả năng chịu đòn rất tốt, dù bị sét đánh không còn ra hình người nhưng vẫn chạy loạn khắp bầu trời sao. Thấy Triệu Bân vẫn bình an vô sự. Kẻ gây rối cũng không còn lo lắng gì nữa, tay cầm cây gậy sắt đại khai đại hợp. Triệu công tử là người thích góp vui, chỉ vài bước đã tiến vào bên trong thiên kiếp, tiếp tục tôi luyện thể phách. Dạng người chủ động tìm thiên lôi như hắn đúng là không nhiều, chỉ ít thì kẻ gây rối trông thấy mà khóe miệng cứ giật giật. Yêu nghiệt đúng là yêu nghiệt. Mẹ kiếp, quả nhiên không đi theo con đường bình thường. Kiếm tâm bất tử. Kiếm thân bất diệt. Hôm nay Kiếm Long Uyên cũng cực kỳ hoạt bát, nó không ngừng gào thét, học theo lời nói của chủ nhân vô cùng ra dáng. Nó giống như một luồng sáng màu vàng đảo tới đảo lui dưới thiên kiếp, dùng sấm sét tẩy luyện thân kiếm. Đến cả nó còn như thế, chẳng lẽ thiên lôi lại không ra ngoài dạo chơi một phen? Nó đang tìm kiếm điểm đột phá, định mượn lôi đình của thiên phạt để thoát biến thành lôi tiên. Thế nhưng, đây không phải thiên kiếp của chủ nhân nó, sấm chớp mà nó mượn được cũng có hạn. Tận đến khi thiên phạt kết thúc mà nó chưa thể vượt qua bước đó, bị tên đáng ghét Long Uyên kia mắng cho một trận. Bầu trời đi đùng sấm chớp. Cuối cùng cũng chìm vào tĩnh lặng. Thế nhưng, kẻ gây rối vẫn luôn nhíu chặt hàng lông mày. Triệu Bân cũng nheo mặt nhìn về phía bầu trời mênh mang kia. Tuy sấm chớp đã tan rồi. Không có nghĩa là thiên kiếp đã hạ màn, còn có kiếp số bá đạo hơn vẫn ở phía sau. Kiếp thánh thú. Kiếp thần thú. Hay là kiếp pháp tắc thân? Đây là những gì Triệu công tử nghĩ, đến nay vẫn chưa dám chắc. Kẻ gây rối có phần cuống quýt, bởi vì một thứ ý chí đáng sợ nào đó đang dần tập hợp, đáng sợ hơn cả thiên kiếp, điều này khiến cậu ta không kiềm chế được cảm giác khiếp sợ. Còn nữa hả, lão tử yêu nghiệt đến mức đó sao? Đùng! Cùng với một tiếng nổ lớn, một bóng người diễn hóa trên bầu trời sao? Kẻ gây rối trông thấy mà lông mày nhíu chặt, ánh mắt nghiêm trọng. Cậu ta là người của tiên giới, hiểu nhiều biết rộng, tất nhiên biết được đây là kiếp số gì. Chắc hẳn là kiếp pháp tắc thân trong truyền thuyết, biết được trong trận chiến cùng một lão đại cùng thời kỳ. Ta nhớ ông chết mất. Ánh mắt của Triệu công tử cũng khá kỳ lạ đây. Bởi vì pháp tắc thân thiên kiếp này có vẻ rất quen mặt, nhìn kỹ lại, hóa ra là kẻ trừng phạt ở phàm giới, cũng có nghĩa đây chính là pháp tắc thân của kẻ trừng phạt, tuyệt đối không thể nhầm được. Thú vị đấy. Triệu Bân đảo mặt nhìn bầu trời xung quanh, nếu hắn đoán không sai, trước khi kẻ trừng phạt rơi xuống phàm giới đã từng tới nơi này, thế nên lạc ấn thần linh của lão ta bị bầu trời đay sao này ghi nhớ. Gặp đúng lúc kẻ gây rối đang độ kiếp ở đây, chạm phải lạc ấn của kẻ trừng phạt, thế nên mới khiến pháp tặc thân của kẻ trừng phạt xuất hiện. Từ đó có thể thấy, kẻ gây rối cũng là một kẻ yêu nghiệt. Chứ người bình thường đâu thể gọi ra được pháp tặc thân của thần linh. Thu tầm mắt lại. Hắn xông thẳng về phía trước tiếp cận trận trường, chỉ cần bước vào phạm vi giới hạn thì liền phải bị động ứng kiếp. Trên biến sao trời lại xuất hiện thêm một kẻ trừng phạt, hiếm khi mới có thể đồng thời gặp được thêm một vị thần, sao hắn có thể không nhân cơ hội này mà rèn luyện một chút chứ? Chủ yếu chính là lý tưởng của Hân còn lớn hơn như vậy nữa, Hân muốn đánh bại kẻ trừng phạt. Lý tưởng này có chút xa vời. Nhưng cho dù không thể đánh lại chân thân thì có thể đánh một pháp tắc thân cũng đã sướng tay lắm rồi. Kẻ phá rối trợn mắt, cái tên này đúng là dã thú. Đã biết phải ứng kiếp mà vẫn xông lên. Chớ sợ lão ta. Triệu Bân lên tiếng nhắc nhở. Ngươi cho rằng ta mới lăn lộn giang hồ ngày đầu tiên hay sao, kẻ phá rối nắm chặt hắc thiết côn, giữa ấn đường còn khắc ra một bí văn cổ xưa, chiến lực tăng lên tới cực hạn,
lần này nhất định phải bạt mạng độ kiếp mới được. Ầm. Hai pháp tắc thân đồng loạt di chuyển, tấn công theo hai hướng. Triệu Bân tung ra một trường ấn khổng lồ đánh bật một pháp tắc thân. Bên phía kẻ phá rối có chút chật vật, bị pháp tắc thân đánh ngã nhào trên mặt đất. Triệu Bân không nhìn thấy. Hắn cũng không lên tiếng. Đây là thiên kiếp của kẻ phá rối, hắn không giúp được gì. Ầm. Pháp tắc thân tấn công lần nữa, vừa phất tay lên thì lôi hải đã quét qua. Tay Triệu Bân chém ra một luồng khí như thần đao xé rách lôi hải, dư lực còn đủ cường hãn để đánh tới pháp tắc thân. Pháp tắc thân chọc một ngón tay tới phóng ra một mũi nhọn đen kịt đánh thẳng vào nguyên thần của đối phương. Một đòn này mang đủ lực hủy diệt, lại còn có thế khóa chặt mục tiêu, Triệu công tử tưởng như đã tránh được nhưng vẫn bị trúng chiêu, mũi nhọn xuyên thấu qua thân thể, khiến cho nguyên thần của hắn vô cùng nhức nhối. Trả lại ngươi một quyền. Triệu Bân tung ra hám thiên quyền bá thiên tuyệt địa, đánh diệt một nửa thân thể của pháp tắc thân. Chiến ý của hắn dâng lên chưa từng thấy giúp cho hắn bộc phát chiến lực vô song, tâm tính của hắn liên tục được tôi luyện trong những trận chiến, hắn cũng đã lột xác trong những trận chiến, uy vũ kinh thiên động địa, liên tục đánh pháp tắc thân đứng không vững, thân thể vừa tái tạo thì đã bị hắn đánh nát, tình trạng cực kỳ thê thảm. Phàm giới, kẻ trừng phạt đang câu cá bất giác lại tự sờ vào gáy của mình. Không hiểu tại sao mà lão ta lại cảm thấy lạnh sống lưng. Luôn có cảm giác dường như đang có ai đó dùng thiết côn đập vào đầu mình nhưng ngoái đầu lại nhìn thì chẳng thấy ai cả. Chuyện này thật kỳ quái, là do đêm qua ngủ không ngon hay sao? Phụt! Trên biến sao trời ở tiên giới, Triệu Bân lại một lần nữa đánh nát pháp tắc thân. Nếu như Nguyệt Thần có ở đây vào lúc này thì nhất định sẽ nở nụ cười hài lòng, đồ nhi của cô ta rất đáng để cô ta tự hào, nếu như chiến đấu đồng cấp thì cho dù là chân thân của kẻ trừng phạt cũng không phải là đối thủ của đồ nhi cô ta. Đừng ép ta nổi đoá lên. Trên biển sao trời vang vọng tiếng gào to của kẻ phá rối. Cậu ta cũng đang độ kiếp nhưng tình hình thì hoàn toàn khác biệt. Triệu Bân liên tục đánh pháp tắc thân tơi tả. Trong khi đó kẻ phá rối lại đang bị pháp tắc thân đánh thảm. Chỉ có điều, tên nhóc này thật sự cũng có chút đạo hạnh, nội tình cũng rất hùng hậu. Lúc bị ép tới đường cùng thì mới khai quật tiềm năng vô hạn của huyết mạch, cũng bắt đầu lột xác trong trận chiến. Chiến! Kẻ phá rối tức giận quát lớn bằng cái giọng trẻ con của mình. Trong chớp mắt, mái tóc của cậu ta đã chuyển thành màu bạc chẳng, chiến lực lập tức bạo tăng, đánh ra một côn khiến cho pháp tắc thân bật ra xa 800 trượng, khí thế vô cùng oai phong yểm liệt. Huyết mạch tiên tàng sao? Triệu Bản liếc mắt quan sát, thấy trạng thái tóc trắng của kẻ phá rối cũng có vài phần tương tự với trạng thái tóc vàng của hắn, hơn phân nửa chính là thiên phú của căn nguyên huyết mạch được truyền lại, gọi là huyết mạch tiên tàng. Ông đây không phát huy thì ngươi lại tướng ông đây là chuột nhát sao? Kẻ phá rối lại bắt đầu gào to, cố hết sức phũ động thiết côn. Tất nhiên cậu ta chỉ có tiếng gào là khí phách nhất vì ngay sau đó cậu ta vẫn bị pháp tác thân đánh tơi tả cho dù đang ở trong trạng thái tóc chân và chiến lực bạo tăng. Dù sao thì không phải ai cũng là yêu nghiệt giống như Triệu Bân. Không biết tới lúc nào, thì uy thế của thiên kiếp mới bát ế âu suy yếu. Đòn công phạt của hai pháp tặc thân cũng dần dần mất đi hàm ý hủy diệt, đừng nói đến Triệu Bân, ngay cả kẻ phá rối cũng có thế phản công mạnh mẽ, thiết côn liên tục giáng xuống đánh tơi tả pháp tặc thân. Phụt! Kẻ phá rối đứng khỏng vững, dần dần ngã xuống. Triệu Bân thì không gặp phải vấn đề gì nghiêm trọng, hần đón được kẻ phá rối rồi cùng cậu ta nhảy vào bắc đấu tinh sau đó trốn vào trong một khu rừng. Hắn dùng căn nguyên huyết mạch giúp những vết thương của cậu ta khép miệng. Đồng thời còn giúp khư diệt sát ý trong cơ thể cậu ta. Sau đó hắn cũng khoanh chân ngồi xuống. Chuyến đi này thật sự không vô ích, hắn lại tìm được thêm một cơ duyên nghịch thiên. Ban đêm, Triệu Bân tỉnh lại trước, phun ra một ngụm chọc khí. Sau đó kẻ phá rối mới tỉnh lại, khả năng khôi phục sức khỏe của cậu ta cũng vô cùng bá đạo, ám thương do thiên kiếp tạo ra cũng đã phục hồi như cũ, một hồi thiên kiếp cũng chính là một hồi niết bàn. Linh quang nở rộ quanh thân cậu ta dường như lại càng thuần khiết hơn. Triệu Bân đã thử quan sát. Nhưng đến cuối cùng vẫn không biết huyết mạch của cậu ta là gì. Tên nhóc này thật sự bất phàm, không có tài năng thì cũng không thể chống lại được thiên kiếp. Phàm giới ngọa hổ tàng long, tiên giới cũng không khác gì, đúng là nhân tài có nhiều vô sổ. Tạo hóa. Đúng là tạo hóa. Kẻ phá rối không ngừng cười ha hả, tu vi của cậu ta đang y yên tục tăng lên, huyết mạch tiên tàng đã được khai quật. Cậu ta đã có thể cất cánh bay cao. Tạo hóa nghịch thiên đã mở ra cho cậu ta một thế giới hoàn toàn mới. Sau khi vui sướng,
Cậu ta lại tiến lại gần Triệu Bân rồi liên tục ngửi ngửi giống như trò con đang đánh hơi, nhìn thấy trạng thái tóc vàng của Triệu Bân thì cậu ta cũng vô cùng tò mò, cậu ta không biết rốt cuộc Triệu Bân có huyết mạch đặc biệt gì mà vừa có thế chiến đấu vừa có thế chịu đòn, khí huyết dâng trào mạnh mẽ lạ thường khiến cho ngay cả pháp tắc thân cũng không dám tiến tới. Sao vậy, Triệu Bán vừa nói vừa cầm bản đồ xác định địa hình chỗ này. Người rốt cuộc có huyết mạch đặc biệt gì, kẻ phá rối giơ bân tay nhỏ bé của mình lên chọc chọc Triệu Bân hỏi. Thánh thế hoang cố. Chưa từng nghe qua. Gặp lại sau. Triệu Bân phất tay đứng dậy. Kẻ phá rối cũng nhảy dựng lên, nhanh chóng đuổi theo nói, người đi đảo. Thành Nam Thiên. Ta cũng đến Thành Nam Thiên, ta muốn tham gia tỷ võ chiêu thân. Ngươi, Triệu Bân nhướng mày, trịnh trọng liếc mắt nhìn cậu ta một cái, tên nhóc này thật sự rất có cá tính, chỉ không biết trên giường thì cậu ta có thể làm được cái gì. Kẻ phá rối cũng rất thú vị, tự nhiên thở một hơi lên thiết côn. Sau đó cậu ta còn dùng ống tay áo y ao nỏ bóng loáng. Ngươi cũng đi tham gia tí võ chiêu thân sao? Ta có thê tử rồi. Vậy thì ta an tâm. Sau khi nghe Triệu Bản đáp lại, kẻ phá rối liền bước đi từng bước nhỏ đầy kiêu ngạo. Cậu ta đã thăng lên huyền tiên, đồng thời cũng khai quật dược huyết mạch tiên tàng cho nên ngay cả tư thế bước đi cũng khác, chiều cao chưa đến một thước của cậu ta lại bộc phát ra khí thế như cúa người cao ba thước, cứ như muốn nói một câu, ta là thiên hạ đệ nhất. Không biết qua mấy ngày sau, Triệu Bân mới trở lại Thành Nam Thiên. Kẻ phá rối đi theo hắn suốt chặng đường, vần bước từng bước nhỏ kiêu ngạo. Tên nhóc này đã có dáng vóc không cao mà lại còn vác theo một thanh thiết côn dài trông vô cùng buồn cười. Vào thành, Triệu Bân liền biến mất không thấy bóng dáng. Hắn xuất hiện trở lại ở cửa hàng tạp hóa, lão đạo Hoa Hoa đang ngồi ở trước quầy đọc sách, nhìn thấy hắn bước tới thì không khỏi liếc mắt nhìn. Lão ta vẫn còn nhớ tiếu tiên nhàn này, không lâu trước đây Hân đã dọn sạch sẽ tất cả nhiệm vụ trong cửa hàng của lão ta. Mới vài ngày không gặp mè tên nhóc này đã thẳng lẽn tầng 6 rồi. Giao nhiệm vụ, Triệu Bán không nhiều lời vò nghĩa, ngay lập tức lấy ra tủ chữ vật. Lão đạo Hoa Hoa tiếp nhận, vừa nhìn thoáng qua thì liền nhướng mày, tên nhóc này có thể hoàn thành tất cả những nhiệm vụ mà Minh đã nhận, chỉ là một tiếu tiên nhãn mà lại có nội tình hùng hậu đến vậy sao? Chẳng lẽ lại có trường bối nào đó âm thầm giúp đỡ hắn? Theo Lão thấy thì khả năng thứ hai cao hơn nhiều. Nếu không thì làm sao một tiểu tiên nhân có thể hoàn thành được nhiều nhiệm vụ đến như vậy? Tiền bối, Triệu Bân gọi một tiếng. Chà, cũng không tệ, lão đạo Hoa Hoa phất tay áo lấy ra tiền thưởng nhiệm vụ. Đa tạ, Triệu Bản kiếm đếm xong liền xoay người rời đi. Ta nghe nói ngươi đang tìm đèn Trường Minh hả? Ép phía sau lưng hẳn, lão đạo Hoa Hoa nhàn nhạt nói. Tiền bối có sao? Triệu Bản quay lại, hai mắt sáng rực. Lao phu cỏ một cái mới đây, lão đạo Hoa Hoa lại phất tay áo lấy ra một ngọn đèn đặt trên quầy. Trên ngọn đèn có khắc những bí văn kỳ lạ, toàn thân toát ra khí tức huyền dị. Triệu Bân tiến lén, tay cầm lấy một cái kính lúp châm chú quan sát. Để tìm được ngọn đèn này thì lão phu đã bỏ ra rất nhiều công sức, lão đạo Hoa Hoa vuốt râu nói. Bán bao nhiêu tiền, Triệu Bân thu y ải kính lúp, thản nhiên hỏi một câu. Mưa đi vạn. 100. Nhóc con, người đang giễu cợt lão phu đấy à? Rõ ràng là ông đã giễu cợt ta trước, Triệu Bân bĩu môi nói. Ông nghĩ dâng vãn bối chưa từng nhìn thấy đèn Trường Minh hay sao? Đây là rồ giả sao? Lão đạo Hoa Hoa bắt đầu diễn xuất, giơ tay cầm ngọn đèn lên nhìn tới nhìn lui. Nhưng bất luận thế nào thì lão ta cũng không giấu được sự bối rối, thật kỳ quái, đám tiểu bối bây giờ đều khó lửa như vậy sao? Không sai, ngọn đèn này lè đồ dởm, lè một món hàng nhái của yêu ta, lúc lão ta lấy ra thì đã nghĩ biết đâu có thể bán được. Làm nhái thứ này đúng là tốn không ít công phu, Triệu Bân vừa lấy ra bầu rượu vừa nói. Nói bừa, đây là thứ mà lão phu thu được từ chợ đẽm, lão đạo Hoa Hoa tỏ ra nghiêm túc nói. Bán 300 thì ta mua. Cái tên nhóc nhà ngươi muốn ăn cướp hay sao? Không bán thì thòi. Được được được, xem như là kết thiện duyên, lấy. Lão đạo Hoa Hoa vươn tay kéo Triệu Bân trở lại. Một lão già như ông sao lại danh mãnh thế? Triệu Bản nhanh chóng lấy ra 300 tiên thạch. Sau đó Hân liền ôm lấy ngọn đèn bò chạy, chạy còn nhanh hơn thỏ. Thấy Hân như thế thì lão đạo Hoa Hoa liền ngẩn người, ngọn đèn rởm đỏ chi là do lão ta trong lúc rảnh rỗi nhàm chán đã khắc nên từ một khối đá, sao tên nhóc này lại nhìn nó giống như vừa tìm được bảo bối vậy. Nó chính là một béo bối. Nếu như hỏi thì đây sẽ là câu trả lời của Triệu công tử.
Ngọn đèn rởm này tuy không đáng giá nhưng bí văn khắc trên nó chính là bảo bối hàng thật giá thật, bởi vì trong lúc Hân quan sát ngọn đèn này thì cây thần tạo hóa bên trong đan hải của hắn đã rung lên rất mạnh, rõ ràng trên ngọn đèn rởm này có ẩn giấu thứ mà cây thần tạo hóa muốn. Ta thật cơ! Triệu Bân cảm thấy rất sảng khoái, chỉ bò ra 300 tiên thạch mà đã mua được một hồi cơ duyên. Hắn lại chạy tới chạy lui qua các cửa hàng lán khác để giao nhiệm vụ và nhận tiền thưởng. Tiên nhân tầng 6. Tên nhóc này đã sử dụng thủ đoạn gì mà lại có thể thăng cấp thần tốc như vậy? Nhiều nhiệm vụ như vậy mà hắn có thể hoàn thành chỉ trong mấy ngày sao? Ông chủ của các cửa hàng lớn cũng kinh ngạc không khác gì lão đạo Hoa Hoa, thần sắc của ai cũng kinh hãi, ánh mắt nhìn Triệu Bân cũng thay đổi, chẳng lẽ bọn họ đã nhìn nhầm rồi sao? Chẳng lẽ Hân lại là kỳ tài có 102? Kiếm tiền thật khó, Triệu Bân vẫn đang vừa đi vừa đếm tiền. Làm việc chăm chỉ trong nhiều ngày, Hân đã kiếm được một số tiền kha khá. Trong lúc vừa đi vừa nói thì Hân cũng đã đi đến trung tâm thành. Hắn đi đến đây để xem trận tinh không, hắn nghĩ có lẽ nó đã được sửa chữa xong rồi. Khi Hân đến nơi thì ở phía trước trận tinh không đã có không ít người tụ tập, già trẻ lớn bé đều có, tu vi không đồng đều. Rõ ràng đều đến đây dế mượn trận tinh không, tuy nhiên, nhìn từ xa cũng có thể thấy được trận tinh không sẽ không mở ra. Lão ca, trận tinh không còn chưa sửa xong sao, Triệu Bân kéo vạt áo của một đại hán gần đó rồi hỏi. Nghe nói, bên Bắc Cực Tinh đang đảnh trận thì phải. Trận tinh không cũng tạm dừng truyền tống rồi, đại hán nói. Khi nào mới mở lại thế, Triệu Bân vội vàng hỏi. Cái này thì vẫn còn đang bàn bạc đấy, đại hán rót một ngụm rượu. Triệu Bân không hỏi thêm nhiều nữa pha, cũng đứng trong đám người lặng lẽ chờ đợi. Cũng như hắn, rất nhiều người ở đây cảm thấy nôn nóng, phần lớn đều là người có việc quan trọng. Khi màn đêm buông xuống mới thấy ông lão bảo vệ trận tinh không bước ra, mọi người đang chờ đợi đều dướn người về phía trước. Khói lửa chiến tranh ổ Bắc Cực Tinh kéo dài suốt mấy ngày liền, trận tinh không tạm dừng truyền tống, ông Lâu chậm rãi nói. Bên đấu đánh trận thì liên quan quái gì đến trận tinh không, đại hán bén cạnh Triệu Bân hét lớn. Khói lửa chiến tranh lan vào không gian, khiến trận tinh không bê hư hỏng. Ngươi sửa à, ông lão mắng một câu. Khi nào mới bắt đầu mở lại, đại hán cung hơi rén. Chờ cấp trên đưa lệnh xuống đã, mọi người về địa ị, ông lão nói xong thì xoay người biến mất. Ở đó, tiếng mắng chửi vang vọng. Triệu Bân cũng là một trong số đỏ, có cần phải vớ vẩn như thế không? Chạy đi đâu thế, ta tìm ngươi cả buổi trời ba. Đang mắng thì Triệu Bân thấy cỏ người kẹo mình. Cúi đầu xuống nhìn mới biết đó là kẻ gây rối. Tên này cũng vô tư quá nhỉ, đi dưới chân cả đám người thế này mà không sợ bị ai dẫm chung à. Ta tìm được hai tấm thiệp mời, dẫn người đi nghe đạo, kẻ gây rối cười hà hà. Nghe đạo gì? Ba, Triệu Bân lơ đãng hỏi. Tối nay Hoa Tiên chân nhân mở đàn giảng đạo, đó là một cao nhân tiền bối ba, kẻ gây chuyện chậm dây nói. Ta phải vất vả lắm mới lấy được hai y tấm thiệp mời đấy, có muốn đến nghe một chút không? Ta không đi đâu ba. Đỡ đến tận đây rồi rồi, đi nghe một chút cũng có sao đâu ba. Kẻ gây rối cũng không thèm quan tắm Triệu Bắn có chịu hay không, vẫn kéo đi. Nơi giảng đạo nằm trên đỉnh một tòa linh sơn. Kẻ gây sự kéo Triệu Bân đến nơi thì đã thấy rất đông đúc, phần lớn đều là những thanh niên tài hoa đang tụm năm tụm ba đùa giỡn với nhau, có vẻ rất nào nhiệt. Sự kiện gì hả? Triệu Bân đảo mắt một vòng xem thử, xung quanh là tiếng mọi người xì xào bàn tán, bàn đá với bàn ngọc được đặt xen kẽ với nhau, trên bàn là đĩa đựng trái cây và rượu ượu ngon, cách đó không xa, có người đang gảy đàn, cũng có người nhảy múa, cộng thêm mây mù lượn lờ với bóng người khắp núi, trông cũng giống đang tổ chức sự kiện long trọng gì đó. Đến đây, ngồi xuống đi. Kẻ gây rối kéo Triệu Bân đi tìm một cái bàn trong góc ngồi. Từ lúc ngồi xuống, tay của tên này đã nhanh đến lạ, món ăn nhẹ trên bàn trà, rượu linh quả đều bị cậu ta cuốn đi kha khá, biết thì nói là tới nghe giảng đạo, không biết còn tưởng cậu ta tới kiếm cơm ăn. Chúng ta đều là người có văn hóa, người có thể e dè một chút được không? Miệng thì nón thế nhưng tay Triệu Bân cũng tiện thể lấy mấy miếng trái cây. Để có được hai tấm thiệp này, ta phải bỏ ra kha khá tiền đấy. Ta phải ăn lại cho đủ, kẻ gây rối nhét đầy miệng, chẳng những thế, mỗi tay còn cầm một quả. Ai đời eo ngang cũng phải liếc mắt nhìn, đứa nhỏ này chắc không phải là quỷ đói đầu thai đấy chứ. Đang nói hăng say, thì lại có người lên đến. Đó là hai bóng hình hết sức xinh đẹp, người thì lạnh lùng cao quý, kẻ lại tính quái đáng yêu, cẩn thận nhìn lại,
đó chính là Khương Ngữ Nhu và Khương Ngữ Lĩnh, hàn đóa hoa tươi nhà họ Khương, đi tới đâu cũng thu hút ánh mắt của tất cả mọi người. Có rất nhiều thanh niên tài tuấn nhào tới. Nói là tán gẫu nhưng thực chất là cưa gái. Kết thân với gia tộc nhà họ Khương cũng không tệ lắm. Khương Ngữ Nhu là người biết đạo lý đối nhân xử thế, tán gẫu đôi ba câu là điều không thể thiếu. Khương Ngữ Lĩnh lại tranh thủ lúc tỷ tỷ nói chuyện với người khác, lẻn đi mất. Một khi đã không có ai trông chừng nữa, cô ta hệt như ngựa hoang mắt cương, biến mất không còn bóng dáng, khi thấy Triệu Bân thì hai mắt sáng rỡ. Tại sao các ngươi lại tới đây? Sao, bọn ta không được tới hả, kẻ gây rối bĩu môi. Đây là Khương Ngữ Lĩnh, Triệu Bân thuận miệng nói. Tiểu tỷ tỷ, ta, kẻ gây rối nhanh chóng đứng lên, dẫm lên bàn đi tới, nhưng bước chân không vững nên ngã sấp xuống, lại mò dậy. Sau đó xoa tay. Mặt người hơ hớ, ta cũng tới để tham gia luận võ kén rể, tỷ có vừa mắt ta không? Ta không thích mấy đứa lùn tịt đấu, Khương Ngữ Lĩnh lắc đầu. Ta có thể cao lên mà, kẻ gây rối vỗ ngực, giọng nói vẫn còn mùi sữa. Chờ ngươi lớn rồi ồ tính sau, Khương Ngữ Lĩnh lơ tay nhéo nhéo gương mặt nhỏ nhắn của kẻ gây rối, cũng tiện thể ngồi xuống, nhìn Triệu Bắn như xem xiếc khỉ. Cái tên này, ăn linh đan rượu dược gì hả? Sao lại lên tới tầng thứ xấu rồi? Nếu cố thêm chút nữa, chắc sẽ đuổi kịp cô ta mát. Trả tiền cho ngươi này, Triệu Bân lấy 1.000 linh thạch ra, mượn 500, trả gấp đôi. Có vay có trả thì lần sau mượn sẽ dễ hơn, Khương Ngữ Lĩnh cười hì hì, không khách sáo nhận lấy. Ta hỏi thăm chuyện này nhé, Triệu Bân ngồi lại gần, tiện tay lấy một miếng trái cây, mở miệng hỏi, có phải tất cả trận tinh không ở Bắc Đầu Tinh đều tạm dừng truyền tống đến Bắc Cực Tinh rồi không? Bên kia đang đánh trận mà. Hơn 100 tông môn lao vào đánh nhau, động tĩnh lớn lắm, Khương Ngữ Lĩnh cắn một ngụm linh quả, Bắc Đầu Tinh gần Bắc Cực Tinh, khá nhiều trận tinh không mở ra rồi bị ảnh hưởng nên mới phải tạm dừng truyền tống, ta nguyên ngươi đừng chạy tới đó, đâu đâu cũng là khói lửa chiến tranh. Ta, có chừng mực, một. Triệu Bân hít một hơi thật sâu, có cảm giác lo lắng. Đánh thì đánh nhưng đừng làm đền Trường Minh hỏng mất, tại sao lại trùng hợp như thế chứ? Lại đây, ta cho người xem thần tượng của ta. Y ngắn. Khương Ngữ Lĩnh dọn dẹp cái bàn, đặt một bức họa cuộn tròn lên, mở ra. Trên bức họa là một nữ tử, xinh đẹp tuyệt trần, không nhiễm một hạt bụi nào, cũng không biết do ai vẽ, từng thần thái và nụ cười đó như một người sống, như thần sáng trong mộng, thánh khiết không một tì vết nào. Đây là Nguyệt Thần mà, Triệu Bân sờ cằm. Ô, ngươi nhận ra ư? Đây, là thần tượng của cô hả? Tất nhiên rồi, Khương Ngữ Lĩnh cười hà hà. Đây là thần sáng rực rỡ chói mắt nhật đấy. Ta khuyên cô, tốt nhất là đừng nói chuyện này ra ngoài, Triệu Bân bùi ngùi nói. Tại sao, vẻ mặt Khương Ngữ Lĩnh hết sức khó hiểu. Bởi vì bình thường có rất nhiều người truy tìm nàng ta, Triệu Bân hít sâu một hơi. Ta bảo chứ, ở đây còn một người nữa đấy nhẻ, mặt kẻ gây rối đã tối đen thui, phần lớn là cáu bẩn với Triệu công tử, người cổ thê tử rồi cơ mà. Có thể để ý tới con cẩu độc thân ở đây chút được không? Nơi này nhiều người đẹp như thế, hay là... Người đi đâu đỏ tản bộ đi. Triệu Bân cũng nghĩa khí, thật sự đứng dậy bỏ đi. Khương Ngữ Lĩnh cuộn bức tranh lại, cũng đi theo sau. Cái định mệnh, kẻ gây rối ôm ngực. Biết thế đã không dẫn theo tên đỏ tới đây, cô cứ đi theo ta làm gì thế? Nghe giảng đạo xong lại đi dạo vườn hoa đào một vòng. Bên này, Khương Ngữ Lĩnh như cái đuôi nhỏ, Triệu Bân đi tới đâu cô ta lại theo tới đó. Thậm chí còn khiến nhiều người ở đây phải nhíu mày, nhị tiểu thư Khương gia có dính líu gì tới tiểu tiên này thế, bao nhiêu người ở đây làm quen cô ta không dễ ý, cứ chạy theo người đó, nhìn thế nào cũng thấy giống cô vợ nhỏ nhà người ta. Trời ạ, thánh tử vấn thế. Không biết là ai chợt bật thốt lên, khiến tất cả mọi người phải ghé mắt nhìn. Đập vào mắt chỉnh là một thanh niên mặc áo trắng đang đi tới, tay cầm quạt khẽ lay động, kết hợp với gương mặt tuấn tú và khí chất xuất trần kia. Có thể nói là khí vũ hiên ngang, tiên phong đạo cốt, làm tôn lên khí uẩn đặc biệt, nhìn dị tượng xung quanh cơ thể hắn ta, chỉnh xác là một tiên vương. Đúng vậy, là Lương Khâu, thánh tử vấn thế tiên tông, hôm nay mới đến thành Nam Thiên, nghe nói Hoa Tiên chân nhân giảng đạo nên tới đây góp vui, chủ yếu là vì Khương Ngữ Lĩnh cũng có mặt. Đẹp trai quá, các nữ tiên tử ở đây đều bắt đầu nổi máu háo sắc. Thánh tử của vấn thế tiên tông đấy, ký tài ngàn năm khố gặp đấy. Thánh tử giá làm, đã không tiếp đón từ xa được. Có rất nhiều người chạy tới, chắp tay muốn tán gẫu.
trong đó tất nhiên không thể thiếu Khương Ngự Nhu, cô ta cảm thấy khá bất ngờ, thánh tử lại đến thành Nam Thiên này. Có lễ, Lương Khâu khép quạt lại, cũng chắp tay chào, nụ cười tươi như gió xuân, mỗi một hành động cử chỉ đều có phong phạm của người khiêm tốn hữu lễ, chúng tiên lại được dịp tròn mắt nhìn. Đúng là thánh tử vấn Thế Tiên Tông, có vẻ còn hấp dẫn hơn lời đồn rất nhiều. Đợi ta với. Cô đừng có kéo ta. Ngươi không chịu thì ta sẽ không buông. Bầu không khí hài hòa bỗng nhiên vang lên những câu nói hơi lạc què. Tất nhiên đó là đoạn đối thoại của Triệu Công Tử và Khương Ngữ Linh, không biết hai người đó đi đâu một vòng rồi lại đảo ngược trở về. Mọi người trông thấy Khương Ngữ Linh đang kéo lấy cánh tay Triệu Bân, hơn nữa còn sống chết không chịu buông ra. Này! Khá nhiều thanh niên anh tài giật giật khóe miệng. Ở đây nhiều nhân tài như thế, tại sao Khương Ngữ Linh cứ thích quấn quýt lấy một tiểu tiên nhân vậy? Đoạn đối thoại ban nãy khiến bọn họ không biết phải nhìn đi đâu, hai người đó, có thể dè dặt một tí được không vậy? Linh Nhi, Khương Ngữ Nhu khẽ quát, chạy tới như một cơn gió kéo lấy Khương Ngữ Linh, tiện thể liếc nhìn Triệu Bân với ánh mắt lạnh như băng, trong đó còn ẩn giấu sát ý. Một người khác cũng có thứ sát ý đó, chính là Lượng Khâu, miệng thì đang cười nhưng trong lòng hắn ta đã nổi cơn tam bành. Hắn ta là ai? Là thánh tử vấn Thế Tiên Tông, lần này đến thành Nam Thiên để tìm Khương gia cầu hôn. Tuy vẫn chưa đến nhà họ Khương nhưng hắn ta đã chắc mẩm lớn nhà họ chẳng có lý do gì để từ chối, sẽ đồng ý vô điều kiện. Trong mắt hắn ta, Khương Ngữ Linh chẳng khác gì vị hôn thê của mình. Nay, thấy Khương Ngữ Linh mập mờ với người khác khiến hắn không thể nén được cơn tức, đó là người con gái của hắn ta, lại bị kẻ khác vấy bẩn. Điều tra về kẻ đó cho ta, Lương Khâu thốt ra một câu. Rõ, có người lặng lẽ đáp lời, đó là trường lão của vấn Thể Tiên Tông luôn âm thầm bảo vệ hắn ta. Bên này, cuối cùng Khương Ngữ Linh cũng giật lại tay mình, lè lưỡi. Triệu Bân hít một hơi thật sâu, ở đây có nhiều người như thế, hình như ai cũng nhìn hắn. Nhất là Khương Ngữ Nhu, nếu ánh mắt lạnh như băng đó có thể giết người thì không biết hắn đã chết bao nhiêu lần. Đạo hữu này trông mặt cố vẻ lạ quả. Lương Khâu chậm rãi đi đến, nhìn Triệu Bân, ngoài cười như trong không cười. Khách qua đường thôi, Triệu Bân cười, lập tức xoay người tìm chỗ chồn. Lương Khâu như một bóng ma lướt tới cản đường hắn, gặp được tức là có duyên, chúng ta so tài một chút được không? So tài một chút được không? Câu nói của Lương Khâu khiến tất cả mọi người ở đó nhíu mày. Đó là thánh tử của vấn Thể Tiên Tông, tu vi của hắn ta là huyền tiên tầng thứ 8, hàng thật giá thật, căn cơ mạnh mẽ, huyết mạch truyền thừa bá đạo, có thể đánh vượt cấp, dù có muốn so, cũng phải đi tìm huyền tiên khác mà so mới đúng, nay lại đi hỏi một tiểu tiên nhân như thế. Huyền tiên tầng thứ 8 đánh với tiên nhân tầng thứ 6. Người cố tình bắt nạt người khác mà. Khương Ngữ Linh cực kỳ khó chịu, liếc nhìn Lương Khâu. Linh Nhi, Khương Ngữ Nhu khẽ quát. Sau gió, cô ta dùng nguyên thần truyền âm câu sau. Đỏ là thánh tử vấn Thế Tiên Tông, không được vô lễ. Thánh tử cũng phải nói đạo lý chứ, Khương Ngữ Linh thầm oán. Vẻ mặt cô ta khiến Lương Khâu tức giận không thể kiềm chế được. Vì một tiên nhân nhỏ nhoi, Khương Ngữ Linh lại ngỗ nghịch với hắn ta như thế, đúng là đáng giận. Đạo hữu tu vi cao thâm, tại hạ tự nhận không thể đánh lại, Triệu Bân chắp tay đầy lịch sự, sau đó xoay người muốn bỏ đi, không phải hắn sợ, chỉ là không muốn gây chuyện ầm ĩ, hắn mới đến đây, tốt nhất vẫn nên khép mình một chút. Đến cũng đã đến rồi, so tài vài chiêu cũng có sao. Lương Khâu cười âm u, lại nhanh chân tiến tới, ngăn cản Triệu Bân thêm lần nữa, thoải mái mở chiếc quạt giấy ra phe phẩy. Đầy phong thái của một công tử, bản thánh tử không cố tình bắt nạt với ngươi, ta sẽ giảm tu vi đánh với ngươi. Nói xong, luồng sáng bạc quanh người hắn ta chợt lóe. Sau đó, tu vi huyền tiên tầng thứ 8 của hắn ta giảm xuống còn tiên nhân tầng thứ 6. Hành động đó khiến đám nữ tiên háo sắc kia lại suýt xoa khen ngợi, đúng là thánh tử vấn Thế Tiên Tông. Quả nhiên là quân tử, hành động quang minh lỗi lạc, huyền tiên tầng thứ 8, để không bắt nạt tiểu tiên. Hắn ta tự nguyện giảm tu vi đánh một trận. Nếu ngươi sợ, ta cũng không ép. Lương Khâu thuận miệng nói, sau đó đi lên đài đá, nói chính xác hơn là tòa vũ đài, bình thường, đó là nơi mua vui nhảy múa của các tiên tử, nay lại biến thành đài chiến đấu cho hắn ta. Thánh tử đã tự nguyện giảm tu vi, ngươi mà không chịu ứng chiến thì rõ là không nề mặt mà. Có khá nhiều người cười nói, cũng là kiểu miệng nam mô bụng một bồ dao găm, hơn nữa, vừa nói vừa tụ lại thành một nhóm. Cố tình đứng chặn ngang đường đi của Triệu Ban, ý đồ rất rõ ràng, hôm nay, ngươi không muốn đánh cũng phải đánh. Chạ ỉ hả,
không có cửa đâu. Thế giới chỉ kẻ mạnh mới được quyền lên tiếng này chính là như thế, kẻ ngốc cũng nhận ra hôm nay Thánh tử Cấn Thế Tiên Tông muốn tìm niềm vui, sao họ có thể khiến hắn ta mất hứng được. Thế nên tất cả bọn họ đều hợp tác với nhau. Ép buộc cũng được, gây sự vô cớ cũng thế. Có đuổi cũng phải đuổi tiểu tên này lên đài. Chiến! Triệu Bân không nói gì, song người lên đài chiến đấu. Hắn không muốn gây chuyện, không có nghĩa là hẳn sợ chuyện tìm tới. Tuy hắn không biết tại sao Lương Khâu này lại nhắm vào mình, nhưng nếu đối phương muốn đánh nhau, hắn cũng không ngại đánh một trận. Trước khi nghe giảng đạo là ồ còn được ăn món khai vị, mọi người bỗng chốc lên tính thần, đứng tập trung dưới đài chiến đấu, trong mắt bọn họ, xem han người đánh nhau còn thú vị hơn nghe tiền bối giảng đạo. Trong vòng 5 chiêu, tiểu tiên kia sẽ thua. Người xem trọng hắn qua đó, 3 chiêu, không thể nhiều hơn được. Cũng đúng, Thánh tử Ván Thế Tiên Tông mà, chưa từng thua một ai cùng cảnh giới. Còn chưa đánh mà bên dưới đã bắt đầu ồn ào, hết người này đến người khác, ai cũng tung hô Thánh tử Ván Thế Tiên Tông lên tận trời, tiện thể không quên móc mỉa Triệu Bân một phen. Với chuyện này, mặt Triệu Bân cũng chẳng có biểu cảm gì đặc biệt. Nhưng Lương Khâu đối diện thì càng ra sức phe phẩy cây quạt cho thật đẹp, hắn ta rất thích cảm giác được người khác sùng bái. Có cần thêm phần thưởng vào không? Lương Khâu cười nhìn Triệu Bân. Tùy ý, Triệu Bắn thản nhiên nói. Ta thắng, quỳ xuống dập đầu với ta là được, Lương Khâu cười đầy ẩn ý. Thế hắn thắng thì sao, Triệu Bân còn chưa nói gì thì kẻ gáy rối đã gào to. Hắn thắng, vật này sẽ là của hắn. Lương Khâu vung tay, một viên linh châu màu tím từ trong tay áo hắn ta bay ra, lơ lửng giữa không trung, lóe lên vầng hào quang màu lá cây huyền ảo. Trời ạ, Hỗn Nguyên Châu, dưới đạo ồ có người hoảng hốt. Sao thế? Thứ đó quý giá lắm hả, kẻ gây rối đảo mắt nhìn. Rất quý nhé, có người khoanh tay, bỏ vào đan hải hoặc là tử phủ, có thể rèn luyện tiên lực đến mức cao nhất quanh năm, có cả tác dụng nuôi dưỡng thể phách. Thánh tử Vấn Thế lại lấy thứ đó ra cược, đúng là hào phóng. Một ván chắc thắng, hắn ta có cược cái gì cũng không quan trọng. Nói thế cũng đúng ha. Bên dưới lại xì xào bàn tán, ai cũng ham muôn viên linh châu kia. Đâu chỉ mình bọn họ ham muốn. Triệu công tử cũng thích mà, cỏ người tặng đồ cho dùng, hắn. Nào dám mặt dày mày dạn như thế. Ba chiêu ngươi sẽ thua. Lương Khâu chậm rãi nói, đầy khí thế, làm màu làm mè. Luồng khí màu bạc trong tay hắn ta tạo thành kiếm khí cách không chém tới. Có chút bản lãnh. Triệu Bân thầm nghĩ, uy lực của kiếm khí này có hơi khủng bố, nhưng dù có giảm hay không giảm tu vi, thì Lương Khâu huyền tiên tầng thứ 8 này cũng mạnh hơn lão đạo Vu Sơn huyền tiên đỉnh phong nhiều. Có thể trở thành Thánh tử Vấn Thế Tiên Tông, đúng là khác biệt. Không nghĩ gì nhiều. Hắn từng bước di chuyển, tránh né kiếm khí. Trước mặt, là Lương Khâu tấn công tới, tốc độ như một bóng ma, ngón tay như kiếm đỏ chọc thẳng vào em eo tâm hắn. Triệu Bắn nghiêng người, thoải mái né đi, còn tiện thể nắm được cổ tay Lương Khâu, nắm cả thắt lưng hắn ta, nhấc lên, sau đó ném mạnh xuống đài chiến đấu cái bịch. Đài chiến đấu cứng rắn nhanh chóng xuất hiện cát đá văng tứ tung. Cũng là đạo ổ chiến đấu đó, bị đập thành cái hố hình người. Lương Khâu rên lên một tiếng, trước đó còn cười như gió xuân thổi qua, một giây sau đã không được ổn lắm, có trời mới biết tên tiểu tiên nhân này lấy đâu ra sức mạnh như thế, quật hắn ta ngã đau hết cả xương cốt. Này! Mọi người cũng giật mình ngây ngốc, hai mắt tròn xoe. Thánh tử Ván Tiên bị quật ngã hả? Tiểu tiên nhân đó phản ứng nhanh ghê, thoải mái né tránh ngón tay của Lương Khâu. Còn tranh thủ quật người ta một cái, tuy là không được đẹp mắt, nhưng trông có vẻ đau lắm. Phá! Tiên lực trong cơ thể Lương Khâu quay cuồng, dồn về phía cánh tay đẩy Triệu Bân thật mạnh. Còn hắn ta thì nhanh chóng nhảy ra sau trốn, mi tâm xuất hiện một luồng sáng bạc, đó là một mặt gương màu bạc, có lẽ là pháp khí bản mệnh, nó run lên ông ông, cổ vầng sáng trắng soi rọi, lực sát thương rát mạnh. Triệu Bân còn chẳng thèm nhìn, một chiêu Chu Tiên Quyết chém gương bay xa. Lương Khâu lại kêu rên, pháp khí bản mệnh cắn trả, khiến hắn ta liên tục lùi về sau. Còn chưa kịp đứng vững thì Triệu Bân đã đến rất gần, một kiếm tạo thành hình cầu vồng. Vẻ mặt Lương Khâu chợt cương cứng, tốc độ đối phương quá nhanh, nhưng kiếm uy đã tập trung đánh tới, hắn ta không cách nào né được. Keng! Tiếng kiếm chói tai, Triệu Bân cũng áp sát ngay sau đó. Đột nhiên, khi mũi kiếm cách cổ họng Lương Khâu nửa tấc thì hắn đột nhiên dừng lại, xóa tan kiếm uy. Chỉ cần như thế là đủ, chỉ cần không mù, thì sẽ thấy hần vừa mới nương tay,
thân thua đã rõ. Xung quanh chìm vào sự yên tĩnh như chết lặng. Đa số mọi người đều há hốc miệng. Đối chiến cùng cấp, thánh tử vấn thế tiên tông lại thua. Không nhiều không ít. Vừa đủ ba hiệp. Thế nhưng, người thua lại là Lương Khâu. Xem thường hân rồi. Ánh mắt của rất nhiều người bắt đầu chuyến sang hướng Triệu Bân. Tiểu tiên nhân tầng thứ 6 này đúng là dấu tài kỹ quá mà. Thì ra ngươi chiến đấu giỏi như thế. Đôi mắt xinh đẹp của Khương Ngữ Linh chớp chớp, lần đầu tiên trông thấy Triệu Bân ra tay, cô ta rất ngạc nhiên. Vẻ mặt còn đặc sắc hơn cô ta chính là Khương Ngữ Nhu bên cạnh, đôi môi ngọc ngà kia cũng há hốc, không thể tin nổi, bản thân là đệ tử của Vấn Thế Tiên Tông, cô ta biết rõ Lương Khâu mạnh đến mức nào, từ khi bước óc vào Vấn Thế Tiên Tông, hắn ta chưa bao giờ thua một ai cùng cấp, hơn nữa còn thường xuyên khiêu chiến vượt cấp, chiến tích huy hoàng. Hôm nay, đánh với một tiểu tiên nhân, lại thua thảm như thế. Từ đầu đến cuối chỉ có ba hiệp. Ánh mắt cô ta quá vụng về, tiểu tiên nhân kia đúng là một yêu nghiệt nghịch thiên. Đã đoán trước, người bình tĩnh nhất chính là kẻ gây rối. Triệu Tử Long không phải là tiên nhân bình thường, huyền tiên đỉnh phong như lão đạo Vu Sơn còn bị giết nữa là đánh với người cùng cảnh giới, Lương Khâu đâu có cửa làm đối thủ của hắn. Người khó tin nhất chính là Lương Khâu. Trước đó hắn ta kiêu ngạo bao nhiêu, thì bây giờ nhục nhã bấy nhiêu. Ba chiêu người sẽ thua. Những lời đó vẫn còn quanh quấn bên tai hắn ta. Thực tế thì sao? Là hắn ta thua trong ba chiêu, bị vả mặt bôm bốp. Người thua. Triệu Bân thản nhiên nói, sau đó cất kiếm, xoay người. Còn viên hồn nguyên châu kia, tất nhiên hắn cũng không quên lấy đi. Đi đâu? Lương Khâu thẹn quá hóa giận, bèn đuổi theo. Luồng sáng bạc chợt xuất hiện trong tay áo hân ta, kiếm quang lạnh như băng xé nát không gian. Má! Kẻ gây rối mắng to, cái thứ không biết xấu hổ này. Không chỉ mình cậu ta muốn mắng, những người luôn sống ngay thẳng cũng muốn gào lên, trước đó không lâu họ còn nghĩ Lương Khâu là một người khiêm tốn. Lần này nhìn lại, đúng là ra vẻ đạo mạo, đường đường là thánh tử, lại thua không ngóc đầu dậy nổi, giở trò đánh lén, ném hết sạch thế diện của Vấn Thế Tiên Tông. Xoẹt! Chân Triệu Bân chợt lướt đi, tránh khỏi kiếm quang. Đôi mắt Lương Khâu đỏ rực, tiên hải ập đến cuốn đi tất cả. Lúc nãy hắn ta sơ sấy nên mới bị đối phương đánh không kịp trở tay, lần này hắn ta sẽ dồn hết sức, với hắn ta mà nói, quá trình không quan trọng, quan trọng là kết quả, dù thế nào, hắn ta cũng phải hòa một ván trên đài chiến đấu này. Dầm! Triệu Bân mở thiên cang hộ thế, tiêu diệt tiên hải. Lương Khâu đánh giá thấp hắn, bản thân hắn cũng đánh giá thấp Lương Khâu, đường đường là một thánh tử, lại mặt dày như thế, thua thì thua, lại con mẹ nó đi đánh lén trước mắt bao người. Lương Khâu vung tay lên, lôi long rít gào ập đến. Triệu Bân còn mạnh mẽ hơn cả hắn ta, một quyền đánh nát lôi long. Chấn áp cho ta. Hai tay Lương Khâu tạo thành hình chữ thập, nhanh chóng thay đổi ấn quyết. Chợt nghe thấy một tiếng ông vang lên, một bảo tháp nguy nga từ trên trời rơi xuống. Bảo tháp là hư ảo, lại to lớn khổng lồ như ngọn núi đè trên đầu, có lực cắn nuốt, nhanh chóng nhốt Triệu Bân vào bên trong. Có thể thấy ngọn lửa đang thiêu đốt bên trong, tia chớp. Lực giam cầm và cả lực diệt hóa. Cấm pháp lăng thiên, có người giật mình nói. Lương Khâu bị dồn đến mức nóng nảy rồi, có người thổn thức. Chắc là tiểu tiên nhân đó sẽ phải ngã xuống thôi, lớp người lớn tuổi vuốt chìm râu. Những cú vả mặt luôn đến rất nhanh, bọn họ vừa mới nói dứt lời thì đã thấy bảo tháp chợt rung lên, bị đấm cho một lỗ thủng thật lớn, sau đó Triệu Bân như một con rồng lao vụt ra ngoài. Hít! Mọi người dưới đài hít khí lạnh. Lương Khâu phun ra ngụm máu tươi thật mạnh, bị cắn trả, lại chấn động lùi về phía sau, hoảng hốt đến tột cùng, rốt cuộc tiểu tử này là thứ quái thai gì, cả cấm pháp lăng thiên cũng không thể giam giữ được. Đại La Thiên Thủ, Triệu công tử đạp chân một bước vọt lên trời, lật tay đánh một chưởng xuống. Chưởng uy của hắn thật sự rất mạnh, khiến Lương Khâu vẫn còn chìm trong trạng thái khiếp sợ bị một chưởng đánh cho quỳ xuống, dù tiên lực của Lương Khâu mạnh mẽ cách mấy cũng không thể đỡ nổi chưởng uy bá đạo như thế. Như bị một ngọn núi lớn đè xuống vậy. Mớ cho ta. Hai mắt Lương Khâu sung huyết đỏ bừng, muốn trở về cảnh giới huyền tiên tầng thứ 8. Tiếc là phương pháp giảm tu vi hắn ta dùng có thời gian nhất định, nay thời gian vẫn chưa tới, nên không thể hồi phục tu vi, bị một chưởng đè nặng, cuối cùng tiên lực khí huyết gì cũng không lôi ra được. Khụ, lại thua thêm trận nữa. Người xem lại ho khan, đây là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh thánh tử vấn thế quỳ xuống. Nếu nói trận âu tiên là do sơ sẩy, thì đây mới là trận thua thật.
tiểu tiên nhân này cũng trâu bò, Lương Khâu chưa từng thua người cùng cấp, mà hắn nói đè là đè. Đúng là Trường Giang sóng sau đè sóng trước. Lớp người già thốn thức không thôi. Hít. Mọi người dưới đài hít khí lạnh. Lương Khâu phun ra ngụm máu tươi thật mạnh, bị cắn trả, lại chấn động lùi về phía sau, hoảng hốt đến tột cùng, rốt cuộc tiểu tử này là thứ quái thai gì, cả cấm pháp lăng thiên cũng không thể giam giữ được. Đại La Thiên Thủ. Triệu công tử đạp chân một bước vọt lên trời, lật tay đánh một trường xuống. Trường uy của hắn thật sự rất mạnh, khiến Lương Khâu vẫn còn chìm trong trạng thái khiếp sợ bị một trường đánh cho quỳ xuống. Dù tiên lực của Lương Khâu mạnh mẽ cách mấy cũng không thể đỡ nối trưởng uy bá đạo như thế, như bị một ngọn núi lớn đè xuống vậy. Mở! Mở cho ta! Hai mắt Lương Khâu sung huyết đỏ bừng, muốn trở về cảnh giới huyền tiên tầng thứ 8. Tiếc là phương pháp giảm tu vi hắn ta dùng có thời gian nhất định, nay thời gian vẫn chưa tới, nên không thể hồi phục tu vi, bị một trưởng đè nặng, cuối cùng tiên lực khí huyết gì cũng không lôi ra được. Khụ! Lại thua thêm trận nữa! Người xem lại ho khan, đây là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh thánh tử vấn thế quỳ xuống, nếu nói trận âu tiên là do sơ sẩy, thì đây mới là trận thua thật. Tiểu tiên nhân này cũng trâu bò, Lương Khâu chưa từng thua người cùng cấp, mà hắn nói đè là đè. Đúng là Trường Giang sóng sau đè sóng trước. Lớp người già thốn thức không thôi. Cứ tưởng Lương Khâu đã lóa mắt lắm rồi, là kỳ tài nghìn năm khó gặp rồi, nhưng không ngờ còn một người còn bá đạo hơn, thời buổi yêu nghiệt nhan nhản ngoài đường thế này. Đúng là không có khủng bố nhất, chỉ có khủng bố hơn. Không ai dám khinh thường Triệu Bân nữa. Ngọa hố Tàng Long, trong đó có tên hắn. Chuyện nhỏ thôi, người bình tĩnh nhất vẫn là kẻ gây rối, chỉ là một tiên nhân cùng cấp thôi mà, có cái gì ghê gớm đâu. Đừng nói là cùng cấp, dù có là huyền tiên tầng thứ 8 cũng chưa chắc đã tóm được Triệu Tử Long. Dừng tay. Hai trưởng lão của vấn thế tiên tông không thể ngồi yên được nữa, từ trên trời đáp xuống, dâm đài chiến đấu rung động ầm ầm. Khí thế tạo thành hư cảnh phá tan chướng uy của Đại La Thiên Thủ, cả Triệu Bân cũng bị đẩy lùi. Nghiệt chướng, người muốn chết hả? Trưởng lão thứ nhất phẫn nộ quát lớn, tung ra một trưởng cách không đánh tới. Triệu Bân tiếp đất đánh ầm một tiếng, sắp khai triển tuyệt cảnh. Nhân tiện hắn cũng không ngại lôi thiên kiếp ra ngoài. Nhưng hắn còn chưa kịp hành động thì đã thấy một luồng tiên quang màu trắng từ bên ngoài phỏng tới đánh diệt trưởng ấn khống tô, theo sau đó còn có một giọng nói mơ hồ truyền đến. Đạo hữu vấn thế tiên tông, nơi ỷ này là núi ỷ hoa tiên. Vừa dứt lời liền thấy một bóng người từ trên trời giáng xuống. Đó là một ông già đầu tóc bạc trầm, trên thân cũng mặc y phục màu trắng, khí uẩn thiên thành, tiên phong đạo cốt. Đó là hoa tiên chân nhân, cảnh giới thái hư hàng thật giá thật. Thầy vậy, hàn trưởng lão của vấn thế tiên tông trong nháy mổ đã thu liễm không ít, nơi này là thành Nam Thiên, cũng không phải là địa bàn của bọn họ. Hơn nửa cảnh giới động hư như hai người bọn họ còn chưa đủ để hoa tiên chân nhân tung ra một trường tiếp đón. Ngay cả hai người bọn họ còn phải thu liềm thì đừng nói đến Lương Khâu. Mặc dù hắn ta tức giận đến mức nghiến dáng ken két nhưng vẫn không dám hành động hấp tấp. Tiểu bối luận bàn, chẳng qua chỉ là chuyện thân thua. Lão bối nhúng tay vào chẳng khác nào làm tổn hại thanh danh của vấn thế tiên tông. Hoa tiên chân nhân chậm rãi nón. Lời nói tuy bình thản nhưng lại bộc phát ra một loại uy nghiêm vô thượng tiềm tàng bén trong, dám động võ trong núi hoa tiên của ông ta, chẳng lẽ đang muốn vả mặt ông ta hay sao? Ý gì đây? Tiên bối giáo huấn rất đúng. Hai vị trưởng lão vấn thế tiên tông vội vàng cười gượng giáng hòa, không làm như vậy thì còn có thể làm gì nữa? Hoa tiên chân nhân cũng không phải là một vị tiên bình thường, luận bối phận thì hai người bọn họ còn phái gọi ông ta một tiếng sư thúc, bồi vi vị này ngang hàng với lão tố của bọn họ. Hoa tiên chân nhân không nói nhiều lời, từng bước bước lẽn đám mây rồi khoanh chân ngồi xuống. Giáo huấn chút thôi, nơi này là sân nhà của ông ta, lời nói vừa rồi chỉ là một lời nhắc nhở nho nhỏ. Tiền bối cứ tiếp tục, bọn ta xin cáo lui. Hai vị trưởng lão cười khan một tiếng sau đó ảm đạm rời khỏi nơi đó. Còn có Lương Khâu, cho dù là thánh tử thì hắn ta cũng không dám ở lại lỗ mãng, trước khi rời đi hắn ta còn không quên liếc nhìn Triệu Bân một cái. Hai mắt đờ si rực ướt át hắn đỏ những tơ máu, trông vô cùng dữ tợn. Chuyện còn chưa xong. Chuyện này vẫn chưa xong đâu. Kẻ dám khiêu khích hắn ta. Hắn ta nhất định sẽ khiến cho kẻ đó sống không bâng chết. Ta cũng cảm thấy xấu hổ thay cho hắn ta. Nhóm người thường có hành vi đoan chính đều đong loạt tặc lưỡi. Chuyện ngày hôm nay không thể trách tiểu tiên nhân kia được, có trách thì phải trách thánh tử của vấn thế tiên tông tự nhiên muốn tìm người luận bàn. Bản thân tự xưng là cường đại nhưng chẳng những
không thâng được đối phương mà còn thua hẳn hai trận, tự đào một cái hố lớn chôn sống bản thân mình, chân những thua mất bảo bối mà còn mất hết mặt mũi. Có rất nhiều người liếc nhìn sang Triệu Bân. Có rất nhiều người vẫn chưa hết hào hứng. Tiếu tiên nhân này sơ giảng sắp nối tiếng rồi. Ông, trong khi bầu không khí đang vô cùng tĩnh lặng thì đột nhiên lại có tiên âm vang lên khiến cho thế nhân bừng tỉnh. Đây chính là một điểm báo trước, lời giáo huấn của Hoa Tiên Chân Nhãn bây giờ mới chính thức bắt đầu. Nhanh lên, đám tiếu bối tài năng đều đang đứng vững vàng ở vị trí riêng của mình. Sau lời nhắc nhớ nhỏ nhỏ lúc nãy, bây giờ lời giáo huấn mới chính thức mở ra. Bắt đầu rồi. Kẻ phá rối kéo Triệu Bân ngồi lại trong góc. Triệu Bân không hề từ chối, hẳn đã đến đây rồi thì làm sao có thể không nghe thử một lần. Ngươi rất mạnh. Khương Ngữ Linh ngồi gần đó lại có chút trịnh trọng liếc nhìn Triệu Bân. Khương Ngữ Nhu cũng ở đó, ý ân này cô ta đã không còn dám uy hiếp nữa, cô ta biết mình không có tư cách đó. Triệu Bân tính tọa không nói nhưng trong lòng không hề tĩnh lặng, hẳn vẫn đang nghĩ về đèn Trường Minh, chiến ý ở Bắc Cực Tinh lúc này đã dâng lên ngất trời. Hẳn chỉ mong gia tộc nâm đèn Trường Minh trong tay ngàn vạn lần đừng xảy ra biến cố. Vạn vật đều có linh. Vạn vật đều có thế là đạo. Hoa Tiên Chân Nhân đã mở miệng giáo huấn, giọng nói ôn hòa, hòn nửa còn xa xôi mờ mịt, mỗi một từ thốt ra đều mang theo tiên âm ảo diệu, cũng mang theo một loại năng lượng thần kỳ, bất cứ ai nghe thấy thì tâm cảnh đều trở nên sáng tỏ. Không có ai thì thầm to nhỏ nào ý chuyện với nhau. Tất cả mọi người đều đang nghe giáo huấn một cách hết sức cẩn thận. Một cô nương tình quái không chút an phận như Khương Ngữ Linh mà giờ phút này cũng trở nên đứng đơn lạ thường, không dễ gì mới có được lời mời đến nghe tiền bối giảng đạo, đây là phúc phần được thừa hướng từ kiếp trước, ai lại dám lờ là. Đạo, Triệu Bân thầm lấm bẩm trong lòng tự hỏi chính mình. Hắn đã thành tiên, hẳn phải tìm ra đạo của riêng mình. Hần ngồi lâng nghe tiên âm chăm chú đến mức tinh thần trầm mê. Võ đạo tu thân, ngộ đạo tu tảm, đạo thì có hàng ngàn hàng vạn. Hân đã từng nhìn thấy sự rộng lớn của thế gian, từng kinh qua biến sao trời, biết rõ hắn ở trước đạo nhỏ bé biết bao nhiêu, chẳng khác nào một góc của tảng băng chìm cực kỳ nhỏ bé. Vì thế, hân muốn tìm ra được đạo của mình. Ba canh giờ, lặng lẽ trôi qua. Khi Hoa Tiên Chân Nhân đứng dậy thì hơn 8 phần khán giả vẫn đang còn ngồi đó bất động đăm chiêu, dường như rất có cảm giác ngộ đạo. Hoa Tiên Chân Nhân liếc mắt nhìn một cái thì liền mỉm cười, ánh mắt khi liếc nhìn Triệu Bân còn dừng lại một giây. Tiếu tiên nhãn này đúng là thú vị, chính là một kỳ tài. Hết rồi sao? Đợi đến khi thế nhân tính lại thì đã không còn thấy Hoa Tiên Chân Nhân đâu nữa. Có rất nhiều người tiếc nuối, cũng không biết lần sau nếu muốn được nghe giáo huấn thì phải chờ đến mấy năm nữa. Có thu hoạch được gì không? Kẻ phá rối chọc chọc Triệu Bán hỏi. Có cái hiếu cái không? Triệu Bén nói ngân gọn, dĩ nhiên là đã thông suốt. Còn về việc hán đã ngộ ra được đạo gì thì vẫn còn chưa chân chính. Lựa chọn, cần phải cẩn thận ngộ lại một lần nữa. Lần này đến đế y cũng không vô ích, kẻ phả dối bật cười ha hả nói. Đa tạ, Triệu Bản chân thành nói một lời. Thực tế chút đi. Mời rượu, ta sẽ trả tiền. Nói vậy nghe còn được. Uống rượu hả, ta cũng đi, Khương Ngữ Linh xoa xoa hai bàn tay nói. Vừa dứt lời thì cô ta đã bị Khương Ngữ Nhu kéo đi. Lúc xoay người lại, Khương Ngữ Nhu còn liếc nhìn Triệu Bân đầy ân ý. Ta thấy ngươi và nàng ta rất xứng đôi vừa lứa, kẻ phá rối sờ sờ cái cầm nhỏ, tỏ vẻ đắc ý nói, ta cùng Khương Ngữ Linh là một đôi, như vậy chẳng phái thân càng thêm thân hay sao? Ngươi rảnh quá phải không? Triệu Bân nói xong liền cất bước đi trước. Đúng như thế nhân dự đoán, người nào đó đã trở nên nổi tiếng khắp thành Nam Thiên, câu chuyện hắn đánh bại được Thánh Tử Vấn Thế Tiên Tông rất nhanh đã truyền khắp thành Nam Thiên, bất luận là ở phố lớn hay ngõ nhỏ thì ế êu có thể nghe được danh tiếng của Triệu Tử Long. Để tránh những rắc rối không đáng có, Triệu Bân đi ra ngoài đều phải khoác hắc bào. Cho dù như vậy thì hắn vẫn bị người khác bắt được, đó chính là hai vị trưởng lão của Vấn Thế Tiên Tông đã ngồi chờ dưới chân núi từ rất lâu, mục đích của bọn họ chính là chờ Triệu Bân xuống núi, đừng tưởng rằng chỉ khoác thêm một tấm hắc bào thì mọi sự liền đại các đại lợi, lão phu đã nhận ra ngươi mà ngươi còn muốn chạy hay sao? Giao hòn Nguyên Châu ra đây, trưởng lão thứ nhất hừ lạnh một tiếng nói. Bọn ta đã chiến thắng. Hai lão nghĩ mình muốn lấy là lấy sao, kẻ phá rối đáp lại ngay tức khắc. Đã cho các ngươi mặt mũi mà các ngươi còn không biết điều, trưởng lão thứ hai ngay lập tức hiền lộ khí thế, bộc phát sát khí mãnh liệt quay cuồng. Đây là thành Nam Thiên, không phải là Ván Thế Tiên Tông của các người,
Triệu Bân thản nhiên nói một tiếng, đùa gì vậy, bảo bối đã vào túi của hắn thì không có chuyện lấy lại, đã dám cá cược thì cũng phải chịu thua cược thôi. Muốn chết? Có ai ở đây không? Ở đây có kẻ cướp. Kẻ phá rối không muốn rước lấy phiền phức nữa, thay vào đó lại hét lớn. Mặc dù vóc dáng của cậu ta không cao nhưng tiếng hét của cậu ta lại vô cùng vang dội. Cậu ta vừa hét lên một tiếng thì liền có một đám đông tụ tập lại, trong đó còn có mấy người thị vệ tuần tra, bọn họ vừa nhìn thấy cảnh tượng này thì trong nháy mắt đã sáng tỏ. Người khoác hắc bào có lẽ chính là người đã đánh bại Lương Khâu, hắn bị hai trưởng lão của Vấn Thế Tiên Tông đớn đầu ở đây nhất đờ NS là vì bọn họ muốn tính sổ với hắn, viên Hỗn Nguyên Châu kia chính là một bảo bối, có lý nào mà bọn họ lại không muốn đòi lại chứ? Chuyện càng lớn, thì người tụ tập xem náo nhiệt lại càng nhiều. Sắc mặt hai trưởng lão đại biến, bọn họ vốn tưởng rằng chỉ cần đe dọa thì liền có thể lấy lại được Hỗn Nguyên Châu, nhưng không ngờ chính bọn họ cũng đã trở nên nổi tiếng. Cục diện rối rắm mà thánh tử gây ra dường như không dễ xử lý đến vậy. Ngươi chờ đó. Hai trưởng lão hừ lạnh một tiếng, mang gương mặt xám xịt bước đi. Kết quả là ánh mắt của thế nhân đều dừng lại ở trên người Triệu công tử, tiểu tiên nhân này có một viên Hỗn Nguyên Châu, đó chính là chân bảo hiếm cỏ. Hay là thương lượng mua lại nó từ hắn nhỉ? Triệu Bân cùng kẻ phá rối nhanh chóng chuồn khỏi hiện trường. Bảo bối bậc này bọn họ cũng không muốn bán đi. Hai người mang theo máy bầu rượu ngon đi thẳng vào tiểu viện của Triệu Bân, kẻ phá rối không khách sáo một chút nào, uống vài bầu rượu thì liền trốn vào phòng tu luyện, cậu ta cũng không nghe giảng đạo một cách vô ích. Hô! Triệu Bân cũng không nhàn rỗi, đã ngồi khoanh chân dưới gốc cây. Hắn lấy ra ngọn đèn trường minh rởm đặt ở trước mặt, lật qua lật lại ngắm nghía, nhưng nhìn mãi cũng không thấy có điểm gì khác thường. Đây chỉ là một ngọn đèn đá bình thường, chẳng qua đã được lão đạo Hoa Hoa điêu khắc bằng tay nghề cao siêu, hoa văn trên ngọn đèn đều vô cùng tinh diệu. Rào, rào. Cây thần tạo hóa không chịu đứng yên, cành lá liên tục rung lên. Triệu Bân không quan sát ngọn đèn nữa mà thông qua bí pháp đem ngọn đèn đá để vào trong đan hải đặt bên dưới gốc cây thần tạo hóa. Cây thần tạo hóa rất tự giác, từ thân cây lan tràn ra tầng tầng ánh sáng nghiền nát ngọn đèn đá sau đó nhiếp ra một luồng tiên khí màu xanh từ bên trong. Nó nhanh chóng hấp thụ sạch sẽ luồng tiên khí đó rồi mạnh mẽ luyện hóa thành chất dinh dưỡng. Sau khi được tiếp thêm dinh dưỡng, thân cây đã cao lên không ít, sinh mệnh lực mà nó bộc phát ra càng nồng đậm khiến cho khí huyết của Triệu Bân lại càng có thêm linh tính. Cái gì vậy? Triệu Bân lầm bầm, hai mắt mở lớn nhìn thấy một luồng tiên khí nhưng không biết đó là cái gì. Chỉ biết nó rất phi phàm, nếu không thì cây thần tạo hóa cũng sẽ không kích động đến như vậy. Không uổng phí 300 tiên thạch của hắn. Sau đó hắn lại lấy ra Hỗn Nguyên Châu treo ở lòng bàn tay xem xét, đây đích thực là kỳ vật, tỏa ra ánh sáng tiềm tàng nguồn năng lượng thần bí, đặt ở dưới ánh trăng còn có thể hấp thu cả ánh trăng. Không tồi. Triệu Bân mỉm cười, lại đặt Hỗn Nguyên Châu vào đan hải. Thể nhân không lừa hắn, viên ngọc này quả thật có thần hiệu tôi luyện tiên lực. Sau một thời gian dài căn nguyên tiên lực của hắn lại càng trở nên thuần túy, nguồn năng lượng có thể sử dụng để đối chiến với kẻ khác cũng càng trở nên hùng hậu hơn. Sáng sớm, ánh nắng ấm áp tràn xuống thành Nam Thiên Tô điểm thêm vẻ bình yên cho tòa tiên thành này. Triệu Bân ngồi khoanh chân tu luyện cả đêm cuối cùng cũng đã mở mắt ra, sau khi tôi luyện tiên lực qua một đêm thì cảnh giới cũng đã được củng cố. Liếc nhìn kẻ phá rối, cậu ta vẫn còn đang bế quan ngộ đạo. Hắn không quấy rầy. Chỉ tiện tay lấy ra trang phục và đạo cụ vẽ bùa. Thành Nam Thiên này e rằng không thể rời khỏi được nữa, chỉ có quỷ mới biết có bao nhiêu người đang theo dõi hắn, nếu như là huyền tiên thì còn đỡ, chứ nếu như là người có đại thần thông thì ai lại rảnh rỗi muốn chạy ra ngoài tìm kích thích chứ. Hắn còn đang chờ trận tinh không mở ra. Trong thời gian chờ đợi thì hắn cũng không thể nhàn rỗi. Phải vẽ càng nhiều bùa càng tốt, đồng thời cũng phải kiếm càng nhiều tiền càng tốt. Cho dù có chậm một chút nhưng vẫn có thể tích tiểu thành đại. Tử Long đạo hữu có ở đây không? Hắn còn chưa bắt đầu vẽ thì đã nghe thấy tiếng gọi truyền đến từ bên ngoài tiểu viện. Triệu Bân phất tay giải cấm chế của tiểu viện. Một thanh niên bước vào, người này có tu vi huyền tiên, một thân y phục trắng không nhiễm bụi trần, ánh mắt trong vắt, khí tức lạnh lùng, vừa nhìn liền biết hắn ta là một người tu đạo không tranh đấu với thế gian. Ngươi là, Triệu Bân quét nhìn hắn từ trên xuống dưới. Xác nhận mình chưa từng gặp qua người này. Tên ta là Khổng Sinh, là đồ nhi của Nam Thiên Chắn Nhân, thanh niên mỉm cười nói. Xin thứ lỗi, trí nhớ của ta tệ quá. Sư tôn bảo ta tới đây để mời đạo hữu rời bước qua đó đánh cờ.
Được thôi, Triệu Bân cười khan một tiếng sau đó phất tay thu trang phục cùng đạo cụ vẽ bùa lại. Xem ra lão Nam Thiên là một người cứng đầu. Lần trước lão ta xem thường hắn để cho hắn chống đỡ được qua trăm nước cờ cho nên hôm nay liền muốn tính sổ hay sao? Tiền bối đã đích thân mời, sao hắn có thể không đi được? Nói không chừng lần này hắn còn có thể thắng thêm một quả đào tiên hồn tâm. Chuyện này xem ra còn có thể kiếm tiền nhanh hơn chuyện vẽ bùa. Hai người một trước một sau rời khỏi tiểu viện. Triệu Bân nhất tâm nhị dụng, vừa đi vừa ngộ đạo. Người thanh niên tên Khổng Sinh này cũng có vẻ là một người hiếu học, hắn ta còn đang ôm theo một bộ sách cổ vừa đi vừa đọc, chỉ thỉnh thoảng ngước mắt lên và nở một nụ cười hối lỗi với Triệu Bân như thể đang muốn nói, đã làm chậm trễ đạo hữu rồi, xin đừng trách. Triệu Bân tất nhiên không so đo chuyện đó. Thành thật mà nói thì hắn cảm thấy Khổng Sinh này biết điều hơn Lương Khâu kia rất nhiều, đồ nhi do Nam Thiên chân nhân dạy dỗ ra vẫn rất có gia giáo. Không phải loại ngươi tâm cơ tiểu nhân như ai kia, ngươi đã từng nghe nói chuyện thành tử của Cấn Thế Tiên Tông bị một tiêu tiên nhân đánh bại chưa? Sổ dọc. Còn có chuyện này sao? Thật hay giả vậy? Đêm qua khi Hoa Tiên giảng đạo có rất nhiều người có mặt ở đó đều tận mắt nhìn thấy tiểu tiên nhân đó thắng cả hai trận. Sáng sớm ở thành Nam Thiên vô cùng phồn hoa náo nhiệt, đi đâu cũng có thể nghe thấy những tiếng bàn luận sôi nổi. Tòa thành này mỗi ngày đều có người ra vào tấp nập. Có rất nhiều người bên ngoài chưa từng nghe qua tin tức mới mẻ này, còn có rất nhiều người thích buôn chuyện thường xuyên tụ tập ở quán trà quán rượu rôm rả kể lại. Nói tóm lại, Triệu công tử đã nổi tiếng rồi. Triệu Bân đi trên đường liên tục nghe người ta kể lại chuyện này. Nhưng Khổng Sinh đi bên cạnh hắn dường như không quan tâm đến không khí náo nhiệt đó cho lắm, dường như cũng không quan tâm đến chuyện mà bọn họ đang kể, cho dù có quan tâm thì cũng không muốn nói đến, tâm trí hắn ta trống rỗng sáng láng. Chỉ một lòng một dạ muốn ngộ đạo. Khi nói chuyện, cả hai đã đến đào hoa viên. Bọn họ còn chưa kịp đi vào thì đã thấy ba người khác đi tới, một thanh niên áo trắng cũng hai lão giả áo đen. Bọn họ đến đây tất nhiên cũng không phải để du sơn ngoạn thủy mà hơn phân nửa là đến để xin đào tiên. Nhìn thần thái của đối phương thì hẳn là đã xin được. Không còn cách nào khác, ai bảo chống lưng của bọn họ lại lớn chứ. Thanh niên áo trắng là thiếu thành chủ thành Nam Thiên, Ngụy Hồng. Cho dù Nam Thiên chân nhân đã ẩn thân nhiều năm nhưng vẫn không thể không nể mặt thành chủ. Bái kiến thiếu thành chủ, Khổng Sinh rất hiểu lễ nghĩa, cầm sách cố chắp tay thi lễ. Tu vi lại tinh tiến, Ngụy Hồng chậm rãi ồ mỉm cười nói. Dứt lời hắn ta mới liếc nhìn Triệu Bân. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Đây chính là kẻ đã đánh bại Lương Khâu đêm qua. Hắn ta chưa bao giờ nhìn thấy Triệu Tử Long bằng xương bằng thịt nhưng đã từng xem qua bức họa của hắn. Hắn ta có chút ngạc nhiên. Tiểu tiên này còn có quan hệ với Nam Thiên chân nhân sao? Nếu không thì tại sao Khổng Sinh lại mang hắn đến đảo Hoa Viên? Bái kiến thiếu thành chủ, Triệu Bân cũng chắp tay cúi đầu thi lễ. Trong lúc chắp tay chào, ánh mắt của hắn có hơi nhíu lại. Ngụy Hồng hẳn là đang tu luyện một loại công pháp tà ác bởi vì khí huyết của hắn ta rõ ràng có tính cắn nuốt rất mạnh, tuy người bình thường không nhìn ra được nhưng Triệu Bân có căn nguyên vĩnh hằng cho nên cũng có một chút cảm giác, đây. Cũng xem như là một loại năng lực của huyết mạch vĩnh hằng tiên thiên. Sau khi thành tiên, sau khi căn nguyên hồi phục, năng lực này lại càng lúc càng mạnh. Ngụy Hồng rõ ràng mạnh hơn Lương Khâu. Đây là phán đoán trong lòng Triệu Bân. Đúng là tuổi trẻ tài cao. Ngụy Hồng mỉm cười nói. Hắn ta tỏ vẻ rất coi trọng, vươn tay vỗ vỗ vai Triệu Bân. Đây chỉ là một động tác ngẫu nhiên, bất cứ ai nhìn vào cũng thấy không có gì lạ. Nhưng hành động tưởng chừng như ngẫu nhiên đó lại tiềm tàng sự biến hóa kỳ lạ, dường như sau đó đã có một chú ấn vô hình trong nháy mắt đã khắc vào trong cơ thể của Triệu Bân. Đáng tiếc, Triệu Bân hoàn toàn không phát hiện. Ngụy Hồng cùng hai lão giả cuối cùng cũng rời đi càng lúc càng xa. Triệu Bân không để ý nhiều tới hắn ta nữa, chỉ xoay người đi vào trong đào hoa viên. Nam Thiên chân nhân đã bày ra bàn cờ, ngoài ra còn pha thêm một ấm trà. Ai là sư phụ của tiểu hữu vậy? Nam Thiên chân nhân mỉm cười hỏi. Sư tôn không cho ta nói, Triệu Bân ngượng ngùng cười, lại trưng ra vẻ mặt vô hại nhưng lại khiến cho người ta cảm thấy thần bí cùng kiêng kỵ. Cứ như thế nếu như dám gây sự với hân thì vị sư tôn lợi hại của hắn sẽ nổi giận vậy. Tất nhiên. Hắn sẽ không dễ dàng nói ra tên của Nguyệt Thần. Tú Nhi là một vị thần nổi tiếng rất thường xuyên bị kẻ khác truy giết. Cho nên hắn đã sớm có giác ngộ, không thể trông cậy vào chuyện sư phụ sẽ bao che cho hắn,
hẳn chí mong bạn bè cũ của sư phụ đừng bắt hắn đến uống trà tâm sự là được. Tiểu hữu không muốn nói thì lão phu cũng sẽ không hỏi nhiều. Nam Thiên Chân Nhân mỉm cười, không tiếp tục hỏi nữa. Nhưng lão ta tin chắc Tiếu Tiên Nhân này có lai lịch bất phàm, nếu như không phải là cao nhân lánh đời thì không thế nào dạy dỗ ra được một đồ nhi yêu nghiệt đến như vậy, đồng cấp đối chiến mà hắn còn đánh bại được cả thánh tử của Vấn Thế Tiên Tông. Chơi cờ thôi. Đạo cụ đã bày ra sẵn sàng rồi. Triệu Bân lại lấy ra kỳ thư. Lần này đã không còn giới hạn 100 nước cờ mà là một trận đánh cờ thật sự. Lần này đã không còn giới hạn 100 nước cờ mà là một trận đánh cờ thật sự. Thần thái của Nam Thiên Chân Nhân rất ung dung, hạ cờ vô cùng vững vàng. Mà thần thái của Triệu Công Tử cũng vô cùng ổn định, cùng tiền bối đánh cờ, có thua cũng không có gì lạ. Chẳng có gì xấu hổ khi thua cuộc. Nhưng Tự Hân sẽ cảm thấy mất hết mặt mũi. Tốt xấu gì thì hắn cũng là đồ tôn của kỳ thần, chuyện này nếu để cho kỳ thần biết được thì chỉ sợ rằng nắp quan tài còn không đủ mạnh để ngăn kỳ thần đội mổ sống dậy. Nhưng cũng không thể trách hắn, bởi vì từ đầu đến cuối Nguyệt Thần không hề dạy hắn chơi cờ, hắn cũng không hề được truyền thừa chút y bát nào của kỳ thần, cũng không tính là làm cho sư tổ mất mặt. Ngộ tính thật đáng sợ. Nhìn bề ngoài Nam Thiên Chân Nhân không hề tỏ ra thái độ gì nhưng trong lòng đã không ngừng cảm thấy kinh hãi, bởi vì mỗi một lần hạ cờ thì kỳ nghệ của tiểu bối này lại tăng thêm một hai phần, có một vài lần còn khiến lão ta trở tay không kịp. Đúng vậy. Triệu Bân đang dùng Nam Thiên Chân Nhân làm hòn đá mài giũa cho kỳ nghệ học trộm được của mình, nếu như trong lúc chơi cờ không có một chút nào tiến bộ thì Nguyệt Thần Sát Chân sẽ tát chết hắn. Tú Nhi đã từng nói, chơi cờ cũng là một loại tu hành, là tu tâm mà cũng là tu đạo. Có thể ngộ ra nhiều hay ít toàn bộ đều dựa vào bản thân. Về phần ngộ tính của hắn thì tất nhiên từ xưa đến nay đều rất khủng bố. Ngay từ khi còn ở phàm giới thì Nguyệt Thần đã nhận xét hắn là một mầm non siêu ngộ đạo. Bất chi bất giác màn đêm đã buông xuống từ lúc nào. Ván cờ giữa hai người vẫn chưa kết thúc. Ánh mắt của Nam Thiên Chân Nhân đã trở nên thâm thúy hơn trước rất nhiều. Lão ta vốn muốn đánh bại đối phương nội trong 200 nước cờ đầu tiên. Nhưng đến tận khi dốc hết sở học ra thì vẫn chưa áp chế được đối phương, thậm chí muốn giữ thế cục cân bằng cũng có chút lao lực. Còn nữa, quyển kỳ thư trong tay tiểu tiên nhân này có vẻ rất quỷ dị. Bất cứ khi nào hắn rơi vào thế khó thì hắn chỉ cần nhìn lướt qua kỳ thư là sẽ tìm ra cách giải quyết, chuyện đó khiến cho lão ta rất tò mò về những thứ được viết bên trong quyển kỳ thư đó. Lão ta đã từng nhìn lén nhiều lần nhưng lần nào cũng bị lóa mặt. Hoặc là nói bên trong kỳ thư có dấu không ít cấm chế khiến cho người khác không thể nhìn lén được. Đó đều là những thứ đã được Triệu Công Tử bố trí từ trước, không ai có thể nhìn lén kỳ thư của hắn, tuy rằng nó chỉ là một đạo cụ nhưng dùng để lừa người vân rất hữu dụng. Mấy ngày liên tiếp, lặng lẽ trôi qua, hai người này vô cùng thú vị, dường như đã đánh cờ đến nghiện, dường như còn muốn kéo dài ván cờ này đến vô tận. Lại là sáng sớm. Nam Thiên Chân Nhân cầm quân cờ trong tay thật lâu cũng không hạ xuống. Ván cờ này bọn họ đã chơi suốt 3 ngày 3 đêm, thật sự đã đến bước sinh tử. Lão Phu, thua rồi, 1. Nam Thiên Chân Nhân lúng túng mỉm cười, quân cờ trong tay lão ta không hạ xuống nữa, bởi vì cho dù có hạ xuống ở đâu thì cũng không thể phá được tử cục. Đây là lần đầu tiên lão ta thua một tiểu bối. Hơn nữa lại còn là một tiểu tiên nhãn. Giờ phút này, ngay cả người không quan tâm đến thế sự như Khống Sinh cũng lộ ra vẻ kinh hãi, ánh mắt nhìn Triệu Bân cũng đã thay đổi. Tạ ơn tiền bối thủ hạ lưu tình. Triệu Bân chắp tay, âm thầm thở phào một hơi. Đế thắng được Nam Thiên Chân Nhân, hắn đã vắt óc suy nghĩ suốt 3 ngày 3 đêm mới có thể tạo ra được tử cục này, hao tổn rất nhiều tinh thần, ánh mắt thâm thúy lúc này đã hằn đỏ những tơ máu. Nhưng trả giá cũng sẽ có hồi báo. Cuối cùng lão ta còn nói một câu. Trở về nghỉ ngơi trước đi, ngày sau lại tái chiến. Nam Thiên Chân Nhàn mỉm cười hiền hòa, thua trong phấn khởi. Hậu sinh khả úy. Lão ta cũng vui mừng. Vãn bối cáo từ, Triệu Bân đứng dậy chắp tay sau đó liền quay người rời đi. Tiêu Hữu, Nam Thiên Chân Nhân gọi một tiếng, sau đó còn ngượng ngùng nói thêm một câu, có thể cho lão phu xem bộ kỳ thư kia của ngươi một chút không? Sư tôn ta nói không thể tùy tiện để cho người khác xem kỳ thư. Triệu Bân miệng thì nói vậy nhưng ánh mắt thì lại đang dán chặt vào cây đào tiên hồn tâm. Nam Thiên Chân Nhân sao có thể không nhìn ra tâm tư của hắn, lúc này lão ta mới phất tay hái xuống một quả đào tiên rồi cười nói, chút lễ mọn tặng cho sư tôn của ngươi. Chuyện này, thật ngại quá. Triệu Bân ha hả cười nói, nhanh chóng nhận lấy đào tiên.
xong việc hắn liền đưa thứ gọi là kỳ thư cho Nam Thiên Chân Nhân, sư tôn cũng từng nói gặp nhau tức là có duyên, bộ kỳ thư này xem như ta tặng cho tiền bối. Vậy ta xin tạ ơn tiểu hữu. Nam Thiên Chân Nhân tất nhiên không khách khí, nhanh chóng nhận lấy. Hẳn là lão ta rất tò mò cho nên ngay lập tức đã mở nó ra xem, nhưng khi ngước mắt lên lần nữa thì đã không còn thấy bóng dáng của Triệu Bân đâu. Nếu Tú Nhi vẫn còn ở đây thì nhất định sẽ khen ngợi ta. Chẽn con đường mòn trên núi, Triệu Bản cảm thấy vô cùng sảng khoái. Đánh cờ nửa tháng, nghiên cứu nửa tháng, hân cũng diễn hơn nửa tháng, cuối cùng cũng lừa được hai quả đào tiên, nhìn lại thì hắn đúng là thanh niên đáng được ghi danh sử sách. Triệu Tử Long, đến chiến. Trong lúc hẳn đang đi thì đột nhiên lại nghe thấy tiếng quát lớn, nguyên thần lực hỗn loạn, thậm chí cách rất xa cũng có thể nghe thấy rõ ràng đó là giọng của Lương Khâu, thanh âm đó Triệu Bân nghe một lần liền có thể nhận ra, cái tên đó hẳn là đã chuẩn bị tinh thần rất tốt cho nên mới muốn tìm hắn luyện tập lần nữa. Triệu Tử Long, đến chiến. Tiếng giống phẫn nộ của Lương Khâu quang vọng khắp thành Nam Thiên, buổi sáng ở đây vốn đã náo nhiệt nay vì tiếng nói của hẳn ta mà lại càng thêm náo nhiệt. Bất cứ ai nghe thấy cũng đều phải vọng nhìn về phía đó. Xem đi, ta đã nói rồi. Lương Khâu sẽ không bỏ cuộc. Uất nghẹn suốt nửa tháng, đúng là làm khó hắn ta 7 giờ mới có thể nhảy ra xử lý. Lúc trước đối chiến đồng cấp không địch lại, lần này hắn ta nhất định sẽ không áp chế tu vi nữa. Chỉ sợ rằng Triệu Tử Long sẽ không ứng chiến. Tiên nhân tầng 6 đối chiến huyền tiên tầng 8, chỉ có kẻ ngu mới đi ứng chiến. Tiếng bàn tán vang lên khắp các đường lớn ngõ nhỏ, dù biết rằng Triệu Tử Long sẽ không đi ứng chiến nhưng đám đông người trên phố vẫn đang lao về hướng đó. Kẻ chạy ra xem náo nhiệt không hề chê chuyện lớn. Nếu như Triệu Tử Long thật sự đi ứng chiến thì đã có kịch hay để xem rồi. Đi. Tại sao không đi chứ? Đây sẽ là câu trả lời của Triệu Bân. Đánh Lương Khâu còn có thể kiếm được tiền nhanh hơn vẽ bùa hay làm nhiệm vụ. Vẫn là câu nói đó. Hắn phải kiếm càng nhiều tiền càng tốt. Đợi trận tinh không mớ ra thì hắn sẽ chuồn ra khỏi đây. Nói đến trận tinh không thì hắn cũng đã trở lại trung tâm thành. Đáng tiếc trận tinh không vẫn còn đóng cửa, chỉ có quỷ mới biết được Bạc Cực Tinh còn muốn đánh nhau đến lúc nào. Ở một nơi trong thành có một đài chiến đấu gọi là đài chiến đấu Nam Thiên. Trong thành cấm tư đấu nhưng nơi này là ngoại lệ, nếu như có chút thù oán mà không muốn ra ngoài thành đánh nhau thì có thể đến nơi này. Luận bàn cũng được mà sinh tử chiến cũng được, tất cả tùy thuộc vào giao ước của hai bên. Đài chiến đấu Nam Thiên này vẫn náo nhiệt như ngày nào. Xung quanh đài đã có rất đông người tụ tập, ngay cả trên ngọn cây hay trên những đám mây cũng có người chạy đến xem náo nhiệt. Là một trong hai nhân vật chính, Lương Khâu tất nhiên cũng đã ở đây. Hẳn ta đứng trên đài sừng sững như một pho tượng, hai mắt đỏ tươi đăng đằng sát khí. Phải mất hơn nửa tháng thì hắn ta mới ổn định lại được tâm tình. Hôm nay, hắn ta lại muốn chiến đấu với Triệu Tử Long trên đài chiến đấu này. Thật là náo nhiệt. Kẻ phá rối cũng đến, cậu ta thấp đến nỗi người ta còn sợ dẫm lên cậu ta. Trên thực tế thì cậu ta cũng đã bị dẫm lên vài lần, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đầy thịt đã xuất hiện không ít dấu chân. Cậu ta nhìn quanh nhưng không thấy Triệu Bân, cũng không biết cái tên đó đã đi đâu. Nhưng cậu ta chắc chắn cái tên đó sẽ đến ứng chiến, một cơ hội kiếm tiền tốt như vậy sao hắn có thể bỏ qua được. Huyền Tiên Lương Khâu tầng 8 cũng sẽ không thể bắt được tiên nhân, Triệu Tử Long tầng 6. Đến đây, đánh cược thôi, cược nhiều được nhiều, cược ít được ít. Những tiếng gào to như vậy liên tục vang lên. Đó là một nhóm các lão già đang bày bàn ra để cá cược xem rốt cuộc là Lương Khâu hay Triệu Tử Long thắng. Nhưng cho dù thẳng thua ra sao thì bọn họ đều là nhà cái. Những người dám mở chiếu bạc ở đây nếu như không phải là người có tu vi cao thâm thì cũng là người có cơ nghiệp rất lớn ở thành Nam Thiên, cho dù có ôm được nhiều tiền cũng sẽ không bỏ chạy. Hơn nữa, đây còn là chuyện mà bọn họ thường xuyên làm. Cử hễ gặp ai lên đài thách đấu ắt sẽ có bóng dáng của họ, bất kể ai thắng ai thua, họ cũng được trích hoa hồng tiền thuê, đúng là một mối làm ăn không bao giờ lỗ. Điều kiện tiên quyết là họ không được tham gia cá cược, nếu cược thua thì cũng có khả năng bị lỗ. Có cá cược, khung cảnh càng thêm náo nhiệt. Đâu đâu cũng có những người muốn bỏ vốn ít mà thắng cược nhiều. Gần như bàn cược nào cũng tập trung cả đống người. Nhà cái không từ chối bất kỳ ai, tiền cược càng nhiều thì họ càng kiếm được nhiều, còn người khiêu chiến liệu có thương lượng trước với nhau để ăn chặn tiền cược hay không thì họ không để tâm, chỉ cần thu tiền là được. Thật hay giả, khách cược phải tự phân biệt. Cá cược mà, tất cả là do họ tự nguyện.
Tất nhiên, kẻ nào dám làm giả thì sẽ bị truy sát đấy, phải biết rằng trong số những người đặt cược, cũng có không ít người tu vi cao thâm. Dám hùa với nhau lừa tiền của họ ư? Hãy chuẩn bị tinh thần bị tiêu diệt. Chúng ta gây náo động như thế, Triệu Tử Long có đến không nhỉ? Bất kể là nhà cái hay khách cược cũng không tự tin lắm, nhưng không sao, không đến thì trả tiền cược thôi. Cứ tạo dựng bầu không khí đã, coi như góp vui. Nhiều tiền quá luôn, một. Kẻ gây rối lại gần một bàn đặt cược, bám vào mép bàn kiếng chân nhìn tới nhìn lui. Người đặt cược cho Lương Khâu rất nhiều, từng chiếc túi chữ vật sắp chất thành một ngọn núi nhỏ. Ở bên phía Triệu Tử Long, tuy rằng cũng có, nhưng đa phần là tiền lẻ, chẳng qua là những kẻ nhàn rỗi muốn đùa vui. Anh bạn nhỏ kia, người cỏ đặt không đây? Nhà cái của bàn này là lão đạo Hoa Hoa, vừa gom túi tiền vừa hỏi. Ta để tiền ở chỗ ngươi, ngươi sẽ không cuống tiền chạy mất chứ, kẻ gây rối hỏi. Ta là người làm ăn nhé, chữ tín luôn đặt lên đầu, cứ yên tâm mà đặt đi, lão đạo Hoa Hoa nói năng rất nghiêm túc. Uy tín tích lũy bao nhiêu năm nay, lão ta không dám làm hỏng đâu, thậm chí còn trông mong phát tài nhờ lần này ấy chứ. Công việc này kiếm tiền nhanh hơn tiệm tạp hóa của lão ta nhiều, ai rảnh rỗi đập nát thanh danh của mình đâu. Thế thì ta yên tâm rồi, kẻ gây rối lấy ra một túi chữ vật, keng một tiếng đặt vào bên Triệu Tử Long, phải có đến hơn một vạn tiên thạch, đồng thời là toàn bộ tài sản của câu ta. Ngươi chắc chắn muốn đặt hẳn chứ? Một. Lão đạo Hoa Hoa nhướng mày rất cao. Quan khách tới đặt cược cũng phải liếc nhìn sang, anh bạn nhỏ này nhiều tiền ra phết đấy nhỉ? Có điều đầu óc của cậu ta không ổn cho y ấm, cao thủ huyền tiên cấp 8 đấu với tiên nhân cấp 6, Lương Khâu có lý do gì để thua sao? Chắc chắn, kẻ gây rối gật gật đầu. Thua rồi cũng đừng tìm lão phu đòi tiền đấy nhé, lão đạo Hoa Hoa khắc một miếng thẻ bài bằng ngọc, đưa cho kẻ gây rối. Kẻ gây rối không cho là vậy, hắn còn đợi lĩnh tiền cơ mà. Càng lúc càng có thêm nhiều người chạy tới, danh tiếng của thánh tử vẫn thế quá nổi bật, Triệu Tử Long cũng mạnh mẽ vô cùng. Hai người này khiên chiến, họ đâu thể không ủng hộ chứ. Nếu Triệu Tử Long không đến chẳng phải sẽ lúng túng lắm sao, không ít người khoanh tay nói. Lão phu bấm tay tính thử, hắn sẽ đến thôi. Nhiều lão già tập trung lại với nhau, ra vẻ ta đây thần cơ diệu toán vạn sự thông. Nhưng suy đoán của họ cũng không phải hoàn toàn vô căn cứ, lỡ như đầu óc của Lương Khâu có vấn đề rồi đấu một trận giáng cấp nữa thì sao? Nếu giáng tới huyền tiên cấp 1 thì chắc hẳn Triệu Tử Long sẽ đến. Trong lúc này, thêm một đoàn người nữa tiến vào. Người nhanh nhẹn nhất là một nha đầu tính tình hoạt bát tinh quái. Người này chỉnh là Khương Ngữ Linh. Bị nhốt trong nhà hơn nửa tháng chắc cô ta cũng sắp phát điên rồi, vừa tiến vào trong đã không thấy bóng dáng đâu, khiển Khương Ngữ Nhu đi tìm khắp nơi. Dù cô ta lạnh lùng nhưng vẫn đối xử với em gái rất tốt, lúc nào cũng trông chừng cẩn thận, chỉ sợ sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Ai bảo cô ta là chị cơ chứ? Người đến sau đó là Ngụy Hồng. Vị này cũng là một kẻ ngọc thụ lâm phong với nhan sắc kinh diễm, cộng thêm việc hắn ta là thiếu thành chủ, đi đến đâu cũng có người hành lễ, đi đến đâu cũng được người khác nhường đường. Thế nhưng hắn ta cũng am hiểu thế thái nhân tình, dọc đường vẫn luôn hàn huyên cùng mọi người. Giống như cha hắn ta, kẻ này là một nhân tài nhanh nhẹn khôn khéo, nếu không cũng chẳng thể làm thành chủ của thành Nam Thiên. Khác với hắn ta, Khổng Sinh đến sau có vẻ khiêm tốn hơn rất nhiều. Hắn ta vốn không muốn đến, là do sư tôn phái hắn ta đến, trong tay cầm theo một khối tinh thạch ký ức, ngụ ý rõ ràng lắm, chụp hết toàn cảnh mà mang về. Còn Nam Thiên chân nhân kính nghiệp lắm, lúc này vẫn đang ở đào hoa viên nghiên cứu kỳ thi mà Triệu Bân cho lão ta kìa. Oa, đến thật kìa. Không biết ai hô lên một tiếng khiến mọi người phải liếc mắt nhìn sang. Đập vào mắt họ là Triệu Bân đang thong dong tiến vào, thản nhiên như không. Sự có mặt của hắn khiến mọi người phấn chấn hơn hẳn, bầu không khí sôi lên sùng sục, chỉ thiếu mỗi nhân vật chính này thôi. Nào nào nào, đặt cược đi, cược nhiều ăn nhiều, cược ít ăn ít. Thấy Triệu Bân tiến vào, các nhà cái cũng hô hào vang vọng hơn hẳn. Họ đang trông chờ khách đặt cược chạy tới càng nhiều càng tốt, hai nhàn vật chính đông đủ rồi, còn chờ gì chứ? Hoành tráng thật đấy, Triệu Bân đảo mắt nhìn quanh, hóa ra có nhiều người đến như vậy. Có cặp người hẳn từng gặp. Cũng có người hẳn chưa từng gặp, có tiểu bối, có lão bối, không hiếm khí tức ẩn giấu xung quanh. Người kia ơi, có đặt cược không? Lão đạo Hoa Hoa cười tủm tỉm. Đặt chứ, đâu thể không đặt được. Triệu Bân lấy ra một túi chữ vật, cũng là toàn bộ tài sản của hắn, đặt cược cho chính mình thắng. Tình cảnh hoành tráng thế này là CD hội kiếm tiền cực nhanh,
nếu xám biết đến nơi thú vị thế này thì hẳn không đi làm nhiệm vụ nữa. Con đinh làm ăn ở tiên giới phong phú hơn phàm giới rất nhiều. Triệu Tử Long, ta đợi người lâu lắm rồi, Lương Khai A mỉm cười dữ tợn, phấn khích đến mức phát cuồng. Đợi ta tiến ngươi lên đường sao, Triệu Bân điềm tĩnh đáp, cất bước lên võ đài. Thêm điều kiện gì không, không đợi Lương Khâu lên tiếng đã nghe thấy kẻ gây rối hò hét. Ta muốn lấy mạng của ngươi, Lương Khâu mỉm cười rất vặn vẹo. Thế thì đánh cược tính mạng thôi, Triệu Bân cũng là người dứt khoát. Cục diện đã đến mức này rồi, muốn chơi phải chơi cho đã. Cho dù không đặt cược tính mạng, liệu Lương Khâu có tha cho hắn không? Hắn là khách qua đường, sớm muộn gì cũng phải đi. Trước khi đi, cứ phải tóm lấy kẻ nào đó bóp chẹt đến chết thì thôi. Chuyện này hắn từng làm không dưới một lần, là một con đường nhanh chóng để phát tài. SSS. Dưới đài không ngớt những tiếng hít vào thật sâu, hai người này điên cuồng chơi đùa với tính mạng của mình đấy à? Nếu đã phân thắng bại và quyết định luôn cả sinh tử thì hôm nay đến đây không uổng phí rồi, hai người trên đài chắc chắn sẽ có một người chết. Giết! Lương Khâu giận dữ gào lên, vỗ một trường về phía hắn qua khoảng không. Không nói đến sự áp chế về cảnh giới thì một trường huyền tiên cấp 8 này của hắn ta cũng đủ hùng hồn. Tất nhiên Triệu Bân không sợ, di thiên quyền của hắn cường thế vung ra. Đùng! Quyền trường va chạm, sấm sét nổ ra, thậm chí còn có quầng sáng lan tỏa. Chạm tới cấm chế trên võ đài nên kết giới tự vận hành được mở ra, ngăn cản dư chấn. Nhìn lại hai người trên võ đài, Triệu Bân sừng sững bất động. Thế nhưng Lương Khâu liên tục lùi về sau vài bước, mỗi bước chân của hắn ta đều khiến cho võ đài nứt toác, người trong thiên hạ trông thấy mà giật mình. Huyền tiên cấp 8 đó, thế mà bị một tiên nhân tầng 6 đẩy lùi bằng một đòn tấn công, Triệu Tử Long này rốt cuộc là thứ quái thai gì, hắn lấy đâu ra sức mạnh cường hãn như thế. Đây mới là sức chiến đấu thực sự của hắn. Hắn là đồ đệ do ai dạy thể, có vẻ nghịch thiên quá rồi đấy. Người khó chấp nhận hiện thực nhất vẫn là Lương Khâu, ngay trước đó hắn ta vẫn còn mỉm cười rất dữ tợn, mà bây giờ đã đổi thành không thể tin nổi. Sức chiến đấu mà hắn ta lấy làm tự hào vậy mà không chèn ép nổi một tiên nhân, chỉ xét về sức mạnh, hắn ta đã rơi vào thế hạ phong. Đùng! Trong lúc hắn ta đang sửng sốt thì Triệu Bân đã lao tới. Vẫn là di thiên quyền bá đạo vô song. Lương Khâu giật mình, hoảng loạn bay về sau tránh né, một tay bấm chú, hình thành nén một tấm khiên đầy và nặng trước mặt, hoa văn lưu chuyển trên do toát ra ánh sáng bằng bạc lấp lánh, đây là tiên thuật cấm kỵ dùng để phòng ngự. Keng! Răng rắc! Hai ảm thanh này cách nhau không quá lâu. Nắm đám của Triệu bắn không trượt tí nào, tấm khiên dày và nặng bị đánh vỡ nát. Chân áp! Lương Khâu khẽ quát một tiếng. Triệu hồi tới pháp khỉ bản mệnh, vẫn là tấm gương màu bạc đó, nó tỏa ra ánh sáng lấp lánh, sức mạnh hùng hậu tràn ra, nghiền ép cho võ giải rung lên bần bật, từng vết nứt kéo dài tới tận đường biên. Keng! Kiếm Long Uyên không cần ai gọi cũng tự động xuất hiện, vung mình hất bay tấm gương kia. Lương Khâu khẽ rên gì, pháp khí bản mệnh cấp huyền tiên mà không địch lại nổi kiếm của cấp tiên nhân. Chu Tiên Quyết! Triệu Bân chụm hai ngón tay, tiếng kiếm ngân xẹt ngang bầu trời. Lương Khâu dùng một tay diễn hóa bí pháp, tạo ra một xoáy lốc đen ngòm, nuốt hết kiếm mang, cùng lúc đó, trong cơ thể hẳn cũng có ánh sáng đen vọt ra. Đó là một thanh đao màu đen, à không đúng, chắc hẳn là một thanh chùy thủ, to như lòng bàn tay nhưng nhanh như chớp giật, bất chấp thân xác của Triệu Bân mà đánh thẳng vào chân thân của hắn. Keng! Kiếm nguyên thần của Triệu Bân ra khỏi cơ thể. Đao kiếm va vào nhau tạo nên âm thanh rất thanh thúy. Tiên pháp, Thái Dương chân kinh. Lương Khâu chắp hai bàn tay, một vầng mặt trời xuất hiện sau lưng hắn ta. Triệu Bân vừa mới lao tới hứng chọn đòn tấn công này, bị vầng mặt trời chói mắt làm hai mắt tối thui. Hắn sợ ỉ quá, coi thường gốc rễ và căn cơ của Lương Khâu, chỉ riêng vầng mặt trời này đã sở hữu lực sát thương đủ mạnh rồi. Nhiều khán giả dưới đài cũng chịu tai ương. Vầng mặt trời này quá sáng và chói, có trời mới biết bao nhiêu người đã hoa mắt. Diệt! Lương Khâu nắm bắt lấy cơ hội này, giơ ngón tay trổ ra một luồng sáng nhẹ. Triệu công tử rất tự giác, nhanh chóng mở thể ánh sáng. Lương Khâu không kịp đề phòng nên không thể tránh được, hai mắt hắn ta cũng đen thui. Khổng chỉ riêng hắn ta mà khán giả đứng xem cũng rất lúng túng, hai mắt vừa khôi phục được chút ánh sáng lại tiếp tục bị chói lòa, mà còn bị nặng hơn. Những người nào tu vi hơi thấp thậm chí còn chảy máu qua khóe mắt, đứng hóng chuyên mà đến mức độ này, chẳng lẽ không lúng túng? Rào.
Tiếng rồng ngâm trầm đục và mạnh mẽ chợt vang lên trên đài. Rồng thần vẫy đuôi của Triệu Bân quật cho Lương Khâu vừa mới lao tới văng ra xa. Mà hắn cầm theo kiếm Long Uyên cũng trở tới như hình với bóng, nhắm thẳng vào mi tảm của Lương Khẩu. Lương Khâu nghiến răng nghiến lợi, tự diễn hóa ra một tấm khiên chắn trước mi tâm. Đây là một thứ bỉ pháp bảo vệ mệnh môn, vậy mà đúng vào thời khắc then chốt hẳn còn liếc nhìn Triệu Bân thêm một lần, chúng ngay ảo thuật của hắn, tam trí hoảng hồn, khiến cho tám khiên ở mi tâm lập tức mát hết hào quang, cũng vì thế mà tan thành cho bụi trong phút chốc. Keng! Triệu Bân đớ lao tớ ồ. Thế nhưng nhát kiếm của hắn không hề xuyên qua mi tâm của Lương Khâu mà chỉ đâm vào vai trái của hắn ta, bởi vì trên cơ thể Lương Khâu có thêm lớp ánh sáng bảo vệ, khiến cho kiếm quang đi chệch hướng. Thánh tử của Vấn Thế Tông quả nhiên có nhiều chiêu bài cát dưới đáy hỏm, ví dụ như ánh sáng bảo hộ này, khi gặp phải chiêu tuyệt sát sẽ tự động diễn hóa. Á! Cơ thể Lương Khâu bộc phát sức mạnh, chấn động đầy lùi Triệu Bân. Hắn ta lại niệm quyết bằng cả hai tay, dùng tới cấm pháp lăng thiên, tòa bảo tháp hư ảo kia vẫn từ trên trời ập xuống. Triệu Bân vừa mới đứng vững đã bị nhốt vào trong tháp, cấm pháp lăng thiên cấp huyền tiên đúng là bá đạo, Triệu Bân bị nhốt bên trong, khí huyết bị thiêu cháy không ít, đến cả tiên lực cũng bị kiềm hãm. Cũng không sao, chẳng có gì đáng ngại. Triệu Bân ngay lập tức phá tháp mà ra ngoài, đại la thiên thủ từ trên trời rơi xuống. Lương Khâu cũng rất mau lẹ, hắn ta tránh nẻ từ trước, trong lúc tránh đi còn có hoa văn cổ xưa khắc họa lên mi tâm, nên khi hắn ta tiếp đất, sau lưng xuất hiện trận đồ cửu cung bát quái rất huyền diệu, một thứ sức mạnh thần bỉ ngưng tụ thành thiên kiếm đỏ như máu, thứ này chỉ dùng một nhát kiếm đã chém cho nguyên thần bản mệnh của Triệu Bân vọt ra khỏi thể xác. Ngươi cũng biết khá nhiều nhỉ. Triệu Bân cười khẩy, nguyên thần nghịch hành về lại vị trí cũ. Trong thoáng chốc, Lương Khâu lao tới như một bóng ma, bụng dưới phóng ra một sợi dây xích bằng phù văn, nhanh hơn cả ánh sáng, khóa chặt thể phách của Triệu Bân, lôi cả Triệu Bân vào tử phủ của hắn ta. Luyện diệt, một. Lương Khâu mỉm cười dữ tợn, toàn thân toát ra ánh sáng bạc. Tử phủ của hắn lập tức bốc cháy hừng hực, sấm chớp đì đùng. Không ít lão bối trông thấy mà phải hít vào thật sâu, Triệu Tử Long e là không xong rồi. Tiên nhân chui vào tử phủ của huyền tiên về cơ bản không thể nào lao ra được. Nhìn dáng vẻ tràn ngập tự tin của Lương Khâu là biết tử phủ của hắn ta bày sẵn sát trận rất đáng sợ. Mờ. Triệu Bân cầm Long Uyên trong tay, liên tục chém ra. Đáng tiếc, toàn bộ kiếm uy đều bị sức mạnh thần bí hóa giải hết. Vô dụng thôi. Chờ chết đi. Tiếng cười của Lương Khâu còn đáng sợ hơn cả ác quỷ. Triệu Bân thật sự đã dừng lại. Mặc cho lửa lớn và sấm sét bổ đánh, thiêu đốt. Hẳn đang quan sát tử phủ của Lương Khâu, cùng là cảnh giới huyền tiên nhưng sức chiến đấu của lão đạo Vu Sơn không bằng Lương Khâu. Nếu xét về càn khôn tử phu, lão đạo Vu Sơn lại mạnh hơn Lương Khâu, dây ti nhất, khi ở trong tử phủ của Lương Khâu, hắn cỏ đỡ quan sát bẽn ngoài, thấy được thì dễ làm rồi, không cần phải dùng đến thiên kiếp cũng có thể nhẹ nhàng xông ra. Thắng bại đã rõ. Mấy lão già lại bắt đầu túm tụm lạ ỉ với nhau tỏ vẻ hiểu biết. Triệu Tử Long đã bị vây hãm trong tử phù, bị luyện diệt chỉ còn là vấn đề thời gian. Vù! Chỉnh vào lúc người đời đều tưởng rằng mọi thứ đã xong, Triệu Bân lại đột ngột xông ra ngoài. Thiên nhãn là một thứ hữu dụng, có nó, hắn dùng được cả thuấn thân tuyệt sát hoặc di thiên hoán địa, mà hiện tại hắn đang dùng cái sau, đổi vị trí của mình với một viên đá vụn trên đài, thoát ra khỏi tử phủ của Lương Khâu. Lương Khâu không thể nào tin nổi. Người xem cũng sửng sốt. Sao tên đó, lại có thể thoát ra được? Vù! Mọi người vẫn chưa kịp phản ứng thì Triệu Bân đã vung kiếm chém xuống. Máu phun ra, một cánh tay của Lương Khâu bị chém đứt, may mà hắn ta hào quang bảo vệ, nếu không chắc chẳng phải chỉ chém đứt một cánh tay đơn giản đâu, không chừng cơ thể lẫn nguyên thần đều bị chém thành hai. Người đã làm ta nổi giận rồi đấy. Lương Khâu hét lớn. Tiếng gào từ sau trong linh hồn. Hắn ta dùng cấm pháp, dán một lá bùa màu đen lên người mình. Lá bùa kỳ dị, nó đang cắn nuốt thọ nguyên của hắn ta, thọ nguyên giảm đi một phần thì khí thế lại mạnh thêm một phần. Chỉ trong 2-3 giây, hắn ta đã đột phá trói buộc của huyền tiên, bước một chân vào cảnh giới động hư. Không phải tu vi thăng cấp mà là nhờ tiên lực của bùa bổ trợ, giúp hắn ta có được sức chiến đấu của bán bộ động hư trong khoảng thời gian nhất định. Lương Khâu đã phải tốn một số tiền rất lớn mới mua được lá bùa này, phòng ngừa khi bất trắc. Không ngờ hắn ta phải cần đến nó. Hơn nữa, đối thủ còn chỉ là một tiểu tiên nhân. Bùa tiên động hư, mắt mấy lão già sáng lên. Đúng là chịu chơi nha.
Tiếng tặc lưỡi lại vang lên, hầu như tất cả đều nhận ra bùa này. Bán bộ động hư đấu với tiên nhân tầng 6, Lương Khâu không cớ gì lại thua. Quỳnh! Tiên hải màu máu dâng trào mãnh liệt trên đài thi đấu, nhấn chìm toàn thân Triệu Bân. Không hồ là sức chiến đấu bán bộ động hư, tiên hải do Lương Khâu triệu hồi rộng lớn vô cùng, sóng biển cuồn cuộn cuốn lấy Triệu Bân làm hắn không sao đứng vững. Tiên hải này còn rất kỳ lạ, nó có thể trói buộc được cả cơ thể và nguyên thần, ngoài ra là sức mạnh hóa diệt nó đang từ từ ăn mòn thể phách của hắn. Phách thiên trảm. Triệu Bân vung kiếm, chém ra kiếm quang dài 10 trượng. Tiên hải bị chém tan nhưng lại lập tức khôi phục trở lại. Diệt. Lương Khâu cười lộ cả hàm răng rồi lại lôi pháp khí bản mệnh ra. Lần này uy thế của tiên kính bất phàm trở nên vô cùng to lớn, Lương Khâu truyền tiên lực vào khôi phục uy lực tuyệt diệt, sau gió vô số ánh ang từ trên không trung chiếu xuống tiên hải. Muốn giết ta sao? Triệu Bân cứ đi lạnh rồi lập tức mở ra tuyệt cảnh vĩnh hằng. Nối tiếp là thiên cang hộ thể cực lán xuất hiện đùng. Tiên hải cuồn cuộn bị một kích này chân tan. Có lẽ vì ánh sáng quá chói, làm mờ mắt người xem nên đến khi mọi người nhìn thấy Triệu Bân lần nữa, hắn đã trong trạng thái khỉ huyết màu vàng cuồn cuộn tận trời rồi, mà quanh thân hắn lại có dị tượng cổ xưa diễn ra. Lúc này, không biết có bao nhiêu lão tiền bối đã bất giác đứng dậy. Khoảnh khắc ấy, không biết có bao nhiêu người sững sờ đương trường. Đó là tiên thể vĩnh hằng sao? Chắc chắn rồi, dị tượng huyết mạch không thể nào là giả. Rất nhiều người nghe thấy lời của mấy lão tiền bối. Hội trường vốn đang náo nhiệt lại càng rôm rả hơn. Không ngờ là tiên thể vĩnh hằng. Chẳng phải một mạch đấy đã biến mất rồi sao? Sao vẫn còn truyền thừa trên đời? Thảo nào Triệu Tử Long lại giỏi đánh đến vậy, hóa ra là có huyết thống nghịch thiên trên người, hiển nhiên trạng thái tóc vàng đã là cảnh giới tối cao, một mạch tiên thể vĩnh hằng rất khỏi in dấu nhưng một khi mở ra, chiến lực sẽ tăng mạnh. Mọi người xôn xao. Tiếng thảng thốt kinh ngạc không ngừng vang lên. Đặc biệt là lớp người già, mắt ai cũng tỏa sáng. Trước đó đã cảm giác không đúng gì đó, giờ nhìn thấy dị tượng nên mới nhận ra, mà bởi nhận ra nên họ mới kinh ngạc thảng thốt, chẳng ai ngờ được khi còn sống lại gặp được huyết mạch trong truyền thuyết. Ta nói rồi mà. Kẻ quấy rối vuốt cằm, dường như cậu ta cũng từng nghe nói đến tiên thể vĩnh hằng. Vậy thì đúng rồi, truyền thừa một mạch vĩnh hằng đều là những kẻ chẳng thua chỉ kém em. Trước đây ta đã xem rồi, không phải huyết mạch đặc biệt mà, Khương Ngữ Linh lẩm bẩm. Để kiểm nghiệm, cô ta còn lấy máu của Triệu Tử Long nhưng vẫn không phát hiện ra. Lần này đúng là được mờ mang tầm mắt, không ngờ lại là huyết thống đặc thù, hơn nữa còn là loại nghịch thiên trong số những huyết mạch đặc thù nữa. Tiên thể vĩnh hằng. Khương Ngữ Nhu lẩm bẩm, cô ta lại bị đả kích. Đến cuối cùng, có vẻ như, cô ta mới là tòm tép nhãi nhép. Nhóc con được lắm. Mặc dù Ngụy Hồng không biểu hiện ra ngoài mặt nhưng trong lòng lại mừng đến phát điên. So với sự vui mừng của Ngụy Hồng, Thánh tử Vấn Thế Tiên Tông phải nói là cực độ sung sướng, tiên thể vĩnh hằng thì đã sao? Đối phương đạt đến trạng thái tuyệt đỉnh có ý à gì? Chẳng phải chỉ là một tiểu tiên thôi sao? Hắn ta có chiến lực bán bạo động hư, không thể nào thua được, đợi đến khi hắn ta thắng, khống chế được Triệu Tử Long thì huyết mạch vĩnh hằng sẽ là của hắn ta. Giết! Trong những tiếng thảng thốt ngạc nhiên, Lương Khâu mang theo sát khí tận trời lao tới. Đương nhiên Triệu Bân cũng không sợ, tiên lực màu vàng đan xen vần bay. Ầm, đùng, đại chiến đã chính thức mở màn. Hai người, một nam một bắc, dùng bí thuật chiến đầu, đao quang, kiếm mang, trường ấn, quyền ảnh. Dạp trời, mỗi lần họ va vào nhau là lại có tia lửa nổ tung, biến thành những tia lửa điện bổ vào kết giới hiến nó lắc lư, vết nứt thi nhau xuất hiện. Tiên nhân tầng 6 gặp bán bộ động hư mà hắn lại không bị rơi vào thể hạ phong. Tiên thể vĩnh hằng bá đạo vô địch trong truyền thuyết đúng là danh bất hư truyền. Mắt của người xem sáng lên, họ cực kỳ kinh ngạc trước thực lực của Triệu Tử Long và đồng thời cũng khiếp sợ trước tâm cảnh khi chiến đấu của hắn. Tiên nhân tầng 6 gặp bán bộ động hư nhưng trông có vẻ Triệu Bân còn mạnh hơn cả Lương Khâu, không hề thấy phòng thủ mà chỉ liên tục tấn công, hắn thật sự có tư cách chiến đấu trực diện. Mặc dù tiên thể vĩnh hằng đã biến mất trên thế gian nhưng uy danh của nó vĩnh viễn còn lưu danh, sự huy hoàng và lẫy lừng của vĩnh hằng đều được tạo ra từ chiến đấu. Phụt! Lúc mọi người đang nói chuyện, máu trắng phun ra trên đài. Lương Khâu hộc máu, hắn ta bị Triệu Bân đấm bay lộn nhào. Triệu Tử Long! Sao ngươi vẫn chưa chết? Lương Khâu cầm đao đánh tới, đầu tóc hắn ta rối bời, hai mắt đỏ ngầu, tiếng gào thét vang đến tận trời cao.
Biểu cảm trên gương mặt của hắn ta đã diễn dịch thế nào là sự giận dữ tới mức tận cùng, hắn ta hận đến nghiến răng nghiến lợi, bản thân đã dốc hết toàn bộ thực lực, còn dùng thọ nguyên để khởi động cấm pháp, chiến lực đã nâng cao đến bán bộ động hư nhưng vẫn không hạ được đối phương, đối thủ của hắn ta cứ như một tấm bia sừng sững, đẩy thế nào cũng không ngã được. Cảnh tượng đó, cảm giác bất lực ấy, khiến hắn ta muốn phát điên. Ánh mắt Triệu Bân thâm thúy, vẻ mặt lạnh lùng, đấu xong hơn trăm hiệp. Khí thế của hắn chẳng những không giảm mà ngược lại còn tăng cao, rõ ràng là đã chạm đến cảnh giới chiến đấu quên mình, bất giác lại có thêm chiến ý vô địch. Mạnh thật! Lúc mọi người nhìn hắn thì phần lớn đều thấy bàng hoàng. Triệu Tử Long trong mắt bọn họ đã không còn tà một con người nữa, hắn đã biến thành một đốm lửa vàng rực, chắc đó là biểu hiện bên ngoài của một loại chiến ý, chắc là đã cộng hưởng với tinh thần của hắn, biến thành đạo vô địch. Đạo! Triệu Bân lầm bẩm. Âm lượng chỉ đủ một mình hắn nghe. Hắn hiểu tâm cảnh của mình, cuối cùng cũng đã chọn ra được đạo. Chiến đấu cho mình. A! À, tiếng hét của Lương Khâu vang vọng khắp hội trường. Bán bộ động hư thì đã sao? Hắn ta vẫn bị đập đến mức không ngóc đầu lên nổi, đường đường là thánh tử của Vấn Thế Tiên Tông hiện tại chẳng còn ra hình người nữa. Đừng nói hai trưởng lão của Vấn Thế Tông, đến cả người xem bên dưới đài cũng không cầm lòng được. Tiên thể vĩnh hằng phải nói là rất bá. Tiên thể vĩnh hằng phải nói là rất phi diệu. Tiên thể vĩnh hằng đánh cho Lương Khâu phải kêu quang quác rồi. Trong mấy cuộc chiến lớn, không bao giờ thiếu được mấy nhà thơ, mỗi người khoanh tay, ngươi một câu, ta một câu, còn rất có vần điệu nha, nhưng lúc này, mấy lời này cũng khá có lý mà, có vẻ từ khi Triệu Tử Long để lộ huyết mạch thì Lương Khâu đó chưa từng đứng vững gót chân. Huyết mạch tuy quan trọng, nhưng đạo tâm cũng là thứ không thể nào thiếu. Theo mấy người đi trước, tiểu tiên này đã hoàn toàn cổ được tâm cảnh chiến đấu vượt ngoài sức tưởng tượng, chẳng hạn như trận đấu này. Nếu đổi lại là tiên nhân tầng 6 khác thì ai dám chiến đấu trực diện với bán bộ động hư đâu. Còn cổ thể thêm tiền cược được nữa không? Rất nhiều người chạy đến trước chiếu bạc cười ha ha hỏi. Người nói xem, lão đạo hoa hoa liếc mắt một cái, thằng ngốc cũng có thể nhìn ra được Triệu Tử Long chiếm thế thượng phong, ngược lại Lương Khâu đã rối loạn đạo tâm, khí thế thụt dốc, ai thắng ai thua đã rõ ràng. Giờ mà chạy đến đòi cược thì lẽ nào muốn ăn cướp? Biết sớm thế thì sao không làm? Phụt! Máu lại văng lên trên đài. Người phun máu là thánh tử Vấn Thế. Ta không tin. Lương Khâu tụ sát khí tạo thành một đầu rồng màu đen. Triệu Bân chẳng hề thua kém, tung một đấm đánh tan dòng đen, đến cả Lương Khâu cũng bị chấn đến hộc máu, quyền uy đáng sợ biến thành những luồng sức mạnh vô hình, bổ cho thân thể và nguyên thần hắn ta hoang tàn. Cấm pháp, khốn thiên. Tiên thuật, Minh Vương Thuẫn, 1. Kiếm đạo, Trường Thương Khô Diệt. Lương Khâu có vẻ đã nổi khùng, điên cuồng thi triển bí pháp. Triệu Bân vẫn dũng mãnh như vậy, không có bất kỳ vũ khí nào trong tay, mặc cho đối thủ dùng bỉ thuật ngập tràn cả trời đất, hắn chỉ cần hai nắm đấm vàng rực để phá vạn phép, ý chỉ vô địch, tinh thần vô địch, cũng là tam niệm vô địch. Đạo chiến đấu, đó là con đường mà hắn chọn. Bù, Long Uyên rung lên. Một luồng kiếm quang màu vàng phóng lên chi. Ý chí chiến đấu của chủ nhân ngập tràn thì đương nhiên nó cũng vậy, chém nát vụn pháp khí bản minh hy của Lương Khâu, tất cả những mảnh vừa nổ tung ra đều bị nuốt chửng, trở thành chất dinh dưỡng cho kiếm thể của nó. Tiếng cư đi ha hả của tên đó, mọi người đi tại hiện trường sững sờ, một thanh kiếm lại có nhân tính hóa như vậy. Pháp khí bản mệnh vỡ nát. Lương Khâu bị phản phệ nặng. Sau đó thì bị Triệu Bân khống chế. Lương huynh, ngươi lại thua rồi. Chữ lại đó của Triệu Bân dùng rất hợp. Tính luôn hai trận trước, lần này Lương Khâu đã thua trận thứ ba rồi. Hội trường náo nhiệt chìm vào im lặng, thành tử Vấn Tông chưa từng bại trong tay ai cùng cấp nhưng lại thua một tiểu tiên nhân tầng 6, hơn nữa hắn ta còn dùng đến sức chiến đấu bán bộ động hư. À, đương nhiên Lương Khâu không cam tâm mà còn muốn đứng dậy đánh tiếp. Nhưng ngặt nỗi, Triệu Bân đã phong ấn chặt tên này từ trong ra ngoài. Dù Lương Khâu có rằng có thế nào thì cũng khó mà thoát ra được sự kiềm kẹp, bởi phản phệ tác động đến căn cơ nội lực nên khí huyết tụt dốc cực nhanh. Phụt! Lương Khâu thở dốc rồi ngất lịm đi. Cảnh tượng sau đó khá thu hủ, Triệu Bân lục tìm khắp người hắn ta, nào là túi tiền, trang sức. Chỉ cần là thứ có thể lấy, hắn đều không khách sáo. Nếu không phải vì là trốn đông người thì chắc hắn cũng lột sạch cả bộ quần áo đó của Lương Khâu rồi, đem đến tiệm tạp hóa cũng có thể đổi được tiền tiêu mà. Khán giả bên dưới thấy vậy thì đều nhếch mép. Chắc tên này quen với mấy chuyện cướp gà trộm chó lắm rồi. Thằng nhóc,
ngươi dám, hai trưởng lão của Vấn Thế Tông hét hớn, lập tức nhảy ra ngăn cản, thua thì thua nhưng không thể để mất mạng được, bằng không lúc quay về tông môn, hai người đều sẽ khó thoát được tội chết. Choảng. Hai người họ muốn xông lên nhưng lại bị kết giới trên sàn đấu chặn lại, cứ như tông phải tấm thép. Đó là quy tắc của chiến đài Nam Thiên, chỉ cần người thi đấu không bước xuống thì không ai có thể lên, liều mạng xông lên cũng dược, để coi ai đau cho biết, giống như hai lão già này, tông vào đèn mức lỗ đầu chảy máu. Thả thánh tử nhà ta ra, trưởng lão thứ nhất rú lên phẫn. Nộ, ta và hắn đánh cược sinh mệnh, hắn đã thua sinh mệnh của mình cho ta, có lý gì lại bắt ta thả người chứ, Triệu Bân lãnh đạm nói. Tiểu bối kia, làm gì cũng phải biết để lại đường lui cho mình, ánh mặt của trưởng lão thứ hai lóe ra hung quang. Lần này ta buông tha cho hắn thì sau này Vấn Thế Thiên Tông sẽ buông tha cho ta hay sao, Triệu Bân lạnh lùng cười nói, vào thời khắc mấu chốt hắn vẫn rất biết suy nghĩ, ở đây không có ai là kẻ ngốc, chuyện đắp đến nước này thì cho dù có thả hắn ta ra cũng chẳng ích gì, Vấn Thế Thiên Tông chắc chắn sẽ không bỏ qua cho Triệu Tử Long. Một khi đã như vậy thì còn thả làm gì nữa? Hơn nữa, hai người đã đánh cược sinh mệnh của mình. Đáp dám đánh cược thì phải dám chịu thua. Ngươi, hai trưởng lão kia nhất thời không nói nên lời. Hai người chỉ còn cách nhìn về phía Ngụy Hồng cùng những tiền bối có mặt ở đó, ý tứ rất hiển nhiên, nhờ người giảng hòa. Bọn họ không hề ngốc, còn biết tự tìm bậc thang để bước xuống, dù thế nào thì Triệu Tử Long cũng phải nể mặt mũi của các tiền bối ở đây. Bỏ tiền mua mệnh đi. Ngụy Hồng còn chưa kịp lên tiếng thì đã nghe thấy Hoa Hoa lão đạo nói. Những tiền bối khác cũng có ý tương tự, dù sao cũng phải cấp cho đối phương một chút lợi ích mới được. Đạo hữu nghĩ sao? Ngụy Hồng mỉm cười, cuối cùng cũng lên tiếng. Ta nghĩ, như vậy cũng được, Triệu Bân thâm trầm nói đến nửa ngày cuối cùng mới đòi được tiền. Nói ra một con số đi. Không nhiều, 500 vạn. Phụt. Khụ khụ. Triệu Bân khiến cho không ít người phải kinh hãi, không biết đắp có bao nhiêu người phun nước, không biết có bao nhiêu người bị sặc, tiểu tiên nhân này đúng là có cái miệng quá rộng. 500 vạn tiên thạch còn có thể xếp thành một ngọn nhỏ đó. Các tiền bối thì vẫn bình tĩnh, ai cũng tỏ ra vững vàng ổn định. Vấn Thế Tiên Tông có nội tình hùng hậu, chắc chắn có tiên thạch đầy kho. Giá cả vừa phải, Triệu Bân nhấp một ngụm rượu rồi nói. Ta không có nhiều tiền như vậy, trưởng lão thứ nhất lạnh lùng nói. Phụt. Triệu Bân không nhiều lời vô nghĩa, ngay lập tức tháo một cánh tay của Lương Khâu xuống. Triệu Tử Long, ngươi. Phụt. Triệu công tử còn không đợi người kịp la hét. Cánh tay còn lại của Lương Khâu cũng bị tháo xuống. Xì. Tất cả mọi người nhìn thấy đều hít sâu vào một ngụm khí lạnh. Tên nhóc này đúng là quá tàn nhẫn. Tiếp theo chính là đầu của hắn ta. Triệu Bân vừa nói vừa kê kiếm lên vai của Lương Khâu. Ở đây không có ai nghi ngờ lời hắn nói, nếu như hai trưởng lão của Vấn Thế Tiên Tông còn dám lên tiếng nói nhảm thì hắn thật sự sẽ chặt đầu của Lương Khâu xuống, tên nhóc này còn lạnh lùng tàn nhẫn hơn bọn họ tưởng tượng rất nhiều. Đưa tiền. Trưởng lão thứ nhất nghiến răng nghiến lợi nói. Nếu như không làm như vậy thì còn có thể làm thế nào nữa? 500 vạn. Vấn Thế Tiên Tông của bọn họ vẫn có thể đưa ra được số tiền này. Hoặc là nói lần này bọn họ muốn không lấy tiền ra cũng không được. Phải biết rằng bọn họ là người hộ tống thánh tử đi cầu hôn thì sao có thể chưa chuẩn bị lễ hỏi. Lễ hỏi không nhiều không ít chỉ vừa đủ 500 vạn, cuối cùng lại bị tên nhóc này cuỗm sạch. Thả người. Trưởng lão thứ hai phất tay áo ném một túi chữ vật lên trên đài chiến đấu. Bây giờ xung quanh đài chiến đấu đắp không còn kết giới nữa, túi chữ vật thoải mái xuyên qua rồi bị Triệu Bân tiếp được. Vừa nhìn vào bên trong thì hai mắt hắn đã muốn trợn ngược. Số lượng đúng 500 vạn, không dư không thiếu. Trả hắn lại cho các người đó, Triệu Bân tung ra một cước đá bay Lương Khâu. Lão phu giết ngươi, trưởng lão thứ nhất vừa tiếp được Lương Khâu thì trưởng lão thứ hai đắp muốn tiêu diệt Triệu Bân bằng một trưởng, với tu vi động hư đỉnh phong của lão ta, gần như đã bước được một chân vào cánh giới thái hư. Lão ta hoàn toàn có đủ tự tin mình có thể đánh diệt Triệu Bân, cho dù Triệu Tử Long bị tiêu diệt trước mắt mọi người thì với nội tình của Vấn Thế Tiên Tông người của thành Nam Thiên cũng không thể gây hấn nổi. Trong chuyện này lão ta chỉ cần nhanh tay lẹ mắt tiền trảm hậu tấu là được. Ông! Trường ấn của lão ta còn chưa kịp giáng xuống thì đã thấy một đạo tiên quang từ bên hông đánh ra. Không biết ai vừa ra tay, chỉ biết đạo tiên quang này cực kỳ bá đạo, chỉ một kích liền có thể đánh lão ta bay ra ngoài, thế mà dường như người ra tay vẫn còn chút lưu tình,
hay nói cách khác nếu như thêm vài phần lực thì đạo tiên quang kia hoàn toàn có thể giết chết được trưởng lão thứ hai. Nếu như dám ra tay nữa thì ngươi sẽ mất đầu. Từ bên ngoài lại truyền đến lời nói vô cùng lạnh lùng. Trong thành Nam Thiên cấm tư đấu, đây là quy tắc đã được truyền lại từ xa xưa, đừng nói chỉ là một trưởng lão, cho dù là trưởng giáo của Vấn Thế Tiên Tông đích thân tới đây thì cũng không dám làm càn như vậy, còn muốn tiền trảm hậu tấu, ngươi nghĩ những người ở đây đều bị mù hết rồi hay sao? Nao núng. Trưởng lão thứ hai đã vô cùng nao núng, không dám lỗ mãng nữa. Đi. Trưởng lão thứ nhất xoay người đi nhanh ra ngoài. Trưởng lão thứ hai lảo đảo một chút rồi cũng đuổi kịp, không khó để nhìn thấy sắc mặt của hai người đều đã đen lại. Thánh tử đến thành Nam Thiên Đế cầu hôn nhưng còn chưa đến được Khương gia thì đã bị kẻ khác đánh đến 3 lần, đến mức còn phải chịu tổn thất trở về. Không sai. Bọn họ đã mất 500 vạn tiên thạch. Đó là lê vật cầu hôn mà bọn họ chuẩn bị mang đến Khương gia, không ngờ vừa đem tới lại bị Triệu Tử Long cuỗm hết. Chuyện này có thể trách ai được, chỉ có thể trách thánh tử nhà lão ta mà thôi. Đã không có bản lĩnh hơn người thì cũng đừng ngông nghênh bước ra ngoài đường. Ta cũng cảm thấy xấu hổ thay cho hắn. Có rất nhiều lão bối vuốt râu nói, tất nhiên là bọn họ đang nói tới Lương Khâu, từ xa chạy tới thành Nam Thiên chỉ để đại bại cả 3 trận trong tay một tiểu tiên nhân. Một mình hắn ta mất mặt thì đã chẳng có vấn đề gì, nhưng sự thật thì mặt mũi của Vấn Thế Tiên Tông cũng đã vì hắn ta mà mất hết, 500 vạn tiên thạch mua mệnh kia có thể nuôi sống được một người tận bao nhiêu lâu chứ? Nhân vật chính đã rời đi nhưng vẫn còn một nhân vật khác đang ở đó. Có rất nhiều lão bối lộ ra vẻ hài lòng cũng có rất nhiều mỹ nữ đang chớp chớp đôi mắt đẹp, trong đó còn có tiểu nha đầu của Khương gia, cô ta càng ngày càng cảm thấy Triệu Tử Long nhìn rất thuận mắt. 2. Khương Ngữ Nhu thở dài một tiếng. Đêm đó cô ta đã đuổi một kỳ tài có 102 đi. Bồi tiễn đi. Bầu không khí tĩnh lặng đất bị kẻ phá rối phá vỡ bằng một tiếng gào to. Hoa Hoa lão đạo thổn thức, thầm nghĩ nhóc con này có phải đã sớm biết chiến lực của Triệu Tử Long lợi hại hay không, bằng không thì sao cậu ta dám đặt cược vào Triệu Tử Long. Đúng vậy, nhóc con này chắc chắn đã biết từ trước, hơn nữa cậu ta cũng phải rất thân thiết với Triệu Tử Long. Nhưng bất luận nói như thế nào thì cậu ta cũng đã thắng cược, cần bồi tiền thì phải bồi tiền, việc làm ăn phải để chữ tín lên hàng đầu. Có người vui thì cũng có người buồn. Tất cả những người cược vào Lương Khâu đều thua tiền, nói đến chuyện lĩnh tiền. Sao có thể thiếu mặt Triệu Bân được? Sao có thể thiếu mặt Triệu Bân được? Tên nhóc, ngươi giỏi lắm. Hoa Hoa lão đạo hít sâu một hơi, khuôn mặt cũng có chút đen lại. Trông nét mặt của mấy lão bối có tham gia cá cược cũng đều không được thân thiện cho lắm, bọn họ cũng đã cược không ít tiền nhưng đều cược vào Lương Khâu, đến lúc này tất cả đều phải bồi tiền cho hai tên nhóc kia. Chuyện này không thể trách ta được, Triệu Bân vừa nhận lấy tiền thì đã xoay người bỏ chạy. Tên nhóc tiểu tiên nhân này bây giờ đã trở thành đại phú hào rồi, nhìn theo bóng lưng Triệu Bân rời đi, không ít lão bối vuốt râu đầy ẩn ý, hay là nhân cơ hội nào đó ra tay cướp tiền của tên nhóc đó nhỉ? Tất nhiên. Chuyện này không thể làm trong thành, nhưng chỉ cần cướp được một mình hắn thì đắp cũng đủ để ăn được mấy năm. Con người, luôn luôn có những suy nghĩ không đàng hoàng. Vì tiền còn có thể không cần mặt mũi. Màn kịch lớn, đã đóng màn. Đám đông bắt đầu chậm rãi tản ra nhưng sự hào hứng của mọi người vẫn chưa tan hết. Màn kịch lớn ngày hôm nay quả thật đắp khiến cho bọn họ vô cùng phấn khích, mà tên nhóc thiếu tiên nhân gọi là Triệu Tử Long kia thật sự đã trở nên vô cùng nổi tiếng. Từ sau hôm nay thì trong thành Nam Thiên này chỉ sợ sẽ không còn ai không biết đến tên của hắn, tiên thể vĩnh hằng quả nhiên không làm mất mặt tổ tiên. Cái gì, thánh tử của Vấn Thế Tiên Tông đập thua sao? Không chỉ thua mà còn thua liên tiếp 3 trận. Ngươi không nhìn thấy rồi, trận chiến đó thật sự rất kịch. Thành Nam Thiên đêm nay lại càng náo nhiệt hơn bình thường, bóng người tụ tập đầy trong các phố lớn ngõ nhỏ bàn tán xôn xao không ngớt, đi tới đâu cũng có thể nghe thấy người ta vỗ đùi kể cho nhau nghe một cách vô cùng khoa trương. Khoa trương đến mức nước miếng bay đầy trời, không phải ai cũng được tận mặt chứng kiến trận chiến giữa Triệu Tử Long cùng Lương Khâu, cũng có người vừa từ nơi khác đến cho nên không được xem một màn kịch hay, những người đó đều cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Đúng là một chuyện đáng sợ, không ngờ tiên thể vĩnh hằng trong truyền thuyết vẫn còn truyền thừa ở trên đời. Tình hình ở một nơi khác. Trong tiểu viện của Triệu Vân, cửa lớn đã bị đóng chặt. Triệu công tử và kẻ phá rối đều đang ở đó bận rộn đếm tiền. Bởi vì có rất nhiều người đặt cược cho Lương Khâu cho nên tỷ lệ cược cao đến mức không thể tưởng tượng nổi, bọn họ đều kiếm được rất nhiều tiền, đặc biệt là Triệu công tử. Hắn không chỉ thắng cược mà còn tống tiền được Vấn Thế Tiên Tông 500 vạn tiên thạch mua mệnh của Lương Khâu.
Xem đi. Đúng là làm những chuyện này sẽ kiếm được nhiều tiền nhanh chóng hơn việc vẽ bùa. Nhiều tiền như thế này chắc chắn đã đủ để mua đèn trường minh rồi. Nhưng điều kiện tiên quyết là đèn trường minh vẫn còn ở đó, không được lưu lạc ở nơi khác. Ngươi thật sự đúng là phúc tinh, kẻ phá rối cười ha hả. Nói. Đến đây, để ta tặng ngươi một thứ tốt, Triệu Bân nói rồi lấy ra một quả đào tiên. Tên nhóc này làm người không tệ, thiệp mời của Hoa Tiên chân quý là thế vậy mà cậu ta nói cho liền cho, lần đó hắn đi một chuyến cũng không hề vô ích, vừa có thể đoạt được một hồi cơ duyên vừa có thể mang về một viên hỗn nguyên châu. Có qua có lại. Hắn có đến 3 quả đào tiên hồn tâm, sao có thể không cho kẻ phá rối một quả chứ? Đào tiên hồn tâm, hai mắt của kẻ phá rối sáng lên, cậu ta nhận ra thứ này vô cùng chân quý, không hề có bán bên ngoài cũng không có người nào ngu xuẩn đi bán vật phẩm này, trong tay có được bảo vật thế này thì tự mình ăn còn chưa đủ. Đến đây, kẻ phá rối nhận lấy đào tiên, tiện tay còn lấy ra một bầu rượu. Gặp chuyện vui, tinh thần phấn khởi. Vừa có tiền xài, vừa có rượu uống. Cuộc sống như thế này sảng khoái biết bao nhiêu. Sau 3 tuần rượu thì kẻ phá rối lại chui vào trong phòng đóng chặt cửa phòng, chậm rãi thưởng thức hương vị đào tiên. Triệu Bân cũng không nhàn rỗi, cũng đang chậm rãi thưởng thức hương vị của đào tiên. Không thế không nói, hương vị đào tiên quả thật không tồi, đào tiên ngát hương trong miệng của hắn, tinh hoa của đào tiên như dòng suối mát rót vào toàn thân hắn và tẩy đi toàn bộ mỏi mệt khiến cho toàn thân hắn cảm thấy sảng khoái mát. Lạnh. Ngay cả tâm tình cũng sáng lên không ít. Tách! Có một thanh âm đột ngột vang lên, chỉ có một mình Triệu Bân nghe thấy. Đó không phải là thanh âm của tu vi thăng cấp, mà một quả đào tiên hồn tâm đã hỗ trợ Triệu Bân mở ra huyết mạch tiên tàng. Triệu Bân chỉ cảm thấy tâm thần mơ hồ, còn chưa kịp khôi phục thanh minh thì đã cảm nhận được một đạo cổ văn khổng lồ tràn vào trong tâm trí như từng dấu vết khắc sâu vào trong linh hồn của hắn. Chuyện này đến vô cùng đột ngột khiến cho hắn nhịn không được mà phải kêu rên một tiếng. Cơn đau dữ dội kéo dài khoảng hơn mười mấy giây trước khi hắn trở lại bình thường. Tạo hóa. Ánh mắt của hắn lại càng sáng hơn trước, rực rỡ không gì sánh được. Ngoại trừ tuyệt cảnh thì hắn lại mở ra thêm được một huyết mạch tiên tàng, một thần thông thiên phú được gọi là giới vĩnh hằng. Giới vĩnh hằng là một không gian của riêng hắn, nhìn từ bên ngoài thì nó còn nhỏ hơn hòn sỏi gấp trăm ngàn lần, những bí mật trong huyết mạch truyền thừa của hắn đã dần dần được hé lộ ra. Tiên tàng, thiên phú, thần thông, hẳn là rất kích động cho nên Triệu Bân liền liên tiếp thốt lên 3 tiếng. Chưa nghĩ nhiều, hắn ngay lập tức khoanh chân tính tâm lĩnh ngộ giới vĩnh hằng, có thể sử dụng được nó hay không toàn bộ phải dựa vào ngộ tính của hắn, cũng giống như tuyệt cảnh vậy, có lúc hắn sử dụng được cũng có lúc không sử dụng được. Dù sao huyết mạch của hắn cũng chỉ là huyết mạch hậu thiên. Hơn nữa căn nguyên còn không đầy đủ. Chính hẳn cũng không biết rõ mình còn khuyết điểm gì. Hẳn khoanh chân ngồi lĩnh ngộ trong suốt mấy ngày. Hắn không hề nhúc nhích một chút nào, trông y hệt như một lão tăng tĩnh tọa. Kẻ phá rối đã đi ra ngoài vài lần, nhìn thấy hắn đang khoanh chân ngồi ngộ đạo thì cũng không hề quấy rầy, lại tự giác lui về phòng, lúc vào cửa còn ngoái đều liếc nhìn Triệu Bân một cái, cậu ta có cảm giác dường như đối phương đã thay đổi nhưng lại không thể nói rõ hắn đã thay đổi ở đâu. Màn đêm lại buông xuống. Triệu Bân khẽ nhíu mày, hẳn là đang hoang mang. Sau khi hoang mang mất một lúc thì ánh mắt của hẳn lại giãn ra, khóe miệng còn nở một nụ cười. Giết! So sánh với bầu không khí yên tĩnh ở tiểu viện của Triệu Bân thì ở Vấn Thế Tiên Tông đêm nay đắp liên tục vang lên những tiếng giống giận rung trời. Tất nhiên là Lương Khâu đã được mang về tông môn, đến tận lúc này hắn ta mới tỉnh lại, vừa tỉnh lại đã giống như một con chó điên sủa loạn đập loạn ở trong phòng. Hắn ta đường đường là thánh tử của Vấn Thế Tiên Tông, chưa bao giờ phải chịu một sỉ nhục như thế này, khiến cho ngay cả pháp khí bản mệnh của hắn cũng bị hỏng, toàn bộ gia sản bị cuỗng mất, thậm chí còn bị tống tiền 500 vạn tiên thạch mua mệnh, mỗi một chuyện đã xảy ra đều như một lá bùa nổ tạc vào linh hồn của hắn ta khiến cho hắn ta hoa mắt chóng mặt, không thể tỉnh táo nổi. Đủ rồi. Trưởng giáo của Vấn Thế Tiên Tông đẩy cửa vào phòng rồi phất tay đưa hắn ta vào mộng đẹp. Ngoài ra còn có rất nhiều trưởng lão khác cũng đã tới, tuy rằng bọn họ không thích Lương Khâu nhưng thù này nhất định phải báo, từ khi Vấn Thế Tiên Tông khai tông lập phái chưa bao giờ chịu sỉ nhục như vậy, chỉ là một tiểu tiên nhân nho nhỏ mà cũng dám chống lại bọn họ. Phải bắt sống hắn bằng mọi giá. Lâu Đinh. Đêm đó, trưởng giáo Vấn Thế Tiên Tông đã hạ lệnh. Hô! Lúc Triệu Bân mở mắt ra thì đã là đêm ngày thứ 6.
Khi hắn mở mắt thì trong mắt hắn liền có hai mũi nhọn bắn ra, khi ánh sáng dần tan thì con ngươi của hắn cũng càng lúc càng thâm thúy, ẩn chứa sự ảo diệu vô cùng vô tận. Ngoài ra còn có một niềm vui sướng không thể che giấu được trong đáy mắt hắn. Sau một thời gian dài lĩnh ngộ, cuối cùng hắn cũng có thể tìm ra được ý nghĩa thật sự của giới vĩnh hằng. Vèo! Hắn hóa ra một phân thân để lại dưới táng cây. Trong khi đó, hắn đã biến mất trong nháy mắt. Khi hắn hiện thân thì đã đứng trong một thế giới đầy sương mù, trong phạm vi chừng trăm trượng chính là một không gian vô cùng trống trải. Đây chính là giới vĩnh hằng sao? Triệu Bân lẩm bẩm, vừa đi vừa quan sát. Đúng là tiên thể vĩnh hằng gà mờ của hắn không thể thi triển được giới vĩnh hằng đầy đủ, thì phạm vi ít nhất cũng phải rộng hơn vạn trượng, hơn nữa còn có thể có ánh sao, ánh trăng cùng ánh mặt trời điểm xuyết. Giới vĩnh hằng của hắn lúc này trông vô cùng mông lung, khắp nơi đều mờ mịt, không thấy chút thần kỳ nào. Nhưng như vậy là đủ rồi. Lão đại đi đâu vậy, phân thân ở bên ngoài gọi. Sau đó Triệu Bân mới thu tầm mắt từ giới vĩnh hằng để nhìn ra thế giới bên ngoài. Hắn có thể nhìn thấy phân thân một cách rõ ràng, cũng có thể thông qua phân thân nhìn vào giới vĩnh hằng. Nhìn từ bên ngoài vào thì giới vĩnh hằng của hắn còn nhỏ hơn hòn sỏi gấp trăm ngàn lần. Bởi vì hắn cùng với phân thân của mình tâm ý tương thông cho nên mới có thể nhìn thấy được, còn người ngoài thì hoàn toàn không thể phát hiện được. Tiên tàng của hắn không tồi, thật sự rất thực dụng. Nếu như sau này hắn gặp nguy hiểm thì liền có thể trốn vào giới vĩnh hằng, kẻ khác có tìm đến chết cũng không ra. Thứ không được hoàn mỹ chính là giới vĩnh hằng này một ngày chỉ có thể sử dụng một lần, hơn nữa thời gian sử dụng còn hạn chế, đến một thời gian nhất định thì giới vĩnh hằng sẽ tự động đá hắn ra ngoài. Tâm niệm của hắn vừa động thì hắn đã ra khỏi giới vĩnh hằng. Lâu đinh! Hắn vừa bước ra thì giới vĩnh hằng cũng biến mất, chỉ có khi được mở ra thì nó mới biến thành một không gian tách biệt. Mấy ngày sau đó hắn đều tập trung nghiên cứu thần thông này của mình. Vào thời khắc quan trọng nó còn có thể cứu được mạng hắn. Hắn từng đem Long Uyên ném thử vào giới vĩnh hằng, đến thời hạn thì Long Uyên cũng biến mất theo giới vĩnh hằng, phải mở ra lần nữa thì nó mới có thể xuất hiện. Có thể mang người sống vào không? Triệu Bân sờ sờ cằm, nhìn về phía phòng kẻ phá rối. Thật trùng hợp, kẻ phá rối cũng đang vươn vai rời khỏi phòng. Sau khi ăn đào tiên và bế quan nhiều ngày thì tu vi của cậu ta cũng đã tăng lên, chỉ có điều dáng vóc vẫn không cao thêm một chút nào. Lại đây, Triệu Bân gọi cậu ta. Làm gì, kẻ phá rối vừa hỏi vừa lấy ra bầu rượu. Triệu Bân không nói nhảm, một tay kéo kẻ phá rối, ngay sau đó liền động tâm niệm. Keng! Thanh âm vang lên vào giữa đêm nghe vô cùng chói tai. Triệu Bân đã bước vào giới vĩnh hằng nhưng kẻ phá rối thì không, đầu của cậu ta giống như vừa bị đập vào trong sắt thép khiến cho toàn thân chấn động, đầu óc choáng váng, hai mắt nổ đom đóm. Thật ngại quá! Triệu Bân lại động tâm niệm rời khỏi giới vĩnh hằng. Sau khi làm thí nghiệm thì hắn cũng tự hiểu ra được không thể mang sinh vật sống vào trong giới vĩnh hằng, kẻ phá rối lúc này chính là ví dụ tốt nhất, cậu ta đã bị giới vĩnh hằng cản lại ở bên ngoài. Ngươi đang làm cái quái gì vậy, kẻ phá rối nhe răng trợn mắt nói. Hửm, ta mộng du rồi sao, Triệu Bân giả ngu một hồi. Đừng có mà lừa ta. Ngươi có biết tiên thể vĩnh hằng có bao nhiêu tiên tàng không? Ta chỉ từng được nghe nói về tuyệt cảnh mà thôi, kẻ phá rối lắc lắc đầu nói. Sau khi lắc lắc đầu thì cậu ta lại nhìn Triệu Bân bằng một ánh mắt rất kỳ quái, không phải tên này có huyết mạch của tiên thể hay sao? Sao huyết mạch truyền thừa của mình có bao nhiêu tiên tàng mà hắn cũng không biết? Chắc là Tú Nhi sẽ biết. Triệu Bân nói thầm, ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao. Những ngày không có Tú Nhi thực sự con mợ nó không que. Triệu Tử Long. Đột nhiên từ bên ngoài tiểu viện lại truyền đến tiếng gọi. Nghe giọng nói này hẳn là của nha đầu Khương Ngữ Linh. Đừng cản ta. Lâu đinh. Ta phải tán tỉnh nàng. Kẻ phá rối kéo quần lên, nhanh chóng chạy đi mở cửa. Tiểu tỷ tỷ, ta. Nhưng sau khi cánh cửa mở ra thì cậu ta lại nhanh chóng chạy trở vào. Bởi vì theo sau Khương Ngữ Linh còn có một ông già mặc y phục trắng toát ra khí uẩn tiên phong đạo cốt, ánh mắt vô cùng thâm thúy thể hiện ra tu vi cảnh giới thái hư. Ông ta chính là lão tổ Khương gia, ông nội Khương Ngữ Linh, Khương Vấn Thiên. Bái kiến tiền bối, Triệu Bân chắp tay thi lễ. Hậu sinh khả úy, Khương Vấn Thiên ôn hòa cười, không hề tỏ vẻ mình là một bậc trưởng bối, hơn nữa ánh mắt nhìn Triệu Bân còn có chút kỳ lạ, cứ như thể đang nhìn thấy cháu rể của mình. Vào ngày tỷ võ chiêu thân cũng chính tên nhóc này đã đánh bại cháu gái của ông ta, chuyện này có phải là duyên trời định hay không?
Tiền bối quá khen, Triệu Bân cười nói. Sao không khen ta, kẻ phá rối lẩm bẩm. Cậu ta không mở miệng nói thì tốt rồi, vừa mở miệng thì đã bị Khương Vấn Thiên liếc nhìn từ trên xuống dưới, nhóc con này cũng có chút thú vị, thoạt nhìn thì giống một đứa trẻ vô dụng nhưng thật ra lại là một đứa trẻ lanh lợi. Kẻ phá rối bị liếc nhìn đến mức toàn thân lạnh lẽo, dường như còn muốn trốn chạy ngay lập tức. Thấy vậy, Triệu Bân vội vàng giải vây nói, không biết tiền bối đêm khuya đến thăm vì chuyện gì. Cũng không có chuyện gì to tát, ông nội ta chỉ muốn xin một chút máu của ngươi, Khương Ngữ Linh cười ha hả nói. Triệu Bân khẽ giật giật khóe miệng, lời này nghe chẳng thân thiện chút nào. Khương Vấn Thiên đứng ở bên cạnh lộ ra nét mặt ngượng ngùng, cháu gái của ông ta đã quá thẳng thắn rồi. Ông ta thậm chí còn chưa kịp dàn xếp dẫn dắt êm xuôi trước khi hỏi xin. Chỉ có điều như vậy cũng tốt, nhà đầu này không dành thế sự, mở miệng hỏi xin cũng không quá chói tai. Ông nội muốn xin ngươi 3 giọt máu để luyện 1 lò đan dược cho bà nội, Khương Ngữ Linh lại nói. Đã hiểu, Triệu Bân lập tức hiểu ra, ai bảo hắn lại có tiên thể vĩnh hằng chứ. Máu của hắn có thể luyện thành đan dược, hắn đã biết điều này từ lâu, từ khi còn ở phàm trần thì đã có rất nhiều người muốn lấy máu của hắn. Ta chắc chắn sẽ đáp lễ. Không sao, ta. Ồ, ai đây? Triệu Bân còn chưa kịp nói hết câu thì đã nghe thấy tiếng nói ở đâu truyền đến. Lời nói vừa dứt thì đã thấy một người khác đi vào tiếu viện, người này cũng mặc y phục trắng, vừa đi vừa vuốt chòm râu chân của mình. Nhìn kỹ thì mới thấy đó chính là Hoa Tiên chân nhân, cũng không biết tại sao ông ta lại tìm ra tiểu viện này, về phần lời nói của ông ta thì tất nhiên là đang nói đến Khương Vấn Thiên. Nhìn thần sắc của Khương Vấn Thiên cũng không được thân thiện là bao. Sao ta đi đâu cũng gặp ngươi vậy? Ánh mắt Khương Vấn Thiên nhìn Hoa Tiên chân nhân cũng không được bình thường. Chỉ sau vài câu nói mà hai lão già này đã thể hiện rõ sự đối chọi gay gắt. Bầu không khí bên trong tiểu viện lúc này cũng trở nên vô cùng kỳ lạ. Ông nội của cô có thù oán với Hoa Tiên chân nhân hay sao? Kẻ phá rối chọc chọc Khương Ngữ Linh hỏi. Từng là tình địch, Khương Ngữ Linh thì thầm nói. Đây là lần đầu tiên ta nghe nói về chuyện đó, kẻ phá rối thớ giải nói. Triệu công tử rất tò mò, không biết bà nội của Khương Ngữ Linh xinh đẹp đến thế nào mà được rất nhiều lão bối hắn gặp ngưỡng mộ, trước có Nam Thiên chân nhân, bây giờ lại có thêm Hoa Tiên chân nhân, tình địch năm xưa gặp mặt nhau tất nhiên là không thể hòa nhã được. Đêm nay thật sự rất đặc biệt. Vừa nhắc đến Nam Thiên chân nhân thì ông ta đã đến. Người vẫn còn sống sao, Nam Thiên chân nhân châm biếm nói. Năm xưa chính là con lợn này đã cướp mất người tình trong mộng của ông ta. Khương Vấn Thiên không trả lời, đầu tiên liếc nhìn Hoa Tiên chân nhân, sau đó lại liếc sang Nam Thiên chân nhân, hai lão già này cũng không phải là thứ tốt đẹp gì, trước đây bọn họ mỗi ngày đều đứng trước cửa học viện chặn đường con của ông ta, vừa gặp liền đánh. Đế cho lão phu gặp lại thì lão phu sẽ đánh chết hân. Hoa Tiên chân nhân cùng Nam Thiên chân nhân đều vuốt râu hết cằm, động tác vô cùng dứt khoát. Bởi vì ba lão già không an phận này mà bầu không khí trong tiểu viện lại càng thêm áp lực. Khương Ngữ Linh vẫn bình tĩnh, dường như đã sớm quen với chuyện này, Triệu Bân cũng không thế làm gì khác, nhát gan nhất chính là kẻ phá rối, cậu ta cứ ôm chặt lấy chân của Triệu công tử không chịu buông ra. Ba vị tiền bối, có chuyện gì cứ từ từ nói. Triệu công tử khó xử cười nói, ngụ ý trong lời nói vô cùng rõ ràng, nếu như ba người nhàn rỗi đến vậy thì cứ lôi nhau lẽn mái hiên mà nổi gió. Nếu như còn cảm thấy chưa đủ sảng khoái thì cứ ra khỏi thành mà đánh nhau một trận. Sau đó ba người thật sự đã giảm bớt khí thế. Chỉ có điều gương mặt của lão già nào cũng đều đen lại. Tiền bối, máu của ông đây, Triệu Bân ngưng tụ ra 3 giọt máu. Đa tạ. Khương Ngữ Linh mỉm cười, đưa cho Triệu Bân một cái túi chữ vật. Triệu công tử tất nhiên không khách khí, thuận tiện còn liếc mắt nhìn vào trong xem xét một cái, Bên trong có đầy tiên thạch. Khoảng 20-30 vạn, ngoài ra còn có 3 viên đan dược sáng chói. Tiểu hữu, lão phu cũng muốn xin 3 giọt máu của ngươi. Hoa Tiên chân nhân ho khan cười nói, cũng lộ ra nét mặt ngượng ngùng. Triệu Bân nghe vậy thì liền liếc nhìn sang Nam Thiên chân nhân. Nếu như hân đoán không sai thì vị này cũng đến đây đế xin máu. Ta không có việc gì, chỉ muốn đến tìm tiểu hữu cùng đánh một ván cờ, Nam Thiên chân nhân vuốt râu nói. Được, nhân tiện. Cũng muốn xin tiểu hữu 3 giọt máu. Nam Thiên chân nhân ngừng lại một chút rồi mới nói hết nửa câu sau. Chọc người khác. Muốn mắng con mẹ nó. Triệu Bân hít sâu một hơi, ba người này đúng là thú vị lắm. Nửa đêm không ngủ còn chạy đến đây làm chuyện nhảm nhí,
hắn còn đang nghĩ sau này nếu như hắn độ kiếp thì có nên lôi ba vị này vào chung hay không. Tất nhiên sẽ có đáp lê xứng đáng. Hoa Tiên chân nhân mỉm cười, phất tay biến ra một bộ bí quyến. Đó không phải là một bộ tiên pháp mà là những hiếu biết của ông ta về đạo. Nam Thiên chân nhân cũng mỉm cười phất tay áo. Đến xin máu của người ta thì sao có thể đến tay không được. Ông ta đã lấy ra ba quả đào tiên hồn tâm tỏa hương bốn phía. Đều có. Tiền bối đã hỏi đến thì Triệu Bân cũng không từ chối. Hắn lại ngưng tụ ra 6 giọt máu chia cho mỗi người một phần bằng nhau. Tiêu Hữu nếu có thời gian thì mời đến quý phủ. Khương Vấn Thiên mỉm cười, là người đầu tiên rời khỏi. Ông nội, sao lại đi vội vậy? Bà nội của cháu vẫn đang đợi ta trên giường đó. Lời nói này mang sức sát thương cùng sự vũ nhục cực lớn. Nam Thiên chân nhân cùng Hoa Tiên chân nhân nghe thấy vậy thì nét mặt già nua càng lúc càng trở nên đen lại. Khương Vấn Thiên vò cùng đặc ý, lời nói của ông ta tất nhiên là dành cho hai lão già kia, nhìn thấy gương mặt của hai lão già kia đen lại thì liền cảm thấy rất sảng khoái. Các ngươi bảo ông đây là lợn, vậy thì các ngươi có được như ta hay không? Cho các ngươi tức chết. Tiểu Hữu, cáo từ. Nam Thiên chân nhân cùng Hoa Tiên chân nhân cũng rất ăn ý cùng nhau rời đi. Kẻ phá rối nhìn thấy rõ ràng hai lão già khi ra ngoài đều lấy ra một cây thiết côn. Ba lão già này thật sự thú vị, Triệu Bân ý vị thâm trường nói, đặc biệt là Khương Vấn Thiên, vì muốn chọc tức hai lão già kia mà dám nói đến mức đó, dường như còn không nhớ ô đây có ba tên hậu bối đang đứng. Đệ nhất mỹ nhân thành Nam Thiên. Bà nội của Khương Ngữ Linh thực sự rất xinh đẹp. Kẻ phá rối vừa nói vừa lấy ra một khối tinh thạch ký ức, hình ảnh bên trong là của một nữ nhân đang ngồi đánh đàn dưới tán cây. Ánh trăng sáng tỏ chiếu lên người nàng ta làm toát ra một loại ý cảnh ảo mộng. Triệu Bân cũng tò mò liếc nhìn. Đúng là một mỹ nhân phong hoa tuyệt đại. Nhưng tại sao hẳn lại cảm thấy bà nội của Khương Ngữ Linh có chút quen mặt? Bất luận nhìn thế nào thì trông bà ta cũng giống Ngọc Cẩn như đúc, cũng chính là giống sư phụ của Bát Nhã, chủ đỉnh Vũ Hóa Ô Thiên Tông. Trùng hợp. Hóa thân. Triệu Bân thầm lấm bấm trong lòng. Sau khi định thần lại, hắn mới mở bí quyến của Hoa Tiên chân nhân ra, còn không quên sao ra một bán đưa cho kẻ phá rối. Đây chính là đạo do bậc tiền bối dày công nghiên cứu, chỉ có thế ngộ chứ không thế cầu. Cả hai người đều ôm bí quyến, chăm chú ngồi dưới tán. Cây. Vật tiền bối tặng chính là tạo hóa của bọn họ, về việc có thế ngộ ra được nhiều hay ít thì toàn bộ đều dựa vào ngộ tính của bản thân. Trong khoảng thời gian này khí lực của Triệu Bân thỉnh thoảng lại nở rộ ánh sáng, hiển nhiên là Hân đã có chút lĩnh ngộ. Tu vi lại thăng cấp, hiện tại đã là tiên nhân tầng 7. Kẻ phá rối nhìn thấy vậy thì không khỏi thổn thức, thiên phú của cái tên này thật sự quá cao. Triệu Bân không quá bất ngờ, ánh mắt lại trở nên xa xăm hơn một chút. Có lẽ là bởi tu vi thăng cấp, hắn cảm giác được một sức mạnh trong cơ thể mình, một loại năng lượng khá là quỷ dị. Khi nhìn vào trong thế phách, Hân mới phát hiện được một vấn đề, trên nguyên thần của hắn lại có một ấn ký, nói đúng hơn là một chú ấn. Chú ấn đâu ra thế? Hắn lẩm bẩm, chỉ bản thân có thể nghe thấy. Hắn vận dụng căn nguyên bao bọc chú ấn kia. Triệu Bân có thể ngửi thấy một loại khí quen thuộc từ bên trong, là khí thức của ai? Khí thức của Ngụy Hồng, hoặc có thể nói là chú ấn này do thành chủ thành Nam Thiên gieo vào người hẳn. Được lắm. Triệu Bân cười lạnh, dường như đã biết vấn đề nằm ở đâu. Trước đó, lúc ở cổng đào hoa viên, Ngụy Hồng từng vỗ nhẹ lên vai hắn. Chắc chắn là chú ấn được gieo vào khi ấy, cấp bậc của chú ấn còn cao hơn cả ma chú ám hắc của ân chú nữa. Đế tránh đánh rắn động cỏ, hắn không phá giải chú ấn. Hắn sẽ tìm Ngụy Hồng để tính sạch món nợ này. Cho ngươi xem cái này hay lắm. Lúc hắn đang nghĩ, kẻ phá rối đã trọt nhẹ vào người. Hơn nữa, tên nhóc đó còn cười với vẻ khá nguy hiểm. Món đồ thú vị mà nó nói ỉ à một bức tranh cuộn, bức họa từ từ được mở. Triệu Bân vốn không tập trung nhưng sau khi nhìn thấy bức tranh đó thì tinh thần bỗng tỉnh táo đến lạ, má nó, hàng hót hòn hòn nè. Lại còn là phiên bản động đậy được nữa, nét vẽ cực rõ và mượt, thậm chí còn mang theo âm thanh, chẳng khác gì đang xem truyền hình trực tiếp. Nếu không thì sao lại được gọi là tiên giới, rất chịu chơi. Hèn gì Hoa lão đạo lại không cần hàng của hẳn, hóa ra đây mới lẻ đồ tốt chân chính. Đẹp không, kẻ phá rối cười he he. Mới tí tuổi đầu mà học xấu rồi. Tịch thu, Triệu công tử nghiêm nghị mắng một câu dối tịch thu, sau đó hắn nhét vào nhẫn ma, mẹ kiếp, có hàng tốt thế mà không nói sớm. Đêm, Triệu Bân đóng chặt cửa phòng, nghiêm túc nghiên cứu hàng nóng.
để tránh cỏ kẻ vào làm phiền, hắn còn treo bảng bế quan phía trước cửa phòng rồi dán bùa che mất quanh phòng, cách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài, đấy gọi là bế quan ngộ đạo. Cái đồ đáng ghét, kẻ phá rối đi ngang qua mấy lần, mỗi lần như thế, tên này đều liếc mắt một cái, đừng thấy cái tên tài giỏi Triệu Tử Long đó thường ngày đàng hoàng, tính ra tính cách cũng phóng khoáng dữ lắm. May mà, nó vẫn còn của đế dành. Sáng sớm lại có người đến thăm hỏi. Là Ngụy Hồng. Ra đón khách này. Kẻ phá rối hét lớn lẻn. Nó vừa dứt lời thì liền thấy Triệu Bân vừa lau máu mũi vừa bước ra khôi phòng. Gần đây đạo hữu có khỏe không? Ngụy Hồng khẽ phe phấy chiếc quạt gấp, cười nói. Cũng tạm tạm, Triệu Bân lập tức nhập diễn, hắn cười rạng rỡ cứ như không có chuyện gì xảy ra. Nếu lúc này mà đang ở ngoài thành, hẳn sẽ không khách sáo vậy đâu, hân sẽ thịnh tình thiết đãi Ngụy Hồng một trận ra trò. Khả năng diễn xuất của hắn thật sự quá xuất thần, Ngụy Hồng chẳng hề nghi ngờ gì cả. Không biết thiếu thành chủ đến thăm có việc gì không, Triệu Bân mỉm cười và hỏi. Ta đến để mượn đạo hữu ba giọt máu. Ngụy Hồng cũng đến để xin máu. Sau đó hẳn ta còn nói thêm là mình không phải xin mà không trả giá gì. Lúc Ngụy Hồng nói, ông già phía sau lưng đã bưng một hộp ngọc đặt lên bàn đá. Trong hộp ngọc có một khối sắt màu đen bên trên bề mặt có khắc bí vân hình 9 ngôi sao xếp thành hàng. Có lẽ đó thật sự là sao vì môi một cái đều chiếu ra tiên quang đen nhánh, thật sự kỳ dị. Cửu tinh huyền thiết, kẻ phá rối bất giác thốt lẽn. Tiêu bối biết nhìn hàng đấy, ông già vuốt râu tỏ ra thâm trầm. Cửu tinh huyền thiết gì gì cái đầu ngươi, Triệu Bân thầm mắng. Hắn có thiên nhãn, cũng đã từng đọc huyền môn thiên thư, vừa nhìn là biết hàng phác rồi. Đùng tướng khắc 9 ngôi sao bên trên thì nó sẽ thật sự biến thành cửu tinh huyền thiết, dù tay nghề có cao hơn nữa cũng khó qua được mắt hắn. Ta là tiếu tiên chưa trái sự đời sao? Dùng hàng phác là có thể dụ được ta à? Đây là cửu tinh huyền thiết à, Triệu Bân biết rất rõ nhưng ngoài mặt lại diên như thật, ánh mắt hắn nhìn hộp ngọc cực nóng bỏng, ai thấy cũng đều sẽ tưởng hắn là một tên nhà quê, chưa trải sự đời, hơn nữa còn là loại thấy tiền là sẽ sáng mắt. Diễn xuất của hắn thật sự khiến ông già và Ngụy Hồng đều tin không chút nghi ngờ. Liệu có thể đổi được ba giọt máu không? Ông già chậm rãi nói. Ngụy huynh đã mở lời thì có lý gì lại không cho chứ? Triệu Bân nói với vẻ cung kính, hắn cũng rất dứt khoát, nhanh chóng ngưng tụ ba giọt máu căn nguyên. Ngụy Hồng thấy vậy thì mắt sáng rực lên, không hổ là tiên thể vĩnh hằng trong truyền thuyết, quả nhiên là huyết mạch nghịch thiên, dù chỉ là ba giọt máu nhưng cũng mang linh lực dồi dào. Có lẽ vì hai người quá nhập tâm nên không chú ý thấy Triệu Bân đã thoáng cười lạnh, tinh huyết căn nguyên kia là thật nhưng hắn đã thêm vào ít gia vị, Ngụy Hồng gieo chú ấn vào người hắn thì sao hắn có thế không trả lễ được, hắn đã phải tốn rất nhiều công sức để lập nên cái bẫy này. Ngụy Hồng rời đi, trước khi đi, hắn ta còn không quên quay lại nhìn Triệu Bân, ánh mắt đầy vẻ giễu cợt, đầy khao khát xen lẫn tham lam. Hắn ta đã đánh giá cao Triệu Tử Long, bị gieo chú ấn mà lại hoàn toàn chẳng hay biết gì. Có được hàng giả mà tướng đâu là bảo bối, IQ cỡ đó thì sao xứng với huyết mạch nghịch thiên. Tiên thể vĩnh hằng là của ta. Ngụy Hồng cười gian xảo. Nụ cười của Triệu Bân càng lạnh lùng hơn. Cứ đợi đấy. Sớm muộn gì cũng tính sổ hết. Muốn đoạt huyết mạch của hắn thì đều phải trả giá. Lão đại, trận tinh không mớ rồi. Bỗng dưng, có tiếng gọi vang lên trong đầu Triệu Bân. Là tiếng của phân thân đã canh gác ở trung tâm thành từ sớm. Tốt lắm. Triệu Bân phấn chấn hẳn, chạy ra khỏi căn nhà nhỏ như một cơn gió. Còn về phần khối cửu tinh huyền thiết phác, hắn đã tặng cho kẻ phá rối. Thế thì ngại lắm. Kẻ phá rối mừng không thế tả. Lúc Triệu Bản chạy nhanh vào trung tâm thành thì ở đó đã đông nghịt người, ai cũng đến để mượn dùng trận tinh không. Có lẽ vì họ đã chờ đến mòn mỏi, hoặc cũng có thế do quá sốt ruột, có việc gấp gáp nên khắp nơi đều là tiếng mâng nhiếc. Tiền bối. Chuyện gì thế, Triệu Bân nhìn về phía một ông. Già, chỉ truyền tống một chiều, ông già ngáp một cái rồi lấy ra một vò rượu. Triệu Bân nhíu mày nhìn về phía trận pháp tinh không lần nữa, truyền tống một chiều chắc hẳn là chỉ có vào mà không có ra, nghĩa là từ Bắc Cực Tinh truyền tống sang bên này thì được, nhưng từ bên này không thể truyền tống sang Bắc Cực Tinh. Sự thực đúng là như vậy. Trận tinh không thỉnh thoảng vẫn có bóng người bước ra, già trẻ gái trai đều có. Trong số này không thiếu những người rất thần thông, đa phần họ mang theo gia đình, đã vậy dáng điệu khá nhếch nhác, cứ 10 người thì 8 người dính đầy máu tươi, dù nhìn từ góc độ nào cũng giống như một đám người chạy nạn vậy. Có trời mới biết lão đạo hai bên đã can thiệp thế nào,
e rằng để mở được trận tinh không một chiều này, Bắc Cực Tinh đã cho Thành Nam Thiên không ít lợi ích. Đùng! Trong lúc này, lại có thêm một người khác bước ra, là một kẻ thô lỗ đầu chọc. Triệu Bân bước tới chặn đường, ông anh, xin hỏi thăm ỏng anh chuyện này. Nói đi, kẻ thô lỗ nốc một hớp rượu. Vương gia ở Bắc Cực Tinh thế nào rồi? Triệu Bân vội vàng hỏi. Thị tộc họ Vương ở Bắc Cực Tinh có mấy nghìn hộ, hỏi nhà nào? Nhà mà cỏ đèn Trường Minh ấy. Chưa từng nghe bao giờ, kẻ thô lỗ đầu chọc bỏ lại một câu nói rồi quay người rời đi. Triệu công tử cũng không dám lười biếng, mỗi khi có người từ trận tinh không bước ra, hắn sẽ là người đầu tiên nghênh đón họ. Để tránh cho nhân lực không đủ, hắn còn hóa thêm vài phân thân, đồng thời trong tay cầm thêm vài chục viên tinh thạch, chẳng ít thì nhiều. Nghe ngóng mà. Phải cho người ta ít chi phí chứ. Có tiền. Làm gì cũng dễ. Nhưng đáng tiếc y à hắn canh chừng cả một ngày, cũng nghe ngóng cả một ngày, sau rồi không hỏi ra được điều gì. Chẳng ai biết đến đèn Trường Minh, còn về phần Vương gia, những gia đình họ Vương nhiều lắm. Màn đêm ập xuống. Trận tinh không từ từ đóng lại. Ôi! Triệu Bân thở dài một tiếng, quay người rời đi. Suốt dọc đường, hắn từng nheo mặt không chỉ một lần. Bởi vì trong bóng tối có không ít kẻ đang nhìn chằm chằm vào hắn, hoặc là người của Vấn Thế Tông, cũng có thể là do Ngụy Hồng phái tới, tất nhiên, cũng có khả năng là thê, lực khác, vì không dám ra tay trong thành nên chỉ dám theo dõi hắn trong bóng tối, mong sao hắn ra khỏi thành. Hắn đâu có ngốc, hắn sẽ không lượn lờ ra khỏi thành. Ai bảo hắn sở hữu tiên thể vĩnh hằng chứ, lại còn ôm theo khối tài sản rất lớn, cho dù không phải kẻ thù của hắn cũng có người muốn bắt hắn đi. Mà những kẻ muốn bóp chết hắn từ trong nôi chắc chắn cũng không ít. Ở trong thành vẫn an toàn hơn. Đợi khi trận tinh không khởi động là được. Quỳnh. Khi hắn đang đi thì đan điền đột nhiên rung lên một hồi. Thiên lôi đang rung lên, nó cứ vọt tới vọt lui trong đan điền. Một loạt động tác của nó đã thể hiện rõ một điều rằng, có sấm sét. Với tư cách là chủ nhân của nó, đương nhiên Triệu Bân cũng hiểu được. Hắn đột ngột đứng lại, đảo mắt NSLN xung quanh. Ánh mắt dừng lại ở cửa hàng tạp hóa bên đường, bởi vì khi hắn đảo mắt qua cửa hàng này, thiên lôi rung lên vô cùng mãnh liệt. Là đây rồi. Triệu Bân đặt chân vào cửa hàng. Đập vào mắt hân là lão đạo Hoa Hoa đang ngủ gật bên quầy. Lão già. Triệu Bân bước tới, gõ gõ vào quầy. Lão đạo Hoa Hoa ngẩng đầu lên, trông thấy người tới là Triệu Bân lập tức tỉnh táo hẳn, nhanh nhẹn chạy ra khỏi quầy. Tên này không những nổi tiếng mà còn thơm ngào ngạt nữa, tiên thể vĩnh hằng mà. Từ đầu đến chân là bảo bối đấy. Nghe nói chỗ óng có bán sấm chớp, Triệu Bân mỉm cười. Tất nhiên là có chứ, lão đạo Hoa Hoa lập tức đứng vững hơn hẳn, nghiêm túc phất tay một cái, một luồng sấm chớp màu đỏ thầm bay ra khỏi ống tay áo của lão ta, tiếng xèo xèo của sấm chớp vang lên, đây là linh ấn chân lôi, lấy từ bên ngoài chính tầng mây. Bao nhiêu tiền, ánh mắt Triệu Bân lóe sáng. Không bán, lão đạo Hoa Hoa nói rồi cất sấm chớp đi. Triệu Bân nghe xong mà mặt mũi xa sầm, không bán thì ông lấy ra làm gì? Khoe chắc, có thể lấy báo bối ra để đổi, lão đạo Hoa Hoa nhướn mày nháy mắt, ví dụ như tinh huyết căn nguyên của cậu. Vòng vo một hồi cuối cùng là ông đang đợi điều này à? Không nhiều đâu, nửa bát là được, lão đạo Hoa Hoa cười khà khà. Hoa Tiên chân nhân, Nam Thiên chân nhân hay lão tổ Khương gia cũng không đòi hỏi nhiều như ông. Nửa bát, ông tưởng là nước lã à, Triệu Bân liếc xéo lão ta. Máu căn nguyên không giống như máu bình thường, phải tôi luyện mới ra. Dù chỉ mất một giọt thôi cũng cần rất lâu mới bổ sung lại được chứ nói gì tới nửa bát. Thì ngươi cứ trả giá đi. Chỉ một giọt, nhiều hơn thì không có đâu. Tiểu bối à, không có ai mặc cả như ngươi đâu. Không bán thì thôi, Triệu Bân quay đầu định bỏ đi. Hai giọt, tặng thêm cho ngươi một bảo bối. Lão đạo Hoa Hoa vội vàng tủm Triệu Bân lại. Bảo bối, Triệu Bân tỏ ra hứng thú. Người trẻ tuổi ai cũng thích, lão đạo Hoa Hoa mỉm cười rất gian xảo, ban đầu còn đảo mất nhìn xung quanh, thấy không có ai mới lấy ra một cuốn tranh, lại chỉ mở một nửa thôi. Được rồi, đúng chuẩn là hàng nóng, vô cùng rõ nét, tuy mới chỉ lộ ra phân nửa nhưng Triệu Bân đã đỏ mặt tía tai rồi. Thế nào? Cũng được. Triệu công tử rất tự giác, nhanh nhẹn cất đồ vào chiếc nhẫn ma. Nếu Nguyệt Thần còn ở đây, không biết sẽ vui mừng cỡ nào, dùng máu căn nguyên đối lấy hàng nóng, ta, ngươi. Giao tiền. Nhận hàng. Một vụ mua bán vui vẻ đã hoàn thành. Nào. Ra khỏi cửa tiệm, Triệu Bân đưa linh ấn chân lôi vào trong đan điền.
Thiên Lôi có linh trí khá cao, tích cực hơn bất kỳ ai, lập tức dung hòa cùng thứ đó. Triệu Bân vừa đi vừa nhìn vào trong đan điền, linh ẩn chân lôi bị Thiên Lôi đồng hóa từng chút một, dần dần mất đi màu đỏ thẫm vốn có, phủ thêm màu vàng lấp lánh. Quá trình dung hòa thuận lợi đến kỳ lạ, sau khi dung hợp, thiên uy của Thiên Lôi càng thêm thuần túy, nó cũng tấn cấp ngay tại chỗ, thoát biến thành Thiên Lôi. Đùng! Trong chớp mắt, trên người Triệu Bân xuất hiện sấm chớp. Đường phố, náo nhiệt bị hù dọa một phen, ai nấy hốt hoảng, bốn phương tám hướng đều có người nhìn qua, thấy Triệu Tử Long, ánh mặt họ lóe lén. Từ sau trận chiến giữa hắn và Lương Khâu, đã nhiều ngày rồi họ không nhìn thấy hắn. Hắn bị sét đánh à? Toàn thản có khí thức của sấm sét bao quanh, tiếng nố đi đùng vang lẽn không ngớt. Trong lòng Triệu Bân không nghĩ tới điều gì khác, chỉ nhìn vào thể phách. Thiên Lôi thoát biến khiến đan hải của hắn lấp lánh tung. Bay! Đây là Thiên Lôi của Hân, một khi sấm chớp niết bàn tấn cấp thì người làm chủ như hắn cũng được hưởng ké. Nhìn xem, tiên lực trong đan hải của Hân cũng nhiễm khí tức của sấm chớp rồi, từng luồng tiên lực ẩn giấu lôi uy, tất cả là nhờ sức mạnh bổ trợ. Lão đại, chói mắt không, Thiên Lôi lại vọt lên vọt xuống. Chói mà tổ, Triệu công tử sờ sờ cằm, Thiên Lôi vàng chóe loẹt, không chói mắt sao được. Mà thứ chói mắt nhất phần là linh trí của Thiên Lôi hiện giờ. Vừa mới thăng cấp lên Thiên Lôi đã nhân tính hóa như vậy rồi. Nào, gọi đại ca đi, Kiếm Long Uyên vọt ra ngoài. Cút ngay, Thiên Lôi tính tình nóng nảy, biển sấm chớp trào dâng. Hê, Long Uyên tỏ ra khó chịu, kiếm quang xuyên qua biến sấm chớp. Thiên Lôi cỏ vẻ cũng không sợ, sấm chớp loạn xạ trên bầu trời. Chẳng kẻ nào chịu an phận. Hai tên này vừa nhìn nhau không hợp nhãn đã xông vào đánh rồi. Triệu công tử trông thấy mà khóe miệng giật giật. Ngươi chạy đi đâu thế? Triệu Bân chỉ mải NSLN Đan Hải, đập vào mặt là một người quen. Người đó chính là Khương Ngữ Linh, sau lưng cô ta còn có hai ông già. Có việc, bấy giờ Triệu Bân mới thu hồi ánh mắt khỏi đan. Hai. Bà nội mời ngươi tới phủ làm khách, Khương Ngữ Linh cười hề hề. Được thôi. Triệu Bân tất nhiên không từ chối, hắn lập tức đồng ý luôn. Tiền bối có lời mời, hắn đâu thế không nể mặt chứ. Hắn cũng muốn xem thử rốt cuộc bà nội của Khương Ngữ Linh có phải bản tôn của Ngọc Cấn hay không, một điều nữa là Khương gia sở hữu báo bối độn giáp thiên tự. Đi thôi, đừng túm ta mà. Khương Ngữ Linh tung tăng tung tấy, văn là một tiểu nha đầu chưa hiểu thế sự. Triệu Bân vội vã theo sau, nhìn như thế này, hắn mới phát hiện ra Khương Ngữ Linh không còn là tiên nhân tầng 8 nữa. Nhìn khí vận và khí tức này thì có vẻ cô ta đã là một huyền tiên, xem ra mấy ngày qua cô ta cũng không rảnh rồi. Xứng đôi. Hai lão già theo sau từng vuốt râu không chỉ một lần. Nếu hai đứa này ghép lại thành một đôi thì cũng không uổng phí một mối lương duyên. Lần thứ hai đặt chân tới phủ đệ của Khương gia, Triệu Bân ưỡn lưng rất thẳng. Các thị vệ canh gác ở cổng trông thấy hắn mà cực kỳ nhiệt. Tình. Họ nhớ rằng khi tên này rời khỏi Khương gia, hắn vẫn chỉ là một võ tu chuẩn tiên hèn kém, mới qua bao lâu mà đã là tiên nhân tầng 7. Hắn yêu nghiệt như thế, sau này chắc chắn sẽ là hào kiệt một cõi, vậy mà trước đó họ lại thất lễ với hắn. Đây là Triệu Tử Long à. Người trước kia đánh nhị tiếu thư chính là hắn đấy. Tu vì thế này mà đánh bại được thánh tử của Vấn Thế Tông Á. Trên đường đi, hắn gặp nhiều thị vệ và nha hoàn khác, từ xa đã thấy họ xì xào bàn tán. Ngày thường họ hiếm khi được ra ngoài. Chỉ nghe sự thích của Triệu Tử Long, hôm nay là lần đầu gặp người thật. Khỏi phải nói chứ, hắn tuấn lãng thật, lão tổ chưa từng ngỏ lời mời tiểu bối nào, Triệu Tử Long là người đầu tiên, chẳng lẽ định cho hắn làm chàng dế ở dế. Ngươi mau lên, Khương Ngữ Linh lên tiếng thúc giục. Nhà ngươi nhiều bảo bối ghê á, Triệu Bân vừa đi vừa ngẩm nghía, lần trước rời đi vội quá, hẳn không kịp nhìn kỹ, bây giờ nhìn lại mới biết nơi này huyền diệu cỡ nào. Ví dụ như phương đông lấp lánh lập lòe, chắc chắn có dị bảo, hay phương Tây vang vọng tiên âm ảo diệu, chưa biết chừng là đất tiên đế ngộ đạo. Ngoài ra, nơi này không thiếu kỳ hoa dị thảo, đi đến đâu cũng ngửi thấy mùi thơm, tiên khí cũng rất nồng đậm. Khi hắn đang mải ngắm nhìn thì kiếm Long Uyên lại khẽ rung lên. Nói cho đúng hơn là độn giáp thiên tự trên kiếm đang rung. Nó cảm nhận được đồng loại, ở gần đây có độn giáp thiên tự. Ta có thể qua bên đó dạo chơi được không, Triệu Bân chỉ về phương xa. Đợi lát nữa rồi hắn dạo chơi, Khương Ngữ Linh giơ tay ra lỏi hẳn về, nhưng chỉ túm vào khoảng không. Nhân tài tự giác nào đỏ đã đi về phía ấy rồi, hiếm khi cảm nhận được,
cơ hội ngàn năm khó gặp này đâu thế không xem thử. Nếu có thể mua lại, giá cả cũng dễ đàm phán rồi, độn giáp thiên tự chí có thế gặp chứ không thế cưỡng cầu. Ngươi chớ sờ mó lung tung, Khương Ngữ Linh đuổi theo. Triệu công tử tay chân nhanh nhẹn, chỉ dùng cảm nhận đã tìm tới nơi. Khi đến một tiểu viện, hắn mới thả chậm bước chân, ngó đầu vào bên trong. Đây là chỗ ở của tỷ tỷ, Khương Ngữ Linh đuổi theo tới nơi, thớ hồng hộc. Đến cũng đến rồi, ta phải qua chào hỏi một phen, Triệu Bân nói năng nghe rất nghiêm chỉnh, hắn cũng tự giác như mọi khi, đặt chân vào tiểu viện. Đập vào mắt hắn là Khương Ngữ Nhu đang múa kiếm dưới ánh trăng. Thấy Triệu Bân và Khương Ngữ Linh, cô ta không khỏi sững người. Khi thấy Triệu Bân, biểu cảm của cô ta bớt đi chút kiêu ngạo và lãnh đạm, có thêm chút nhu hòa và tĩnh lặng. Một khi tài cái thế đánh bại được thánh tử của Vấn Thế Tông, chỉ riêng điều này đã đáng để cô ta nhìn hắn bằng con mặt khác. Còn người nào đó, dù nói là tới thăm hỏi, nhưng từ khi tiến vào thiếu viện, cái đầu của hắn cứ đảo trái ngó phải như trống bôi vậy. Sau khi xác định độn giáp thiên tự ở ngay trong thiếu viện này, hân cố hết sức tìm kiếm vị trí của nó. Vài ba giây sau, hắn mới nhìn về phía một tòa lầu gác, chắc hẳn là khuê phòng của Khương Ngữ Nhu. Đúng thế, độn giáp thiên tự ở ngay trong đó. Nhưng hắn lấy lý do gì để vào đây? Dù sao thì không thể tùy tiện xông vào khuê phòng của nữ tử được. Có chuột kìa. Hân rất cơ trí, lập tức hô ầm lên. Có lẽ vì tiếng hét này quá đường đột nên cả Khương Ngữ Linh và Khương Ngữ Nhu đều giật mình. Đợi khi họ kịp nhận ra thì người nào đó đã đạp cửa xông vào. Gặp những lúc như thế này, ánh mắt của hắn cực kỳ hữu dụng, chỉ cần liếc mắt đã đảo hết khuê phòng của nữ tử, sau đó lập tức nhắm vào chiếc giường trong phòng. Chiếc giường được đẽo từ bạch ngọc, lóng lánh mê ly, cũng phảng phất hương thơm của nữ tử. Độn giáp thiên tự được khắc bên dưới chiếc giường. May quá! Triệu Bân thở phào một hơi. Là giường thì dễ nói thôi, hẳn có thế mặt dày hỏi xem người ta có bán không. Nếu là áo lót của Khương Ngữ Nhu thì hẳn thực sự không thể nào mở miệng được. Nếu dám nói nhảm ở chỗ này, e rằng hôm nay hắn không thể ra khỏi phủ đệ của Khương gia. Chuột ở đâu cơ, Khương Ngữ Linh đuổi theo hắn vào. Trong phòng, thần sắc của Khương Ngữ Nhu khá kỳ lạ, tên thiếu tử này sao cứ giật đùng đùng thế. Ta và chiếc giường này rất có duyên phận, Triệu Bân tỏ ra thâm trầm. Người muốn ôm tỷ tỷ của ta đi ngủ chắc, Khương Ngữ Linh trợn trừng hai mắt. Đừng đùa chứ, ta không có ý này. Không phải ý này thì nói tiếng người đi. Chiếc giường này, có bán không? Triệu Tử Long, người bị điên à, Khương Ngữ Nhu vẫn chưa kịp lên tiếng thì Khương Ngữ Linh đã chống hông quát hỏi. Đôi mắt to xỉnh đẹp nổi lửa, xông vào khuê phòng của con gái người ta thì cũng thôi đi, thế mà lại còn mở miệng đòi mua giường của tỷ ta, bán cho ngươi thì tỷ ta ngủ ở đâu? Ngủ trên giường của ngươi à? Ta hỏi thử chút thôi, Triệu Bân cười gượng. Nếu đạo hữu thích, mang đi, cũng không có vấn đề, Khương Ngữ Nhu thoáng vẻ bối rối. Hôm nay Triệu Tử Long đâu phải chỉ hưng. Phấn nhất thời, lẽ nào yêu nghiệt nghịch thiên đều có hành động kỳ quặc vậy sao? Advertisement. Nhưng, để mọi người không phải khó xử, cô ta phải bán chiếc giường đó. Muội muội không dành thế sự, lại không biết giữ mồm giữ miệng, trời mới biết đứa em gái ồ này của mình sẽ nói gì. Chủ nhân đã lên tiếng rồi thì sao Triệu công tử có thể khách sáo? Hắn đã thật sự dọn giường của người ta đi. Ngươi, Khương Ngữ Linh tức giận đến mức mặt đỏ bừng bừng. Ta không lấy không đâu, Triệu Bân tặng tâm đắc ngộ đạo của Hoa Tiên chân nhân cho Khương Ngữ Nhu. Hắn đã chép ra rất nhiều bản, tặng người ta một bộ cũng không sao, dù đó cũng là thứ quý giá. Ngươi đứng lại cho ta. Ta dùng xong sẽ trả lại. Triệu Bân bỏ chạy, Khương Ngữ Linh liều mạng đuổi theo. Khương Ngữ Nhu ở trong phòng, ngượng ngùng đến mức không thể ngượng thêm được nữa. Phủ đệ đang yên lành chợt bị Triệu Bân và Khương Ngữ Linh làm náo động lên hết cả. Tốt lắm. Rất nhiều ông lão nhìn thấy cảnh này đều mỉm cười, vuốt râu. Trông hai đứa nhóc đó thật sự rất giống Oan Gia Hoan S.A. Lúc Triệu Bân và Khương Ngữ Linh xuất hiện lần nữa thì cả hai đã ở trong một rừng trúc, sương mù lãng đãng. Sâu trong màn sương là bóng dáng thấp thoáng mấy cây cổ thụ, một người phụ nữ đang ngồi đọc sách dưới gốc cây, là bà nội của Khương Ngữ Linh, người được dân thành Nam Thiên gọi là Vũ Hoa Tiên. Người thật chẳng khác gì tên, dưới ánh trăng, những cánh hoa hư ảo rụng lác đác toàn thân, cảnh ấy kèm theo mưa bụi lất phát, đúng là chỉ như ảo mộng. Bà nội, Khương Ngữ Linh chạy lon ton đến đầy thân mật.
Triệu Bắn hơi sửng sốt vì Vũ Hoa Tiên này có gương mặt giống hệt với Ngọc Cẩn, có lẽ do hắn đã rời khỏi trần thế quá lâu nên bất giác xem vị lão tiền bối này là cố nhân nơi quê nhà. Sao cứ nhìn bà nội ta chằm chằm thế hà, Khương Ngữ Linh dùng tiên quang đánh nhẹ Triệu Bân. Lúc này Triệu Bân mới giật mình, vội vã tiến về trước, chắp tay cúi người, chào tiền bối. Đúng là hậu sinh khả úy. Thật không hồ là vợ chồng. Câu nói đầu tiên của Vũ Hoa Tiên và Khương Vấn Thiên chẳng khác gì nhau. Bà ta mỉm cười dịu dàng, một người mấy trăm tuổi nhưng vẻ ngoài không hề già cả, vẫn phong nhã ngời ngời. Từ khi Triệu Bân vào thành Nam Thiên, hắn chưa từng gặp người phụ nữ nào có thể sánh được với bà ta, thảo nào đến cả kẻ máu mặt như Nam Thiên chân nhân và Hoa Tiên chân nhân cũng phải nể Vũ Hoa Tiên. Tiền bối, người có phái hóa thân của mình đến trần gian không? Triệu Bân khẽ hỏi. Sao lại hỏi như thế? Vũ Hoa Tiên khẽ mỉm cười, bất giác thấy hứng thú. Vãn bối cũng từng phái hóa thân vào phàm giới, từng gặp một người giống hệt như tiền bối, Triệu Bân lại diễn. Hắn nghiêm túc nổi sằng nói bậy, đơn giản là vì muốn gài Vũ Hoa Tiên nói thật mà thôi. Với tu vi của ngươi mà cũng có thể có hóa thân sao? Vũ Hoa Tiên mỉm cười nhìn Triệu Bắn. Vãn bối có bí thuật độc môn, Triệu Bân nói rất chân thành. Đây cũng là lời nói dối. Với đạo hạnh và cảnh giới hiện tại của hắn thì đúng là không thể tạo ra hóa thân, thế càng không cần phải nói đến việc phái hóa thân đến phàm giới. Nhưng hắn là người có thể đạt tượng vàng Oscar thì với chút chuyện nhỏ thế này, hắn đã chuẩn bị sẵn mấy cái cờ hợp lý rồi. Vậy thì lão thân thật sự đã đánh giá thấp tiểu hữu rồi, Vũ Hoa Tiên mỉm cười. Còn về phần hóa thân, bà ta không nói thêm gì, mà đối phương không nói thì Triệu Bân cũng không tiện hỏi thêm. Tùy tiện nghe ngóng chuyện hóa thân của tiền bối là phạm vào điều kiêng kỵ, nếu còn không biết điều, đó là rảnh rỗi sinh nông nỗi tự tạo phiền phức. Nếu đã đến làm khách, thì sao có thể không được đãi tiệc? Thật ra cũng không bao nhiêu người trong bữa tiệc, chỉ có Vũ Hoa Tên, Khương Ván Thiên, Khương Ngữ Linh, Khương Ngữ Nhu và gia chủ hiện tại của Khương gia Khương Tiêu cũng như vợ của ông ta là Niệm Kiều. Bữa tiệc tối như vậy lại khiến Triệu Bân thấy mắt tự nhiên. Ánh mắt của mấy lão tiền bối ở đó nhìn hắn có vẻ không bình thường. Tiểu hữu đã có vợ chưa? Khương Vấn Thiên cười hỏi hỏi. Có rồi, Triệu Bân mỉm cười, không giấu giếm. Ngươi, có vợ rồi sao? Khương Thiêu và Niệm Kiều đều ngẩn ngơ vì lời đáp. Có rồi, Triệu Bân lặp lại một lần nữa. Ngươi thật sự thành thân rồi à? Ta không được có vợ sao? Sao không nghe ngươi nói? Ngươi cũng đâu có hỏi ta đâu. Buổi tiệc, có vẻ như chỉ thuộc về Khương Ngữ Lĩnh và Triệu Bân, những người khác đều bị gạt ra ngoài, hai người không ngừng díu dít. Trông cả hai không giống một đôi mà như cặp anh em tốt, họ không hề quan tâm bữa tiệc tối nay có ý nghĩa gì, nói hai người họ vô tư thì không thể nào chuẩn hơn được nữa. Triệu Bắn là một nhân tài, sao có thể không có vợ chứ? Khương Ngữ Lĩnh thì thế nào, cô ta là người có lý tưởng, quyết tâm trở thành nữ thần giống như Nguyệt Thần, còn chuyện thành thân, ai thích thì cứ cưới. Còn cô ta chắc chắn không, nếu không phải bị ép buộc thì quỷ mớ ồ đi tỉ võ chiêu thân. Không biết Triệu Bân rời khỏi Khương gia lúc nào. Mấy người Khương Ván Thiên ngượng ngùng dùng bữa, bọn họ đều đã chuẩn bị sẵn lời thoại, muốn tìm một chàng rể tốt cho nhà họ Khương, ai ngờ Triệu Tử Long đã có vợ, thế này thì chẳng thể mở lời rồi. Không thể cưỡng cầu, Vũ Hoa Tiên khẽ nói, bà ta nghĩ rát thoáng. Cũng đúng, Khương Vấn Thiên lắc đầu, mỉm cười, con cháu tự có phúc của chúng. Nghe nói ông đã bị đánh à, Vũ Hoa Tiên mỉm cười nhìn Khương Vấn Thiên. Tối nay Ý Ao Phu rất bực bội, Khương Vấn Thiên vươn tay ôm lấy vợ. Cứ đợi đấy, đợi ông ta sinh thêm đứa nữa thì việc đầu tiên Ý Ả sẽ gửi thiệp mừng cho hai lão già đó. Không, một đứa có vẻ chưa đủ, cố gắng mỗi năm một đứa, mẹ kiếp, cho các ngươi tức chết luôn. Tối nay là ngày mà Khương Vấn Thiên xấu hổ nhất. Ông ta đã chuẩn bị xong hết nhưng lại tìm không thấy vợ đâu. Vũ Hoa Tiên ở đó, chỉ có điều là bà ta đã bế quan, 100 năm rồi, cũng nên thu hóa thân về. Bà ta muốn xem thử cuộc sống giói nhân gian, bà ta cũng cần có giác ngộ từ chốn phàm trần lắng động tâm cảnh. Đêm, đường phố đông đúc, Triệu Bân mặc áo choàng đen, lặng lẽ bước đi. Một mình nơi đất khách, hắn chỉ là một vị khách qua đường. Sự phồn hoa của Nam Thiên không ấm áp như quê nhà. Trong căn nhà nhỏ, kẻ phá rối đang ngồi xếp bằng lặng lẽ dưới gốc cây. Không phải là kẻ phá rối mà chỉ là phân thân. Người thật ở đâu, Triệu Bân? Hỏi. Có việc nên đã đi trước rồi, hẹn ngày gặp lại. Phân thân chỉ nói mỗi câu đó rồi biến mất. Triệu Bân hơi bất ngờ,
tên đó tự dưng đi mất làm hắn không quen. Hắn điều chỉnh lại cảm xúc rồi lấy giường bạch ngọc ra, dùng tiên lực bao bọc nó. Có lẽ vì thời gian quá lâu rồi nên thiên tự khắc trên đó cực kỳ khó tôi luyện, hắn phải mất đến 2-3 ngày mới luyện hóa xong, sau đó thì khắc lên Long Uyên. Trong tay cầm kiếm trong, hắn nhìn tới nhìn lui, hiển nhiên là hắn đang quan sát thiên tự. Hắn từng nghiên cứu. Nó có mang theo sự tĩnh mịch nặng nề của chữ cổ. Lại có chút linh tính bên trong. Từ khi tu võ đạo, phần lớn độn giáp thiên tự mà hắn có được đều nhờ cảm ứng, đến giờ hắn vẫn chưa biết độn giáp có lai lịch gì. Chỉ biết nó rất thần bí đến mức đến cả Nguyệt Thần cũng không biết được huyền cơ bên trong. Lúc hắn đang quan sát, cửa sân bị người đạp ra, đám thị vệ mặc giáp tiến vào. Dường như Triệu Bân không hề thấy bất ngờ trước chuyện này, hay nói cách khác là hắn đã dự đoán được việc này từ trước. Ngươi là Triệu Tử Long sao? Thủ lĩnh của đám thị vệ cầm theo bức họa rồi, so sánh với gương mặt Triệu Bân. Là ta. Bắt lấy hắn. Ta cũng đâu có chạy. Triệu Bân không phản kháng, chẳng hề hỏi han nguyên cớ. Sự hợp tác nhiệt thành như thế khiến thủ lĩnh thị vệ và mấy cấp dưới đều thấy lạ, ngày thường bọn họ đi bắt người trong thành, có ai không la hét rằng co vài cái đâu, ít nhất thì cũng phải mắng vài tiếng. Người này lại ngoan dữ. Đến cả lý do bắt người cũng không thèm hỏi. Hỏi có tác dụng sao? Đây là câu trả lời của Triệu Bân. Hắn biết Ngụy Hồng đã không nhịn nổi nữa, tên đó đã muốn ra tay với mình. Muốn gán tội cho Triệu Bân hắn thì sợ gì không có lý do. Muốn lý do sao, đối phương có thể cho ngươi cả xe luôn, mà bất cứ lý do nào cũng có thể gông cổ ngươi lại và bắt đi, hỏi hay không hỏi thì có khác gì nhau, nếu như đã đoán được từ trước thì hẳn cũng đã sớm tính toán sẵn rồi. Không vào hang cọp thì sao bắt được cọp con? Hắn sẽ cho Ngụy Hồng một bài học nhớ đời. Các thị vệ đều khá tự giác, dùng rất nhiều phong ấn đế vây chặt Triệu Bân từ trong ra ngoài. Thủ lĩnh thị vệ còn có nhẫn ma của Triệu Bân, trước khi đến đây, thiếu thành chủ đã dặn dò là phải đem chiếc nhẫn đó về. Triệu Bân không quan tâm. Cơ bản là hiện tại nhẫn ma chẳng có gì bên trong. Mấy ngày trước, bảo bối của hắn đều được chuyến đến thế giới vĩnh hằng rồi, hơn nữa nhẫn ma có ấn ký và cấm chế, người bình thường vốn không thể nào mở ra được. Trước khi mở nó ra, Ngụy Hồng cũng sẽ không nỡ hủy hoại nó, nếu muốn trục lợi từ chỗ của hắn, e là đối phương đã mơ mộng quá viển vông rồi. Hắn đã bị đưa đi. Lúc xuất hiện lần nữa thì đã ở trong đại lao trong thành. Nhà tù không bẩn thỉu và hỗn loạn như trong tưởng tượng, những song cửa sắt lóe lên tia sáng lạnh, còn không khí ở đây thì như được che bôi một tấm màn đen, khiến người ta cảm thấy áp lực. Nhưng cũng không sao. Hắn là người từng trải. Trong tù nhốt khá nhiều người, nhìn lướt qua thì gian tù nào cũng có người ở, tu vi trải dài từ tiên nhân đến cảnh giới động hư. Ngoài người già còn có trẻ nhỏ, rất nhiều người ôm cửa la oan uổng. Ồn ào. Canh ngục hung thần ác sát, cầm roi ra đánh từng người một. Nhưng đó chỉ là giải pháp trước mặt, chưa được một lúc thì tiếng kêu oan lại vang lên. Tiểu bối, sao ngươi lại bị bắt? Gian ngục bên cạnh có tiếng người truyền đến. Triệu Bân liếc mắt sang nhìn thấy là một ông già, người ngợm nhếch nhác, đầu tóc rối bời, có vẻ ông ta đã sống ở đây nhiều năm rồi, xích chói ông ta cũng đã rỉ sét. Đôi mắt già nua đục ngầu, chắc là đã trải qua rất nhiều chuyện, ông già đó còn yên lặng hơn cả tội phạm như hắn, ông ta chỉ ngồi đó và không dục dịch. Không có gì, Triệu Bân mỉm cười, người đến đây đều có tội. Người bên trái là tội phạm giết. Người, một, người bên phải là kẻ cắp. Ba người đối diện là tội làm màu. Có vẻ như ông lão già nua này rất am hiểu tình hình nhà lao, giới thiệu từng người một cho Triệu Bân. Triệu Bân nhìn quanh một lượt. Đặc biệt quan tâm đến ba người phía trước mặt, hắn từng thấy tội phạm giết người, tội cướp bóc nhưng lần đầu tiên gặp tội phạm làm màu, pháp luật tiên giới nghiêm khắc đến vậy sao? Làm màu ra vẻ ta đây một chút cũng bị bắt á. Ngươi nhìn gì mà nhìn, người ở gian tù phía đối diện lên tiếng mắng. Bị bắt cũng đáng, Triệu Bân nói với vẻ chân thành. Tiểu Hữu, ngươi có rượu không? Ông lão già nua hỏi với giọng khàn khàn. Triệu Bân lén thò vào áo, lấy ra một lá bùa. Đấy là bùa cất giữ. Trước đó, khi bị bắt, thủ lĩnh thị vệ đã lục soát không kỹ nên đã đế lọt lưới lá bùa này, bên trong chứa đầy rượu. Bùa cất giữ bị xé rách, gần nửa gian phòng được chất đầy bởi những vò rượu. Đa tạ. Ông lão già nua nhìn thấy rượu thì tỏ ra thân thiết hơn cả gặp mẹ ruột của mình. Chắc là lâu lắm rồi ông ta chưa được uống rượu nên đã nốc sạch một mạch. Tiền bối phạm tội gì, Triệu Bân lại đưa qua một vò rượu khác.
audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 65.